Hạ Hành Kiện bị nhạc phụ mắng máu chó phun đầy đầu, từ trong nhà nhạc phụ ra, cặp vợ chồng đều như là xương đánh quả cà, Trần Ý Như nói, Diêm Phương Minh nói thế nào? Hạ Hành Kiện nói, còn có thể nói thế nào? Hắn có hôm nay còn không phải ta một tay để bạt, hiện tại gặp được phiền toái, cũng đến hắn hẳn là hồi báo ta thời điểm. Trần Ý Như nói, Hành Kiện, Nguy Sơn đảo bên kia suối nước nóng hạng mục, người liền từ bỏ đi. Hạ Hành Kiện thở dài nói, bây giờ không phải là ta nói thả liền có thể thả. Từ khi Hán Nguyên suối nước nóng bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách về sau, hắn bắt đầu hối hận, lần này giật dây nhà máy rượu công nhân nháo sự quá không sáng suốt. Quen thuộc tại theo nhờ chỗ dựa người làm việc đương nhận thức đến đối thủ so với hắn bối cảnh càng cường đại hơn thời điểm, liền sẽ trở nên kinh sợ. Trần Ý Như nói, nếu không, người đi cùng Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện. Hạ Hành Kiện nói, cùng hắn. Hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, chuyện này đến Diêm Phương Minh nơi đó kết, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Tiết Mỹ Trân cùng ngày khẩn cấp đi trước Nguy Sơn đảo, một là vì dò xét nhìn bọn họ ra ngoài phỏng vấn tổ thành viên, chỗ có thành viên đều bị ong vò vẽ nốt tổn thương, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là từng cái cũng là vô cùng thê thảm. Hai là vì lần này phỏng vấn hành động dập lửa, đài trưởng Tôn Thăng Nâng đã nghiêm khắc phê bình nàng, nếu như nàng không thể mau chóng lắng lại lần này phong ba, chỉ sợ khó mà bảo trụ trong tin tức chủ nhiệm chức vị. Tiết Mỹ Trân trước khi tới đây đã chuyên môn nghe qua Hồ Sơn Trấn trước mắt phụ trách tuyên truyền là Phó Thư ký Hà Khải Văn, nhưng là nàng phi thường rõ ràng đưa đến mấu chốt tác dụng người là Hứa Thuần Lương, nàng cùng Hứa Thuần Lương cũng không giao tình, nếu như trực tiếp đi tìm Hứa Thuần Lương quá mức mạo muội, Tiết Mỹ Trân cũng không tầm thường nhân vật, nàng chằn chọc liên hệ đến Triệu Hiểu Tuệ, thông qua Triệu Hiểu Tuệ trước cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương đã thật lâu không cùng Triệu Hiểu Tuệ liên hệ, chỉ biết là nàng đi nước ngoài sản xuất, hiện tại sớm nên dưa chín cuống rụng, nếu như Triệu Hiểu Tuệ không liên hệ hắn, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không quấy rầy Triệu Hiểu Tuệ sinh sống. Triệu Hiểu Tuệ cùng hắn ngắn gọn hàn huyên về sau, đem lần này tìm hắn mục đích nói nàng đối Hứa Thuần Lương tính là có chút hiểu rõ, Hứa Thuần Lương người này không thích quanh co lòng vòng, nàng cũng sẽ không bắt buộc Hứa Thuần Lương làm cái gì, chỉ là tướng Tiết Mỹ Trân cố ý cùng hắn kết giao sự tình nói một lần, tương đương với giúp hai người bọn họ làm một cái dẫn kiến. Hứa Thuần Lương cùng Tiết Mỹ Trân cũng không gặp nhau, lần này là Đông Châu Đài truyền hình dẫm qua giới, bất quá hắn cũng chưa bao giờ làm hướng Đông Châu Đài truyền hình tạo áp lực sự tình, lấy trước mắt hắn quan hệ còn làm không được, Mai Như Tuyết mặc dù có năng lực như vậy, nhưng là Mai Như Tuyết biết hắn không thích người khác can thiệp, cho nên trừ phi hắn mở miệng, Mai Như Tuyết là không sẽ chủ động can thiệp công tác của hắn, đoán chừng chuyện này là Mặc Hàm làm. Kỳ thật coi như Triệu Hiểu Tuệ không chào hỏi, Hứa Thuần Lương cũng không bài xích cùng Tiết Mỹ Trân gặp mặt. Tiết Mỹ Trân bớt thời gian hiểu rõ một chút Hứa Thuần Lương người, kỳ thật nàng đã sớm biết Hứa Thuần Lương, chỉ là không có đem quá đi trong tin tức Hứa Thuần Lương cùng Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng đối ứng. Hán Nguyên suối nước nóng bị chỉnh đốn và cải cách tin tức bay đầy trời, Hứa Thuần Lương cho rằng chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, cố ý cho Mặc Hàm phát cái kết nối. Không bao lâu Mặc Hàm cho hắn trở về hai chữ, là ta. Nàng vẫn là như cũ, làm liền không sợ thừa nhận. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng nàng lúc đầu không có nhìn ở trong mắt, nhưng là người khác dám trên đầu nàng động thổ, nàng liền sẽ không khách khí. Tiết Mỹ Trân đi vào Hứa Thuần Lương văn phòng thời điểm, Hứa Thuần Lương ngay tại thông qua điện thoại an bài công việc, hắn chỉ ghế sofa, ra hiệu Tiết Mỹ Trân ngồi trước. Cúp điện thoại, đứng lên nói, Tiết chủ nhiệm đúng không? Không có ý tứ a, vừa ta ngay tại an bài công việc, thất lễ. Tiết Mỹ Trân đứng dậy hướng hắn vươn tay ra, là ta không có ý tứ mới đúng, quấy rầy Hứa trấn trưởng công việc. Hứa Thuần Lương cùng Tiết Mỹ Trân nắm tay, quan sát một chút nàng, ngoài 30 niên kỷ, nghe Triệu Hiểu Tuệ nói hai người bọn họ là bạn tốt, nàng đi qua tại Đông Châu Đài truyền hình thời điểm, Tiết Mỹ Trân liền đối nàng phi thường chiếu cố, Hiểu Tuệ giúp ngươi hỏi sớm nhất cũng là hai người bọn họ hợp lực làm. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Tuệ tỷ đi qua thường xuyên nhắc tới ngươi, nghĩ không ra Tiết chủ nhiệm còn trẻ như vậy. Tiết Mỹ Trân cười nói, ta 33 tuổi, cùng ngươi so sánh nhưng không tính là tuổi trẻ. Hứa Thuần Lương cho nàng rót chén trà, Tiết chủ nhiệm hôm nay tới tìm ta có cái gì chỉ giáo. Tiết Mỹ Trân nói, đầu tiên là biểu đạt một chút lòng biết ơn, ta nghe bên ngoài hái tổ nói, lần này may mắn Hứa trấn trưởng ra tay giúp đỡ, không phải bọn hắn chỉ sợ muốn đả thương đến càng nặng. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này không tính là gì đại sự, có thể là nơi đó ong vò vẽ ma cũng bắt nạt ma mới, mà lại tình huống hiện trường phi thường hỗn loạn,
liền các người phóng viên cầm microphone cùng camera, lại hết lần này tới lần khác đứng tại tổ ong vò vẽ hạ chúng ta về sau phân tích ha, 89 phần 10 ong vò vẽ là cho rằng bọn họ đem ổ cho thọc, cho nên mới hợp nhau tấn công. Tiết Mỹ Trân nói, đoán chừng là nguyên nhân này chúng ta những ký giả này đối nơi đó tình huống không hiểu rõ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cổ nhân có nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nếu có điểm nhãn lực kình người ai hướng tổ ong vò vẽ phía dưới đứng, ngài nói có đúng hay không? Tiết Mỹ Trân làm sao có thể nghe không ra hắn là tại ở trước mặt gõ mình, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng đã nhận rõ thế cục, giải quyết mấu chốt của vấn đề ngay tại Hứa Thuần Lương trên thân. Tiết Mỹ Trân nói, Hứa Trấn Trưởng, chuyện lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, dư luận là một thanh kiếm hai lưỡi a, ta đối với cái này cảm thụ rất sâu, Tiết chủ nhiệm, đã ngươi là hiểu tuệ tỷ bằng hữu, ta cũng liền nói thẳng, các ngươi phỏng vấn đến có chuẩn bị a, ta hoài nghi các ngươi tại nhà máy rượu công nhân nháo sự trước đó liền được tin tức. Tiết Mỹ Trân nói, Đông Châu Đài truyền hình thiết lập tin tức đường dây nóng, những công nhân này nháo sự trước đó liền bấm đường dây nóng điện thoại, cho nên chúng ta phỏng vấn tổ mới có thể kịp thời xuất hiện tại hiện trường. Hứa Thuần Lương cười nói, Tiết chủ nhiệm, tất cả mọi người là người biết chuyện lý do như vậy vẫn là đừng nói nữa, mỗi ngày gọi đường dây nóng điện thoại không biết có bao nhiêu, các ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Tiết Mỹ Trân nói, ta đây cũng không rõ ràng, chuyện cụ thể cũng không phải ta đang phụ trách, bất quá a, về sau ta có thể cam đoan bọn hắn sẽ không lại cho Hồ Sơn Trấn thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, ta là y học thế gia xuất thân, giải quyết sự tình kỳ thật cùng xem bệnh không sai biệt lắm. Muốn trừ tận gốc bệnh hoạn nhất định phải tiêu bản kiêm trị, chỉ có tìm tới căn nguyên, mới có thể triệt để chữa trị. Tiết chủ nhiệm, người có thể cáo tố ta là ai cho các ngươi cung cấp tin tức manh mối sao? Tiết Mỹ Trân nói, ta thật không biết, Hứa Trấn Trưởng vẫn là không nên làm khó ta. Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng hiểu tuệ tỷ bằng hữu cũng có thể trở thành bằng hữu của ta, xem ra là ta không với cao nổi. Tiết Mỹ Trân phát hiện người trẻ tuổi này thật rất lợi hại. Nếu như mình không nói cho sau lưng của hắn là ai tại đẩy tay, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, châm trước trong chốc lát nói, lấy Hứa Trấn Trưởng đầu não hẳn là có thể đoán được a. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ muốn xác nhận một chút, Tiết chủ nhiệm có phải hay không nguyện ý giao ta người bạn này. Tiết Mỹ Trân rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, thấp giọng nói, ngươi cùng sinh thái vòng ném hạ hành kiện có phải hay không có mâu thuẫn gì. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Tiết Mỹ Trân rốt cục vẫn là thừa nhận. Chuyện này phía sau hắc thủ quả nhiên là hạ hành kiện. Hứa Thuần Lương nói, Tiết chủ nhiệm, không đánh không thành giao, về sau tuyên truyền phương diện sự tình, ta còn phải tìm ngươi hỗ trợ đâu. Tiết Mỹ Trân nói, tuyệt đối không có vấn đề. Trong nội tâm nàng y nguyên thấp thỏm, không biết chuyện này có thể hay không thuận lợi giải quyết, nếu như ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, chỉ sợ vị trí của mình muốn giữ không được. Tần Chính Dương tiếp vào Lâm Bí Thư điện thoại. Coi là vị này Nguy Sơn huyện người đứng đầu bởi vì nhà máy rượu suối nước nóng sự kiện muốn tìm mình hương sư vấn tội, nhưng tiếp thông điện thoại về sau mới biết được cũng không phải là có chuyện như vậy. Lâm Bí Thư ngữ khí phi thường hòa ái mặc dù chủ động nhắc tới nhà máy rượu suối nước nóng, nhưng là cũng không có cường điệu Đông Châu suối nước nóng tài nguyên muốn từ sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn độc nhất vô nhị khai phát kinh doanh, mà là thái độ khác thường xây nghị. Lần này nhất định phải tướng Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng chế tạo thành Nguy Sơn đảo du lịch danh thiếp, không nên đem suối nước nóng khai phát kiến thiết xí nghiệp cực hạn tại Đông Châu bản địa, muốn thả mắt cả nước. Thậm chí toàn thế giới, chế tạo trong nước thứ nhất lưu suối nước nóng nghỉ phép cảnh khu. Tần Chính Dương nghe hắn nói như vậy liền hiểu, Lâm Bí Thư đã bắt đầu bánh lái. Lâm Bí Thư thuận tiện nói cho Tần Chính Dương, sinh thái vòng ném tập đoàn đã quyết định từ bỏ nhà máy rượu suối nước nóng quyền khai phát. Tần Chính Dương có chút muốn cười, bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có được qua làm sao đến từ bỏ. Hạ hành kiện ban đầu ở phòng làm việc của mình bên trong thế nhưng là ở ngay trước mặt chính mình buông tha ngoan thoại, nói cái gì Đông Châu chỉ có hắn mới ủng có quyền khai phát, hiện tại không nghiêu bức. Tần Chính Dương phi thường rõ ràng hôm nay nhà máy rượu chuyện gì xảy ra, hắn chưa từng có hỏi, để đạn lại bay một hồi, hắn đối Hứa Thuần Lương vẫn là có lòng tin tưởng Hứa Thuần Lương nhưng lấy xử lý tốt chuyện này. Quả nhiên, hiện tại Lâm Bí Thư cú điện thoại này tương đương bảo hắn biết hạ hành kiện chủ động chọn lấy cờ trắng. Tần Chính Dương minh bạch Lâm Bí Thư ý tứ, hy vọng nhà máy rượu suối nước nóng sự tình dừng ở đây, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cả kiện sự tình Tần Chính Dương đều giao cho Hứa Thuần Lương xử lý, cờ chuông phải do người buộc chuông,
Kết thúc cùng Lâm Bí Thư trò chuyện về sau, hắn lập tức đem Hứa Thuần Lương gọi đi qua. Hứa Thuần Lương đi vào Tần Chính Dương văn phòng, Tần Chính Dương đã pha tốt trà, tiểu Hứa, tới nếm thử, nhìn xem ta cái này phổ nhị so hiển hồng nông trường thế nào. Hứa Thuần Lương đi vào hắn ngồi xuống bên người, nâng chén trà lên uống một hớp nói, ai tặng cho ngài. Tần Chính Dương cố ý nghiêm mặt, tiểu tử ngươi vẫn sẽ hay không nói chuyện phiếm. Ta không thể mua a. Hứa Thuần Lương nói, không thể, loại này nịnh bợ lãnh đạo cơ hội nhất định phải lưu cho ta. Tần Chính Dương cười ha ha, ngươi cái miệng này a, khó trách Mai Như Tuyết sẽ bị ngươi hống đi. Hứa Thuần Lương nói, hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, chưa nói tới ai hống ai. Tần Chính Dương nói, hai ngày này vất vả, bạn gái tới cũng không có thời gian bồi, vào xem mọi nơi lý chuyện bên này. Hứa Thuần Lương nói, công việc thứ nhất, nam nhân nếu là liền bản chức công việc đều không làm xong, cái nào còn có mặt mũi tìm bạn gái. Tần Chính Dương nói, người cái này giác ngộ ngay cả ta đều mặc cảm, Thuần Lương a, vừa mới ta được đến xác thực tin tức, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn bên kia quyết định từ bỏ nhà máy rượu suối nước nóng quyền khai phát. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, Hạ Hành Kiện làm sao có mặt nói ra những lời này, từ bỏ. Chưa hề có được nói thế nào từ bỏ. Tần Chính Dương biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, cười nói, dù sao cũng phải muốn tìm cái bậc thang hạ nha, ai không sĩ diện. Hứa Thuần Lương nói, sĩ diện cũng đừng làm không muốn mặt sự tình dày vò xong, khiến cho nhà máy rượu gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn, bọn hắn nghĩ thu chàng. Đi mụ nội nó, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hắn nhìn qua Tần Chính Dương nói, Tần Bí Thư, có người tìm ngươi nói cùng đi. Tần Chính Dương cũng không gạt hắn, gật đầu nói, có mấy vị lãnh đạo gọi điện thoại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha, chúng ta hẳn là đem chủ yếu tinh lực vùi đầu vào phát triển kiến thiết bên trong đi. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là nói sinh thái vòng ném hiện tại gặp phải chuyện phiền toái đều không phải là ta làm ra, ngài tin tưởng sao? Tần Chính Dương cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn đương nhiên không tin, tiểu tử này quá có thể dày vò. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn không tin, hẳn là Mặc Hàm, nhà máy rượu công nhân nháo sự đem nàng cho chọc giận, chuyện này rõ ràng là Hạ Hành Kiện âm mưu, một bên để nhà máy rượu công nhân nháo sự, một bên an bài đài truyền hình nhớ người tới phỏng vấn, bọn hắn nghĩ tại quốc hữu tài sản sói mòn trên làm văn chương. Tần Bí Thư, nếu như bọn hắn thành công, cũng không chỉ ta một người thanh danh lại nhận tổn hại. Tần Chính Dương biết Hứa Thuần Lương không phải nói chuyện giật gân, trong lòng thầm mắng Hạ Hành Kiện ngươi cũng quá âm hiểm, vì một cái nhà máy rượu suối nước nóng thủ đoạn dùng hết, thậm chí không tiếc chửi bới chúng ta Hồ Sơn trấn cán bộ danh dự, nhưng là nghĩ khởi Lâm Bí Thư cú điện thoại mời vừa rồi kia, Tần Chính Dương vẫn là căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ nói, chúng ta là đặt chân ở toàn bộ Hồ Sơn trấn phát triển không đáng cùng một cái không từ thủ đoạn nhà đầu tư so đo. Hứa Thuần Lương nói, ta không có so đo a. Nhưng là hắn trêu chọc chính là Mặc Hàm, bây giờ không phải là ta cùng hắn không qua được, là Mặc Hàm muốn đòi lại cái công đạo này. Tần Bí Thư, kỳ thật chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, ta nhóm liền đợi đến xem kịch đi. Tần Chính Dương nói, Thuần Lương a, ngươi là phụ trách chiêu thương, không là phụ trách đấu tranh. Hứa Thuần Lương cười nói, nhân loại lịch sử chính là một bộ đấu tranh sử, không đấu tranh ở đâu ra tiến bộ. Tần Chính Dương nhìn ra hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Hành Kiện, phản chính tự mình cũng không cải biến được hắn, cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu bị tổn hại đại môn đã một lần nữa chữa trị, Hứa Thuần Lương đặc địa đi qua một chuyến, thực nhìn một chút nhà máy rượu tổn hại tình huống. Phổ Kiến nói cho hắn biết tổn thất không lớn, trải qua hôm qua như thế nháo trò, đoán chừng nhất thời bán hội không có người còn dám tới tìm phiền toái. Ninh Tứ vui tươi hớn hở chạy tới. Hắn vừa mới đạt được tin tức, Hạ Hành Kiện tại Đông Châu hai nhà suối nước nóng làng du lịch đều bởi vì nước chất không phù hợp quy định mà bị ghìm khiến ngừng kinh doanh, nghe nói Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch quân đoàn khuẩn vượt chỉ tiêu gấp 500 lần. Ninh Tứ đối Hứa Thuần Lương bội phục sát đất, giơ ngón tay cái lên nói, Hứa trấn trưởng, ta thật sự là phục, Hạ Hành Kiện lần này tại trước mặt ngài cắm cái ngã nhào. Hứa Thuần Lương nói, đừng đem công lao tính tại trên người của ta con hàng này tự mình tìm đường chết. Phổ Kiến nói, lần này tốt, còn nhớ thương nhà máy rượu suối nước nóng, kết quả hàng ổ bị người cho bưng. Trong viện máy bay trực thăng vẫn ngừng tại nguyên chỗ, từ hôm qua đến, máy bay liền không động tới, Mặc Hàm trước mắt bồi tiếp Phương Hoành Phong cùng Sơn Thôn Nê Di tại Nguy Sơn đảo tiến hành toàn diện khảo sát. Bạch Mộ Sơn thì chổng mông lên tại địa động bên trong khảo cổ, đừng quản con hàng này điểm xuất phát là cái gì,
không thể không bội phục hắn kính nghiệp tinh thần. Hứa Thuần Lương đi theo Phổ Kiến Từ trộm động lối vào tiến xuống dưới đất, hướng phía cổ hầm ao phương hướng hành tẩu, bởi vì địa động không lớn, cho nên nhất định phải khom người tiến lên, phía dưới lâm thời tiếp điện, thường cách một đoạn khoảng cách đều lắp đặt bóng đèn. Bạch Mộ Sơn cùng hai vị khảo cổ nhân viên ngay tại cổ hầm ao phía dưới trong không gian đào móc thanh lý, Bạch Mộ Sơn đến cùng là nghiệp nội người trong nghề, tới nửa ngày liền từ địa động bên trong phát hiện một cái giếng cổ, ba người bọn họ trước mắt chính là tại thanh lý miệng giếng này. Theo Bạch Mộ Sơn phán đoán, miệng giếng này hẳn là Đại Tống, Nguy Sơn hồ nguyên bản hồ nước diện tích không có như thế lớn, vùng này đã từng là Trương Lương đất phong, sử xưng Lưu Thành. Lưu Thành từng là lỗ nam chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, chợ búa nghiễm nhiên, lâu bỏ dày đặc, phú thương lớn giả, danh lưu hiển quý tụ tập, người xe rộn ràng. Mãi cho đến đại đường trước kia, nơi này đều duy trì phồn hoa cảnh tượng. Từ Tống Thiệu Hy 5 năm đến Minh Mạt hơn 400 trong năm, Hoàng Hà nhiều lần vỡ tràn lan nam rời, cướp tứ sông từ hoài vào biển, làm tứ sông phát tiết không khoái, tắc nghẽn nước đọng, làm chung quanh 99 ngọn núi hạ chưa thành hồ triều. 99 ngọn núi trải qua nhiều lần lên xuống cùng gió hóa bảo món, lột chân, đã trở thành đại lục gò núi giống như ngọn núi nhỏ, đến tận đây, Lưu Thành biến thành hôm nay Nguy Sơn Hồ. Lưu Hầu Thành bao phủ trong nước, công sự trên mặt thành tổn thương hủy, tảo nghệ hạnh mậu. Hiện tại du khách trong hồ chèo thuyền du ngoạn ngẫu nhiên có thể thấy được vọng lâu di ngấn, liễm diễm giữa hồ. Nguy Sơn đảo trên bảo tồn di tích tại lịch sử biến thiên bên trong tao ngộ phá hoại cực lớn, cho nên tạo thành toàn bộ Nguy Sơn đảo trên trọng điểm văn vật chỉ có một tòa đường sắt anh hùng bia kỷ niệm. Miệng giếng này phát hiện là Nguy Sơn đảo lịch sử tăng thêm bằng chứng, có cực cao sử học giá trị. Bạch Mộ Sơn giải thích một chút giếng xuất hiện tại dưới mặt đất nguyên nhân, mặt hồ đã từng bao phủ qua địa phương này, về sau thủy vị giảm xuống, nước bùn tướng cổ thành vùi lấp, về sau lại tại nước bùn phía trên một lần nữa xây thành trì, kỳ thật Bình Hải nhất đại tình trạng như vậy rất nhiều, Đông Châu liền có thành trên thành thuyết pháp. Nguy Sơn đảo lịch sử mặc dù không cách nào cùng Đông Châu so sánh, nhưng là miệng giếng này phát hiện đã đem xây thành trì sử đẩy lên Tống Triều. Hứa Thuần Lương quan tâm là hắn trấn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị hiện tại có hay không có thể thăng cấp, Bạch giáo sư, miệng giếng này có thể hay không định giá huyện cấp trọng điểm văn vật. Bạch Mộ Sơn nói, không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Hứa A, người thật đúng là cảm giác tiên tri. Nói như vậy, hai trên mặt người cũng có chút không nhịn được. Phổ Kiến tiến đến bên giếng cổ một bên, khen, Bạch giáo sư, còn phải là ngài A, chúng ta tìm nhiều ngày như vậy đều không thu hoạch được gì. Ngài vừa đến đã phát hiện giếng cổ. Ngay trước hai tên Đông Châu Cục Văn hóa khảo cổ nhân viên không có phát hiện được cái gì. Bạch Mộ Sơn nói, không phải ta một người công lao, là mọi người tương hỗ hợp tác kết quả, ở trong đó cũng có công lao của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, có đủ hay không Đông Châu trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Phổ Kiến kinh hỉ nói, muốn đào được bảo. Bạch Mộ Sơn cười nói, hiện tại chỉ là một cái giếng, còn khó nói. Bất quá ta có thể kết luận tại tầng này hẳn là sẽ phát hiện cái khác văn vật, trộm mộ cũng không có đào được độ sâu như vậy. Bạch Mộ Sơn nói, cũng không cần có quá cao chờ mong miệng giếng này hẳn là đi qua dân dụng, cho dù có văn vật, dân chúng bình thường nhà cũng sẽ không có thứ gì tốt. Phổ Kiến cảm thán nói, cùng hiện tại một cái dạng. Hứa Thuần Lương cảm giác cũng không có cái gì mới lạ đồ chơi, dẫn đầu leo ra ngoài địa động, đầu mới lộ ra, nhìn thấy Mặc Hàm liền đứng tại động bên cạnh. Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi lo lắng, nàng có thể hay không trực tiếp một cước đá vào mình trên mặt. May mắn một màn này cũng không phát sinh. Mặc Hàm nói, ngươi cũng hiểu được khảo cổ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không bằng hỏi ta có phải hay không cũng hiểu nữ nhân. Mặc Hàm có chút hối hận vừa mới không có một cước đá vào trên mặt hắn, hiện tại con hàng này đều đã bỏ lên, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, phát hiện một cái giếng cổ. Mặc Hàm đối giếng cổ không có bất cứ hứng thú gì, ngươi không phải nói phía dưới có xương rồng sao? Ta còn nói phía dưới có đầu rồng đâu? Mặc Hàm hung dữ nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương, biểu lộ phảng phất muốn đem hắn nuốt vào đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi người này một điểm hài hước cảm giác đều không có, nghe không ra ta đang nói đùa. Mặc Hàm nói, ta không hứng thú đùa giỡn với ngươi, Hứa Thuần Lương, ngươi lại dám gạt ta. Hứa Thuần Lương nói, đừng làm đến nhất kinh nhất xạ, ta lừa ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Mặc Hàm hận đến thẳng cắn răng, nhưng cầm hắn lại không có biện pháp gì. Hứa Thuần Lương chào hỏi Mặc Hàm đi xưởng bên trong ngồi, Mặc Hàm liếc mắt để chính hắn đi thể hội,
nhưng một lát sau vẫn là đi tới. Cất rượu xưởng bên trong đã quét sạch sẽ, đông nam một góc trở thành lâm thời chỗ làm việc, Phổ Kiến ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm một khối đại bản, đào bình đánh bóng dùng gạch xanh dựng lên đến liền thành lâm thời trà biển. Hứa Thuần Lương ngâm điểm sinh phổ, trà vừa mới ngâm tốt, Mạc Hàm cũng vào. Hứa Thuần Lương thiên về một bên trà một bên hỏi, Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách sự tình là ngươi làm ra à? Mạc Hàm nói, người ta làm lần đầu tiên còn không cho ta làm 15 sao. Nàng tại Hứa Thuần Lương ngồi đối diện xuống tới, nâng chén trà lên ngửi ngửi hương trà. Hứa Thuần Lương nói, cho Đông Châu đài truyền hình tạo áp lực cũng là ngươi làm được. Mạc Hàm cắt nước hai con ngươi nhìn chăm chú Hứa Thuần Lương nói, là ngươi đem ta liên lụy tiến đến. Hứa Thuần Lương cười nói, quan hệ có thể a, bất quá ta suy nghĩ một chút, có một số việc không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, người sớm liền bắt đầu quyết định đối phó sinh thái vòng đầu có đúng hay không. Mạc Hàm nhấp một ngụm trà nói, liền đếm ngươi thông minh nhất được rồi, cũng không có sớm như vậy, phát hiện suối nước nóng về sau, hạ hành kiện bàn tay quá dài, tướng ăn cũng quá khó nhìn, dạng này người không cho hắn chút giáo huấn, hắn là sẽ không hết hy vọng. Mới đưa chén trà rơi xuống. Hứa Thuần Lương đã lập tức giúp nàng rót đầy, Mạc Hàm đã nhận ra một chút không bình thường ý vị. Ta làm sao phát hiện ngươi hôm nay như thế ân cần? Hứa Thuần Lương nói, làm sao nói đâu, cái này gọi tu dưỡng. Mạc Hàm nói, vô sự mà ân cần. Hứa Thuần Lương thở dài nói, không phải lừa đảo tức là đạo trích ngươi cảm thấy ta là loại nào. Mạc Hàm lúc này mới ý thức được mình đào cái hố tới nhảy vào, gương mặt xinh đẹp nóng lên, ngươi dù sao không phải vật gì tốt. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không phải xem ở hai ta là bằng hữu phân thượng, ta không phải cáo ngươi chửi bới cán bộ quốc gia. Mạc Hàm nói, có người thật đúng là lấy chính mình đương mâm đồ ăn, ngươi nhiều nhất chính là một cái phó khoa cấp tính quốc gia nào cán bộ. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương ta cũng là ăn công lương. Khó trách như thế thích mở hoàng khang, nguyên lai là ăn công lương. Mạc Hàm miệng cũng không rơi vào thế hạ phong. Hứa Thuần Lương cười ha ha, có phát hiện hay không? Cùng ta hợp tác ngươi chưa ăn qua thua thiệt. Mạc Hàm nói, ngươi thật đúng là có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng, hợp tác với ngươi phiền phức liền không ngừng qua. Hứa Thuần Lương nói, phiền toái nhỏ mà thôi, cùng ngươi đạt được thực tế lợi ích so sánh căn bản không tính là cái gì, nếu như ngươi cho là ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng sẽ không làm không biết mệt, trừ phi ngươi thích bị ta chiếm liền nghi. Ngươi thả, Mạc Hàm thế mà gấp. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là lạnh lùng như băng không dính khói lửa trần gian thánh nữ đâu, nguyên lai gấp cũng biết mắng người. Mạc Hàm cấp tốc khôi phục tâm tình, ý thức được người này là cố ý khí mình, lạnh hừ một tiếng nói, ta không đáng cùng như ngươi loại này mặt dày vô sỉ ra hỏa so đo. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng kỳ quái, ngươi Mạc đại tiểu thư vì sao sẽ đối với ta cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật một nhẫn lại nhẫn. Bình thường nữ nhân làm như vậy có hai nguyên nhân, một là nàng thích ngươi. Mạc Hàm hung dữ tiếp cận Hứa Thuần Lương, một đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí. Hứa Thuần Lương nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên không phải, còn có một nguyên nhân là có việc cầu người. Hắn hạ giọng nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Mạc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xem trọng mình. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta cũng không kháng cự bị ngươi lợi dụng, ngươi người này sở trường lớn nhất chính là trà đại phương, lòng dạ rộng lớn, hữu dung nãi đại. Người này lúc nói chuyện ánh mắt thuận tiện xem một chút Mạc Hàm cục bộ. Mạc Hàm biết hắn ý tứ, hận không thể đem hắn một đôi tặc nhãn cho móc ra, nhưng cũng chính là ngẫm lại thôi. Hứa Thuần Lương nói, có thể hay không nói cho ta, người muốn xương rồng làm gì? Phía trên đến tột cùng có bí mật gì? Mạc Hàm nói, ta giải thích với người qua, Loan Tổng yêu thích cất giữ xương rồng, về phần hắn muốn làm cái gì, cũng không phải là ta quan tâm phạm trù. Cái này nhà máy rượu dưới mặt đất căn bản không có xương rồng có đúng hay không? Ngươi là cố ý dẫn chúng ta vào cuộc. Hứa Thuần Lương nói, có hay không xương rồng ta cũng không biết, có câu lời nói được tốt, Thanh Sơn khắp nơi chôn xương rồng, có thể hay không phát hiện liền muốn nhìn Bạch Mộ Sơn bản sự. Mạc Hàm một mặt xem thường, Thanh Sơn khắp nơi chôn chung xương được rồi, người này nhất không muốn mặt chính là trộm đổi khái niệm. Hứa Thuần Lương nói, tóm lại ta đáp ứng ngươi, ta nếu là đạt được xương rồng, trước tiên liên hệ ngươi. Mạc Hàm nghe hắn làm ra dạng này cam đoan, cuối cùng khí thuận một chút. Lúc này Phổ Kiến mang theo một thân bụi bặm đi tới xưởng bên trong, lấy trước từ bản thân lớn chén trà rót mấy ngụm nước, thở dài nhẹ nhõm nói, phát hiện hai con chén bể,
trên cơ bản có thể kết luận chiếc kia giếng thuộc về Đại Tống, Bạch giáo sư nói không bài trừ địa tầng phía dưới còn có cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta đã nói rồi. Mặc Hàm thờ ơ lạnh nhạt, độ cao hoài nghi người này đã sớm biết dưới mặt đất có cái gì, hắn sẽ không vô duyên vô cớ để cho mình nhận thầu nhà máy rượu. Phổ Kiến hướng Mặc Hàm nói, Mặc tiểu thư, chúc mừng ngươi a, lần này nhặt được bảo. Hứa Thuần Lương nói, suối nước nóng sự tình ngươi dự định làm sao thao tác? Mặc Hàm hỏi lại, cái này có liên hệ với ngươi sao? Làm sao không quan hệ, ta hiện đang phụ trách Hồ Sơn Trấn chiêu thương công việc. Mặc Hàm nói, Hứa Trấn trưởng đây là nghĩ kéo đầu tư. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Mặc Hàm nói, muốn chiến tích. Hứa Thuần Lương cười nói, nhìn thấu không nói thấu. Phổ Kiến bưng lớn chén trà nhìn qua Hứa Thuần Lương, thật sự là bội phục con hàng này ra mặt, đi qua cảm thấy mình ra mặt đã có thể, nhưng là tại Hứa Thuần Lương trước mặt vẫn là phải cam bái hạ phong. Mặc Hàm nói, ngươi thật sự là sẽ đúng như dự tính. Đôi bên cùng có lợi, dù sao ngươi lại không lỗ lã. Mặc Hàm nói, vẫn là chờ suối nước nóng nước chất giám định báo cáo ra đi, chúng ta Xích Đạo vốn liếng từ trước đến nay là chỉ phụ trách đầu tư. Hạng mục này có được hay không muốn nhìn Mộc Thiên tập đoàn sau cùng khảo sát kết quả. Phổ Kiến nói, cái kia Đông Doanh quỷ tử là suối nước nóng chuyên gia. Mặc Hàm nhìn hắn một cái nói, quốc tế đỉnh tiêm suối nước nóng chuyên gia, tại suối nước nóng nghiên cứu phương diện, Nghê Hồng nghiên cứu khoa học trình độ muốn vượt qua ta nhóm. Phổ Kiến nói, kia địa phương rách nát ta biết, núi lửa trải rộng, khắp nơi đều là lớn nhà tắm tử, ta cảm thấy, không nên học bọn hắn. Hẳn là đem Đông Bắc tắm rửa văn hóa đưa vào tới. Mặc Hàm nói, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Nàng hướng Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi các ngươi Tần bí thư cho ta gọi một cú điện thoại, đề nghị ta dàn xếp ổn thỏa. Hứa Thuần Lương nói, người nghĩ như thế nào? Mặc Hàm nói, người ta đều khi dễ đến cửa đi lên, ta nếu là không có điểm phản ứng, Xích Đạo vốn liếng mặt mũi đưa ở chỗ nào? Hứa Thuần Lương nói, ta tán thành. Muốn đánh liền phải đem hắn đánh cho ngoan ngoãn, muốn triệt để phá vỡ lòng tin của hắn, để hắn cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Mặc Hàm nói, ta nhưng nghe nói có ít người cùng Đông Châu đài truyền hình đã bắt tay giảng hòa. Hứa Thuần Lương nói, công tác tình báo có thể a, người đây đều biết. Mặc Hàm nói, kia là đương nhưng trên thế giới này nào có cái gì chân chính bí mật có thể nói. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta không thích gây thù hằn. Luôn cảm thấy trên đời này nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Làm sao ngươi biết người ta nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi? Hứa Thuần Lương ngay trước Mặc Hàm bột bấm Tiết Mỹ Chân điện thoại, trò chuyện phương thức lựa chọn miễn đề. Tiết chủ nhiệm, Hứa Trấn trưởng, ngài tốt. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện quan trọng gì, chính là cho ngươi cung cấp một đầu tin tức manh mối. Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch bị tỉnh du lịch cục lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Suối nước nóng nước chất xảy ra vấn đề, nghe nói cha ra lớn lượng quân đoàn khuẩn, vượt qua bình thường tiêu chuẩn gấp 500 lần. Tiết Mỹ Chân trầm mặc xuống, nàng đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này mục đích, đây là muốn nàng làm rõ lập trường, nhớ tới trước đây cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt thời điểm hắn nói qua kia lời nói, hắn nói tuyên truyền phương diện sự tình tình sẽ tìm mình hỗ trợ, quả nhiên tới rất nhanh. Hứa Thuần Lương nói, Tiết chủ nhiệm nếu như cảm thấy không có hứng thú gì quên đi. Tiết Mỹ Chân ngắn ngủi do dự về sau lập tức hạ quyết tâm, ta lập tức an bài theo vào đưa tin chuyện này, Hứa Trấn trưởng, tạ ơn ngài cung cấp manh mối. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Tiết tỷ, cùng ta không cần khách khí, ngài về sau gọi ta tiểu Hứa chính là. Tiết Mỹ Chân lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, nếu như chuyện này làm xong, bọn hắn liền là bằng hữu, không phải hắn vô cùng có khả năng nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, là địch hay bạn tất cả nàng một ý niệm. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại. Hướng Mặc Hàm đưa tới một cái đắc ý ánh mắt. Mặc Hàm lắc đầu, ủy bức lợi dụ, không từ thủ đoạn, người này thật đúng là thích hợp hỗn thể chế. Phá chống vạn người đụng, tường đổ mọi người đầy. Hạ Hành Kiện hiện tại đã có khắc sâu trải nghiệm, hắn hai nhà suối nước nóng làng du lịch bị cưỡng chế ngừng kinh doanh về sau, Đông Châu đài truyền hình băng tần tin tức trước tiên truy tung báo cáo sự kiện này, Bình Hải đài truyền hình tại toàn tỉnh tin tức trên bộc quang việc này. Đông Châu Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch vệ sinh không phù hợp tiêu chuẩn cấp tốc xông lên nóng lục soát. Đông Châu hội nghị cấp cao bên trên, Chu thư ký nổi trận lôi đình, chuyện này chẳng những cho Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch bản thân, cũng cho toàn bộ Đông Châu du lịch hình tượng tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều.
Chu thư ký tiền nhiệm về sau xác định đặt chân bản địa lịch sử ưu thế trọng điểm phát triển văn lữ hạng mục chính sách, ngay tại trên dưới bện thành một sợi dây thừng, chuẩn bị thúc đẩy Đông Châu toàn vực du lịch thời khắc, tuôn ra sự kiện này, nghiêm nặng ảnh hưởng đến Đông Châu du lịch phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đông Châu chỉnh thể hình tượng. Chu thư ký tại trong hội nghị cường điệu, kiên quyết chỉnh đốn và cải cách Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch tồn tại vấn đề, ngăn chặn loại này hiện tượng phát sinh, kiên quyết truy tra tương quan người phụ trách trách nhiệm, đem nó phía sau ô dù đào sâu đến cùng, chỉnh đốn Đông Châu văn lữ kiến thiết dã man sinh trưởng loạn tượng, triệt để thanh trừ trong đó tồn tại mục nát, lũng đoạn hiện tượng. Lần này trong hội nghị, còn làm ra miễn đi tự nhiên tài nguyên cục quản lý cục trưởng Tạ Trung Tín chức vụ quyết định, đồng thời đối Đông Châu cục du lịch chức cục trưởng làm ra điều chỉnh, nguyên chú kinh bản phó chủ nhiệm truyền quốc dân Lâm Nguy thụ mệnh, về Đông Châu đảm nhiệm cục du lịch cục trưởng, Đông Châu cục du lịch cục trưởng Tần Tân Lập tiến về chú kinh bản đảm nhiệm chú kinh bản phó chủ nhiệm. Hai người này vị trí tới cái đổi chỗ, bất quá một tăng một giảm, Tần Tân Lập mặc dù vẫn là chính sự cấp không thay đổi, nhưng là thượng tầng đối với hắn trong công tác không đủ đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Tạ Trung Tín thảm hại hơn, bị miễn chức về sau cũng không mới bổ nhiệm, bước kế tiếp đi về nơi đâu còn cần chờ cụ thể thông chi. Diêm Phương Minh rốt cuộc minh bạch cứu cứu nói tới cái này nồi nấu hắn vác không nổi là có ý gì, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn tại Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch chuyện xảy ra trước đó liền đem hắn khai trừ. Diêm Phương Minh hồi tưởng lại gần nhất phát sinh hết thảy, cuối cùng đều là từ Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng bắt đầu, bọn hắn chọc không nên dây vào người, tại nhà máy rượu công nhân nháo sự trước đó, vốn là còn toàn thân trở ra cơ hội, nhưng là hiện tại, không phải bọn hắn nghĩ kết thúc liền có thể kết thúc. Diêm Phương Minh vô cùng lo lắng mà sợ hãi, nghe nói liền cứu cứu đều bị miễn chức, hắn càng phát ra sợ hãi. Ngay tại hắn không biết mình nên đi nơi nào thời điểm, Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới. Diêm Phương Minh nhìn qua Hứa Thuần Lương dãy số do dự hơn nửa ngày, vẫn là nhận nghe điện thoại, thanh âm của hắn có chút run rẩy, uy. Hứa Thuần Lương nói, Diêm quản lý sao? Diêm Phương Minh hiện tại đối Hứa Thuần Lương là vừa hận vừa sợ, người tìm ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, cảnh giác thật nặng a, vốn định hàn huyên với ngươi trò chuyện nhân sinh, tâm tình tương lai, cố gắng chúng ta còn có thể có cơ hội hợp tác, đáng tiếc a, ngươi không có hứng thú, quên đi, gặp lại. Đừng, ngài vân vân, Diêm Phương Minh thật muốn quất chính mình một cái và miệng tử, thế mà dùng tới ngài tôn xưng, tình cảnh quyết định tâm tính, hắn hiện tại tựa như là một cái người chết chìm, ngay tại tuyệt vọng thời điểm, có người đưa cho hắn một cái nhánh cây, đừng nói nhánh cây. Liền xem như một cọng cỏ hắn cũng sẽ tóm chặt lấy. Hứa Thuần Lương nói, ta biết nhà máy rượu công nhân nháo sự cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi là bị người lợi dụng. Diêm Phương Minh thực sự không thể tin được loại này thông tình đạt lý có thể từ Hứa Thuần Lương miệng bên trong nói ra, tại trong ấn tượng của hắn người này là cái không thèm nói đạo lý, động một tí đánh người và miệng hung ác hàng. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là ở trước mặt nói chuyện a ngươi đến Hồ Sơn Trấn, ta chuẩn bị tốt thịt rượu. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Diêm Phương Minh có chút do dự, người này sẽ không làm cái bẫy để cho mình đi chui à. Hồ Sơn Trấn lại là hắn sân nhà, mình độc thân đi gặp, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Hứa Thuần Lương đã đem tâm lý của hắn phỏng đoán đến tương đương thấu triệt, oan có đầu nợ có chủ, con người của ta làm việc rất ít thương tới vô tội, chính ngươi cân nhắc. Diêm Phương Minh cúp điện thoại, nội tâm phân loạn như tê dại. Hứa Thuần Lương tại Hiển Hồng nông trường trên nước phòng ăn sắp xếp xong xuôi một bàn cơm, chỉ chờ Diêm Phương Minh đến, hắn tin tưởng Diêm Phương Minh khẳng định sẽ đến, bởi vì con hàng này đã không có lựa chọn. Quả nhiên, Diêm Phương Minh 5 giờ rưỡi chiều liền đi tới Nguy Sơn đảo, cái này để hắn tránh không kịp địa phương, hắn lúc đầu quyết định đời này sẽ không còn đặt chân hòn đảo nhỏ này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, chỉ là lần này hắn cùng đi qua mục đích khác biệt, quá khứ là vì chiếm hữu, mà lần này là vì cứu rỗi. Diêm Phương Minh xuống thuyền về sau liền có một chiếc Audi Q7 đang chờ hắn, Trương Hải Đào lái xe đem hắn mang đến Hiển Hồng nông trường, trên đường hai người cũng không giao lưu. Trương Hải Đào có chút nhìn không rõ Hứa Thuần Lương bố cục, đối Diêm Phương Minh loại này chó nhà có tang cần dùng đến như thế hậu đãi sao. Bất quá hắn cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương cách cục tuyệt không phải mình có thể thấy rõ, tóm lại, Hứa Trấn trưởng an bài hắn làm theo chính là. Hứa Thuần Lương lựa chọn đơn độc tiếp đãi Diêm Phương Minh. Diêm Phương Minh mặc dù đặc địa tắm rửa đổi quần áo để cho mình lộ ra tinh thần phấn chấn, nhưng vẫn là không che giấu được hai mắt bên trong nghèo túng. Hắn dọc theo con đường này đều đang suy nghĩ ứng đối ra sao Hứa Thuần Lương, nhưng càng là suy nghĩ càng là thiếu khuyết đối diện Hứa Thuần Lương lực lượng.
Hắn vừa đi vào trên nước phòng ăn, Hứa Thuần Lương liền mỉm cười tiến lên đón, hướng hắn vươn tay ra, Diêm Tổng, hoan nghênh quang lâm. Diêm Phương Minh cùng hắn nắm tay, ý thức được Hứa Thuần Lương lòng bàn tay thật ấm áp, đồng thời mang ý nghĩa bàn tay của mình thật lạnh, hắn càng phát ra chột dạ, từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ mình thời khắc này tâm cảnh. Hứa Thuần Lương mời hắn ngồi xuống, phục vụ viên tiến đến châm trà. Hứa Thuần Lương để phục vụ viên đem TV mở ra, lúc này trên TV ngay tại phát ra tin tức, vừa vặn là liên quan tới Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch. Giám đốc Trần Ý Như ngay tại nhằm vào gần nhất mấy cái nóng chút vấn đề tiến hành đáp lại. Phóng viên hỏi Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch nước chất khuẩn bầy siêu tiêu vấn đề lúc, nàng là như thế này đáp lại. Liên quan tới chuyện này chúng ta ngay tại nghiêm túc tự tra chỉnh đốn và cải cách, đối với tương quan nhân viên quản lý trách mặc chúng ta tiến hành truy trách, đã khai trừ phụ trách cụ thể quản lý công tác tập đoàn phó tổng quản lý Diêm Phương Minh. Diêm Phương Minh đầu ông, đến liền lớn, hai người này thật đúng là không giảng cứu, một cái nổi tiếp lấy một cái nổi hướng trên người mình chụp, Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch có quan hệ gì với ta? Cho tới nay không đều là ngươi Trần Ý Như đang quản lý sao? Hứa Thuần Lương lại để cho phục vụ viên đem TV tin tức cho đóng lại, kỳ thật đây là bọn hắn ghi âm. Hứa Thuần Lương cười nói, tuyệt đối đừng khiến cái này nhàm chán tin tức hỏng tâm tình. Diêm Phương Minh cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn đoán được Hứa Thuần Lương hẳn là cố ý gây nên, nhưng không cách nào phủ định hạ hành kiện vợ chồng hướng trên người mình trốn tránh trách nhiệm sự thật. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, đồ ăn là nguy sơn hồ hồ tươi đặc sắc, rượu dùng đến là heo niên sinh tiêu mao đài. Vừa lúc là Diêm Phương Minh cầm tinh. Hứa Thuần Lương nói, Diêm Tổng, ta hỏi thăm một chút ngươi cầm tinh. Diêm Phương Minh nói, Hứa Trấn trưởng phí tâm. Hứa Thuần Lương tự mình cho hắn rót rượu, Diêm Phương Minh có chút sợ hãi, ta tới, ta đến. Hứa Thuần Lương nói, một mực an tâm ngồi, ngươi lớn hơn ta, ấn tuổi tác ta phải gọi ngươi tiếng ca đâu. Diêm Phương Minh bị bất thình lình tôn kính cho làm cho sợ hãi, Hứa Trấn trưởng, ngài quá khách khí. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, đi qua giữa chúng ta mặc dù phát sinh qua không thoải mái, nhưng đó là bởi vì lập trường khác biệt, ta là công, ngươi là công ty, hiện tại ngươi đã bị sinh thái vòng ném bị khai trừ, chúng ta cũng liền không có mâu thuẫn, quá khứ có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, tuyệt đối đừng nhớ ở trong lòng. Diêm Phương Minh nói, ta làm việc xúc động, đi qua nhiều có đắc tội, Hứa Trấn trưởng đại nhân đại lượng, chớ cùng ta so đo mới là. Hai người liền làm ba chén rượu. Diêm Phương Minh cảm giác trong lòng ấm áp, có cồn nguyên nhân, cũng có Hứa Thuần Lương mấy câu nói đó tác dụng, hôm nay gặp mặt so trong dự đoán còn muốn hài hòa. Hứa Thuần Lương lại giúp đỡ Diêm Phương Minh rót đầy, nhà máy rượu suối nước nóng sự tình đã qua một đoạn thời gian, hạ hành kiện biểu thị không còn nhúng tay. Diêm Phương Minh nói, ta đã từ sinh thái vòng ném từ chức chuyện của hắn không có quan hệ gì với ta. Hứa Thuần Lương nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, theo ta được biết. Hạ hành kiện đem rượu nhà máy công nhân gây chuyện trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người của ngươi, lại thêm Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch sự tình, cái này hai cái nổi ngươi thật đúng là dự định mình tất cả đều cõng lên đến. Diêm Phương Minh trầm mặc xuống. Hứa Thuần Lương nói, nếu thật là ngươi làm, nhận gánh trách nhiệm đã không còn gì để nói, nhưng nếu như không phải, ngươi thay người khác cõng nổi chẳng phải là oan uổng. Diêm Phương Minh bưng chén rượu lên mình uống một chén, Hứa Thuần Lương giúp hắn thêm đầy. Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch nước chất khuẩn bầy vượt chỉ tiêu cũng không phải việc nhỏ, làm không tốt là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, chuyện này đã ảnh hưởng đến Đông Châu du lịch chỉnh thể hình tượng, người hẳn là rõ ràng trong thành phố gần nhất một hệ liệt động tác. Diêm Phương Minh mím môi, rõ ràng khẩn trương. Hứa Thuần Lương nói, coi như người may mắn tránh thoát một kiếp này, về sau người tại Đông Châu cũng không có bất kỳ cái gì phát triển, kỳ thật lấy năng lực của ngươi, sớm liền có thể một mình đảm đương một phía. Hạ hành kiện nếu quả thật tâm đem ngươi trở thành bằng hữu, cũng sẽ không gặp phải phiền phức về sau cái thứ nhất đem ngươi đẩy đi ra, ta hiểu phi thường rõ ràng, hắn sở dĩ có thể cầm tới suối nước nóng độc quyền bán hàng khai phát giấy phép, ngươi làm ra tác dụng rất lớn, nhưng là xảy ra sự tình về sau đâu. Dừng lại một chút, cảm khái nói, ngươi người này thật đúng là nhân nghĩa, nhưng nhân nghĩa cũng muốn phân đối tượng, có ít người không đáng ngươi đối với hắn dạng này nỗ lực. Diêm Phương Minh vẫn không nói gì. Hứa Thuần Lương cùng hắn đụng một cái chén rượu, lại là uống một hơi cạn sạch. Nhà máy rượu suối nước nóng nước chất kiểm tra kết quả ra, trong đó chất lượng tốt khoáng vật chất hàm lượng, tại Đông Châu, thậm chí tại toàn bộ Giang Hải địa khu đều là siêu quần bạt tụy, chỉ cần hợp lý khai phát, mỗi ngày xuất thủy lượng có thể đạt tới 3.000 mét khối.
Diêm Phương Minh trong lòng hơi động, hắn xử lý suối nước nóng khai phát công trình nhiều năm, nghe xong liền biết cái này mắt suối nước nóng hẳn là trước mắt Đông Châu địa khu phát hiện ưu chất nhất, đáng tiếc hiện tại cùng bọn hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì, thấp giọng nói, chúc mừng ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, chúc mừng ta cái gì? Ta vừa rồi đã nói, chúng ta là vì công, trước đây ta phản đối sinh thái vòng ném tập đoàn tiến hành khai phát, không chỉ là bởi vì người khác nhận thầu trước đây, còn có một cái trọng yếu nguyên bởi vì là ta cảm thấy thực lực các ngươi không đủ. Nguy Sơn đảo chính đang kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, chúng ta tại suối nước nóng khai phát trên thái độ từ bắt đầu liền phi thường minh xác, muốn tìm trong nước đứng đầu nhất suối nước nóng khai phát đoàn đội đến thiết kế khai phát, hiện tại đã cùng Mộc Thiên tập đoàn đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Diêm Phương Minh mím môi, Mộc Thiên tập đoàn là trong nước suối nước nóng ngành nghề lĩnh quân xí nghiệp, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn cùng trời tập đoàn không thấu đáo bất kỳ khả năng so sánh. Hứa Thuần Lương nói, sinh thái vòng ném tập đoàn suối nước nóng khai phát kiến thiết vẫn luôn là ngươi đang phụ trách, trước mắt thi công thành viên tổ chức đều là ngươi một tay tạo dựng lên. Hắn câu nói này hiển nhiên đâm trúng Diêm Phương Minh chỗ đau, Diêm Phương Minh thở dài. Hứa Thuần Lương nói, nếu ta đem bên này suối nước nóng khai phát thi công giao cho ngươi, ngươi có thể làm được hay không công việc này? Diêm Phương Minh ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn đã bị Hạ Hành Kiện đuổi ra khỏi cửa, hiện tại chính là một người cô đơn. Hứa Thuần Lương ý tứ hiển nhiên không phải để một mình hắn đến phụ trách cái này công trình, đây là muốn hắn tướng người trong quá khứ ngựa từ sinh thái vòng đầu cho kéo qua, rút củi dưới đáy nồi. Diêm Phương Minh nội tâm đột trực nhảy, không thể không nói Hứa Thuần Lương ném ra cái này mồi nhử để cho người ta khó mà cự tuyệt, bên kia công trình bộ tất cả đều là của hắn chủ nhiệm lớp đáy, chỉ cần hắn nghĩ, tuyệt đối có thể làm thành chuyện này. Chỉ là hắn tự thân phiền phức còn chưa, Diêm Trung Dân dẫn đầu công nhân nháo sự là hắn qua tay. Diêm Phương Minh thấp giọng nói, nhà máy rượu công nhân nháo sự ta hẳn là phải gánh vác trách. Hứa Thuần Lương nói, hoàn toàn chính xác có người muốn gánh trách nhưng chưa chắc là ngươi, đương nhiên ngươi chủ động cõng nổi ai cũng ngăn không được. Tại cồn cùng Hứa Thuần Lương hướng dẫn từng bước song trọng hiệu lực phía dưới, Diêm Phương Minh rốt cục hạ quyết tâm, mọi chuyện cần thiết đều là Hạ Hành Kiện an bài, không những như thế, hắn cùng Đại Hằng Trương Hằng Dương còn tự mình đạt thành suối nước nóng cùng hưởng hiệp nghị. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, già Diêm, ta liền bội phục như ngươi loại này kiên trì chính nghĩa người, ta lấy chén rượu này hoan nghênh ngươi mang theo đoàn đội gia nhập Nguy Sơn đảo kiến thiết bên trong tới. Nhà rột còn gặp mưa, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn công trình bộ xây dựng tập thể từ chức, Diêm Phương Minh mang theo toàn thể đoàn đội gia nhập đỉnh lập kiến thiết, đảm nhiệm đỉnh lập kiến thiết phó tổng quản lý, đỉnh lập kiến thiết suối nước nóng sự tình nghiệp bộ quản lý. Nguyên bản một mực chắc chắn Diêm Phương Minh giật dây hắn ở sau lưng gây chuyện Diêm Trung Dân bị phóng ra, trải qua điều tra, Diêm Trung Dân cùng trộm cướp văn vật án cũng không quan hệ trực tiếp, về phần hắn tự mình an bài Thiên Phàm tập đoàn kỹ thuật nhân viên tới khảo sát, kia chỉ thuộc về vấn đề nguyên tắc trả hết thăng không đến pháp luật vấn đề. Diêm Phương Minh cho Diêm Trung Dân 5 vạn khối cũng bị nhận định là thân thích ở giữa tặng cùng quan hệ, lần này Diêm Trung Dân vấn đề chuyện lớn hóa nhỏ. Quay chung quanh Diêm Phương Minh phiền phức cũng liền tan thành mây khói. Mặc Hàm cũng không tiếp tục truy cứu nhà máy rượu công nhân gây chuyện trách nhiệm, đây cũng là nàng cùng Hứa Thuần Lương thương lượng sau quyết định, chẳng những không có truy trách, Mặc Hàm còn ban bố một cái thông cáo, đối nguyên Nguy Sơn đảo nhà máy rượu nhân viên tiến đi ưu an bài trước mắt trước cung cấp là công trường bảo an cùng nhân viên quét dọn, chờ đến rượu văn hóa thôn xây thành khai trương sẽ còn cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội, ưu trước tiên nghĩ nguyên nhà máy rượu công nhân viên chức. Bao quát công nhân viên chức tử đệ. Cái này một thì thông cáo một khi tuyên bố liền được nguyên nhà máy rượu công nhân viên chức ủng hộ, cực đại hóa giải song phương đối lập cảm xúc, mà lại rất nhiều người đều biết Diêm Trung Dân trước đó giật dây nháo sự nhưng thật ra là từ đó được chỗ tốt, bọn hắn là bị người lợi dụng, Hồ Sơn Trấn phía chính phủ cũng đối nhà máy rượu tình trạng trước mắt tiến hành một lần nữa giải thích, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu phá sản về sau, bọn hắn lao động quan hệ đã giải trừ. Tìm hiện tại nhận thầu thương náo sự tình tại đạo lý trên chân đứng không vững. Người ta chẳng những không có truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, còn cho bọn hắn cung cấp vào nghề cơ hội, lòng người đều là nhục trường, hiện tại hướng gió lặng lẽ cải biến, nhất là được tuyển trở thành rượu văn hóa thôn công nhân viên mới kia một số người bắt đầu nói đến lão bản lời hữu ích. Một trường phong ba bị Hứa Thuần Lương thành công hóa giải, Tần Chính Dương tại đảng ủy ban trong hội nghị đặc địa đối với hắn đưa ra khen ngợi. Hứa Thuần Lương không phải thành viên ban ngành, cũng không tham gia lần này hội nghị. Sau đó Tần Chính Dương lại đem Hứa Thuần Lương gọi vào phòng làm việc của hắn.
Hứa Thuần Lương đã nghe nói hắn trong buổi họp khen ngợi chính mình sự tình, cười nói, Tần Bí Thư, ngài lần sau lại khen ngợi ta nhớ được để cho ta tham gia hội nghị, đừng luôn luôn phía sau khen người. Tần Chính Dương nói, phía sau khen người dù sao cũng so phía sau nói người nói xấu muốn tốt, nhà máy rượu sự tình xử lý đến phi thường xinh đẹp, chẳng những để sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn cúi đầu, cũng bình phục những cái kia trước nhà máy rượu công nhân cảm xúc, so vừa tới thời điểm chú trọng hơn phương pháp. Hứa Thuần Lương cười nói, đây cũng là Hạ Hành Kiện cho ta dẫn dắt, hắn đã có thể lợi sử dụng thủ đoạn để công nhân nháo sự, chúng ta liền có thể dùng phương pháp giống nhau thu hoạch được công nhân ủng hộ. Dù sao rượu văn hóa vườn cũng cần công ăn ở viên, chỉ cần phù hợp điều kiện, dùng ai còn không phải như vậy. Tần Chính Dương nói, cứ như vậy còn giải quyết lại vấn đề nghề nghiệp, nhất cử lưỡng tiện. Hứa Thuần Lương nói, chờ suối nước nóng làng du lịch xây thành, cần nhân viên công tác càng nhiều. Tần Chính Dương chính quan tâm chuyện này đâu, Mộc Thiên tập đoàn bên kia khảo sát đến thế nào? Trên cơ bản không có vấn đề gì, đã bắt đầu tiến hành quy hoạch thiết kế. Kỳ thật cái này không cần chúng ta quan tâm, Xích Đạo vốn liếng phụ trách vận hành. Tần Chính Dương gật đầu nói, Mộc Thiên tập đoàn là trong nước số một suối nước nóng khai phát xí nghiệp, bọn hắn nếu là có thể ngụ lại Hồ Sơn Trấn, tất sẽ thành Nguy Sơn đảo du lịch một tấm danh thiếp, chúng ta sẽ tận lực cung cấp hết thảy tiện lợi. Hứa Thuần Lương nói, đây chính là ngươi nói, nhà máy rượu mảnh đất kia không đủ dày vỏ a, lúc đầu địa phương không lớn lại bởi vì khảo cổ bị hoạch đi hơn phân nửa. Tần Chính Dương nói, con suối tại nhà máy rượu, nhưng là suối nước nóng làng du lịch không nhất định mở tại nhà máy rượu phụ cận, ta nghe nói suối nước nóng cũng cùng nước máy giống nhau là có thể trải đường ống. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu ở vào Hồ Sơn Trấn vị trí trung tâm, muốn phê cho bọn hắn kiến thiết dùng liền sẽ dính đến phá dỡ vấn đề, đừng nói phụ cận đây cơ quan đơn vị đông đảo, coi như phổ thông nhà dân cũng sẽ khiến một hệ liệt vấn đề, Tần Chính Dương cũng không muốn chủ động gây phiền toái. Hứa Thuần Lương lộ ra mặt hàm đang cùng Hiển Hồng Nông Trường nói chuyện hợp tác, nếu như song phương hợp tác thành công, mới suối nước nóng làng du lịch vô cùng có khả năng kiến thiết tại Hiển Hồng Nông Trường thổ địa bên trên, đến lúc đó còn muốn trong trấn tại chính sách trên cho cùng chiếu cố. Tần Chính Dương vui thấy kỳ thành, biểu thị tuyệt không vấn đề. Hứa Thuần Lương trò chuyện xong chính sự nhắc lên Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch ngừng kinh doanh chỉnh đốn sự tình. Tần Chính Dương biết đây hết thảy khẳng định là hắn cùng Mặc Hàm dở trò quỷ, bất quá cũng trách không được bọn hắn, là Hạ Hành Kiện khiêu khích trước đây, từ tình huống hiện tại đến xem, Hạ Hành Kiện bối cảnh hiển nhiên không bằng Mặc Hàm cường đại, theo nói chuyện này đã ảnh hưởng đến nhạc phụ của hắn, Hạ Hành Kiện có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tần Chính Dương nguyên bản thừa hành lấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thái độ, dù sao huyện lãnh đạo chào hỏi, hắn cũng không muốn bởi vì việc này đắc tội thượng tầng. Nhưng là Hứa Thuần Lương không buông tha, từng bước ép sát, chuyện lần này tình về sau, chỉ sợ Nguy Sơn đảo nhà đầu tư đều còn thành thật hơn rất nhiều, gần nhất Trương Hằng Dương liền nhiều lần hẹn hắn ăn cơm, còn để hắn kêu lên Hứa Thuần Lương. Tần Chính Dương đem chuyện này nói chuyện, Hứa Thuần Lương nở nụ cười, hắn là trong lòng có quỷ. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Hắn vốn cho rằng Trương Hằng Dương là đánh suối nước nóng chủ ý. Hứa Thuần Lương nói, nhà máy rượu công nhân nháo sự chính là hắn cho Hạ Hành Kiện ra chủ ý ngu ngốc, bọn hắn tự mình đã đạt thành suối nước nóng cùng hưởng hiệp nghị. Tần Chính Dương ngạc nhiên nói, thật. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, thiên chân vạn xác, ta bây giờ còn chưa rảnh tay đối phó bọn hắn. Tần Chính Dương cười nói, rất không có khả năng đi, đại hàng xí nghiệp lớn như vậy hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, Trương Tổng người kia ta cũng tiếp xúc qua, cách cục vẫn là có thể. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng cách cục không quan hệ thương nhân nha, mặc kệ nhiều thành công cũng không đổi được hám lợi bản tính. Tần Chính Dương nói, người dự định làm sao đối phó bọn hắn. Hắn thiếu Trương Hằng Dương ân tình, nghĩ khuyên Hứa Thuần Lương dừng tay, nhưng lại rõ ràng mình nói cũng không có tác dụng gì. Hứa Thuần Lương nói, ta dự định để bọn hắn đổi tên. Tần Chính Dương nói, bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn danh tự đã lập hồ sơ qua, thương nhân trục lợi, khó tránh khỏi sẽ vận dụng một chút thủ đoạn. Nhưng chúng ta đối đãi bọn hắn cũng phải để ý phương pháp, bọn hắn làm sai chuyện đương nhiên phải phạt, nhưng là cũng không thể đánh cho quá ác, dù sao mục đích cuối cùng của chúng ta là cùng có lợi. Hứa Thuần Lương cảm thấy được Tần Chính Dương có triển vọng đại hằng biện hộ cho ý tứ, hắn cười cười nói, vẫn là Tần Bí Thư nhìn xa trông rộng. Tần Chính Dương nói, ta là luận sự, không có cách nào a, cái này tựa như một cái quả táo trên xuất hiện một cái lỗ sâu đục, chúng ta đem chỗ xấu móc xuống là được rồi. Cũng không thể đem toàn bộ quả táo đều ném hết, người nói là không phải.
Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn kiên trì để Đại Hằng hạng mục đổi tên, bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn không có suối nước nóng, bọn hắn không xứng gọi cái tên này, nếu như trấn chính phủ đối với cái này chẳng quan tâm, đó chính là dung túng bọn hắn lừa gạt người tiêu dùng. Tần Chính Dương thông qua trong khoảng thời gian này cộng sự đối người này bản tính tính là có chút hiểu rõ, biết mình phản đối cũng là vô dụng, Hứa Thuần Lương chuẩn bị làm sự tình khẳng định sẽ còn làm tiếp, mình hoặc là làm như không thấy, hoặc là đối với hắn biểu thị ủng hộ, nếu như phản đối, chưa chừng người này ngay cả mình cùng tính một lượt mà tính toán. Tương Ái Liên tự sát sự kiện về sau, Đại Hằng cùng Hoan Niên đều hứng chịu tới xử phạt, Hoan Niên bên này từ Hứa Thuần Lương cùng Phó Thư Ký Hà Khải Văn phụ trách. Hoan Niên bên kia thì từ phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn phụ trách, cũng coi là phân công minh xác. Trước mắt hai bên cũng đều đã khôi phục bình thường vận doanh, Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ cũng làm ra quyết đoán cải cách, nguyên giám đốc Lưu Gia Kỳ rời hiện chủ nhiệm quản lý Lý Nguyên Văn đã từng là Trương Hằng Dương trợ lý đi qua tiêu thụ nhân viên cũng tiến hành thay máu. Hứa Thuần Lương đề nghị từ Chu Hoành Viễn hướng Đại Hằng ra thông báo, hắn đương nhiên chỉ huy bất động Chu Hoành Viễn, cho nên chuyện này chỉ có thể là Tần Chính Dương tới làm. Tần Chính Dương châm trước về sau vẫn là đáp ứng. Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ vừa mới khôi phục bình thường vận doanh, hiện tại lại tiếp vào thông chi, đề nghị bọn hắn tướng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn suối nước nóng hai chữ bỏ đi. Lý Nguyên Văn tiếp vào thông chi về sau, ngay lập tức đi trấn chính phủ cầu kiến Tần Chính Dương. Tần Chính Dương vừa vặn đi trong huyện họp, hắn đi tới trực tiếp cho bọn hắn phát thông báo phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn văn phòng. Lý Nguyên Văn cùng tiền nhiệm Lưu Gia Kỳ khác biệt. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, hắn sẽ không mời Trương Hằng Dương ra mặt. Chu Hoành Viễn biết hắn tìm đến mục đích của mình, thở dài, lộ ra có chút bất đắc dĩ, Lý quản lý, chuyện này ta nói không tính a. Lý Nguyên Văn nói, bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn cái tên này là lập hồ sơ qua, mà lại chúng ta cái tên này cũng không tồn tại bất kỳ hư giả tuyên truyền, suối nước nóng tiểu trấn chính là Hồ Sơn trấn, nhà máy rượu không phải phát hiện suối nước nóng. Chu Hoành Viễn nói, suối nước nóng tại nhà máy rượu, không ở đây ngươi nhóm Đại Hằng kiến thiết phạm vi bên trong a. Lý Nguyên Văn nói, Chu trấn trưởng, căn cứ yêu cầu của các ngươi, chúng ta Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ đã tiến hành nhiều hạng chỉnh đốn và cải cách, ngài phụ trách nghiệm thu chúng ta bên này chỉnh đốn và cải cách hiệu quả, ngài cũng cho là chúng ta chỉnh đốn và cải cách là có thành ý, không phải chúng ta cũng không thông suốt qua nghiệm thu, ta thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì chúng ta liền suối nước nóng tiểu trấn danh tự cũng không thể dùng. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Chu Hoành Viễn nói, cấp trên an bài thế nào, ta làm sao truyền đạt, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng, Tần Bí Thư lại không tại, nếu không ngươi đi hỏi một chút Hứa Thuần Lương, suối nước nóng sự tình hắn đang quản. Chu Hoành Viễn đối Lý Nguyên Văn nhắc nhở đã phi thường rõ ràng, chuyện này chính là Hứa Thuần Lương làm ra. Lý Nguyên Văn cùng Hứa Thuần Lương cũng không có đã từng quen biết, nhưng là tới nơi này nhậm chức trước đó, Trương Hằng Dương liền nhắc nhở qua hắn. Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này rất khó đối phó. Lý Nguyên Văn trước mắt còn không có hướng Trương Hằng Dương báo cáo chuyện này, hắn muốn đợi gặp qua Hứa Thuần Lương lại nói. Một cái điều tạm tới phó trấn trưởng, lại bá chiếm Hồ Sơn trấn điều kiện gần với bí thư văn phòng. Mới vừa tới đến Hồ Sơn trấn, liền một tay bày ra Đại Hằng cùng Hoa Niên đình công chỉnh đốn sự kiện, gần đây còn đem sinh thái hoàn cảnh đầu tư tập đoàn từ Nguy Sơn đảo đuổi ra ngoài. Sinh thái vòng ném lần này cùng Hồ Sơn trấn chính phủ đánh cờ bên trong tổn thất nặng nề, đến bây giờ Đông Châu hai nhà suối nước nóng làng du lịch vẫn còn ngừng kinh doanh bên trong, suối nước nóng nước chất không hợp cách quân đoàn khuẩn vượt chỉ tiêu gấp 500 lần sự tình bị trong nước truyền thông nhao nhao đưa tin, đưa tới công chúng rộng khắp chú ý. Theo đã biết chuyện này còn đưa tới bộ phận lãnh đạo biến động, sinh thái vòng ném tập đoàn phó tổng quản lý Diêm Phương Minh xuất lĩnh người trong quá khứ ngựa ngược lại gia nhập liên minh đỉnh lập kiến thiết. Đỉnh lập kiến thiết cũng một chút liền có được suối nước nóng mở phát tư chất, mà sinh thái vòng ném phiền phức còn xa xa không có kết thúc, quay chung quanh bọn hắn những năm này cái gọi là độc nhất vô nhị trong kinh doanh tồn tại lũng đoạn điều tra còn đang tiến hành. Lý Nguyên Văn nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là có ý định trước gặp một lần Hứa Thuần Lương, chủ động gõ Hứa Thuần Lương cửa phòng làm việc. Hứa Thuần Lương đã đang vì tan tầm làm chuẩn bị, nhìn thấy Lý Nguyên Văn tiến đến, không đợi Lý Nguyên Văn làm tự giới thiệu, Hứa Thuần Lương cười vươn tay ra. Lý quản lý tới. Lý Nguyên Văn nhanh đi mấy bước, nhiệt tình nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, mặc dù người này chính là cái hạt vừng lớn tiểu quan, nhưng bây giờ người ta trong tay có quyền, mà lại đã hai độ làm ra kẹt bọn hắn cổ sự tình, quyền lực không tại lớn nhỏ, áp dụng phạm vi cũng rất mấu chốt. Hứa trấn trưởng, hôm nay đến nhà bái phỏng có chút mạo muội.
Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ đại môn từ đầu đến cuối hướng các ngươi mở rộng ra, ngồi đi. Lý Nguyên Văn ngồi xuống. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một bình Hiền Hồng Nông Trường xuất phẩm quân dân suối nước khoáng. Lý Nguyên Văn một giọng nói tạ ơn, vẫn là tháng riêng, trực tiếp uống nước suối có phải hay không có chút mát mẻ. Nhưng người ta hiển nhiên không có cho hắn đổ trà nóng ý tứ, cảm giác ở trong đó cũng phù hợp thái độ đối với hắn. Hứa Thuần Lương trở lại vị trí của mình ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Lý Nguyên Văn, Lý quản lý tìm ta có chuyện gì? Lý Nguyên Văn nói, là như thế này, chúng ta vừa mới tiếp vào trong trấn thông chi, nói chúng ta hạng mục tên dính líu hư giả tuyên truyền, đề nghị chúng ta tòa nhà đổi tên, cho nên ta tìm đến Hứa trấn trưởng thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương nói, Lý quản lý có phải hay không đến nhầm địa phương? Chúng ta nội bộ là có phần công, trước mắt ta cũng không chịu trách nhiệm đại hằng sự tình. Lý Nguyên Văn cười nói, nhưng ngài phụ trách nhà máy rượu suối nước nóng A, ta hôm nay tới còn muốn nghiên cứu thảo luận một chút, có hay không cùng hưởng suối nước nóng tài nguyên khả năng. Hứa Thuần Lương nói, không thể nào, suối nước nóng tại Xích Đạo vốn liếng nhận thầu phạm vi bên trong, Xích Đạo vốn liếng lựa chọn cùng Mộc Thiên tập đoàn hợp tác, bọn hắn không có khả năng tại Nguy Sơn đảo bồi dưỡng một cái đại hàng dạng này đối thủ cạnh tranh, ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương, loại sự tình này hẳn là trực tiếp cùng Xích Đạo vốn liếng phương diện đàm. Lý Nguyên Văn nói, chúng ta không làm suối nước nóng làng du lịch, chúng ta chỉ là nghĩ dẫn vào suối nước nóng, cho sau này lão niên chủ xí nghiệp gia tăng một chút phúc lợi. Hứa Thuần Lương nói, các người đại hằng phong cách làm việc còn thật là khiến người ta không phục không được, nghe nói Trường Hưng bệnh viện muốn làm khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục, các người tiên hạ thủ vi cường trực tiếp tới cái lấy phòng dưỡng lão, hiện tại nhà máy rượu phát hiện suối nước nóng, các ngươi lại muốn làm suối nước nóng, có phải hay không tất cả kiếm tiền hạng mục các ngươi đều muốn thò một chân vào. Lý Nguyên Văn cười nói, Hứa trấn trưởng, sớm nhất đưa ra suối nước nóng khái niệm nhưng thật ra là chúng ta a. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi đưa ra suối nước nóng khái niệm thời điểm Nguy Sơn đảo căn bản liền không có phát hiện suối nước nóng, đoạn thời gian gần nhất, quay chung quanh các ngươi đại hằng khiếu nại nhiều nhất, tương ái liên chuyện tự sát cũng cùng các ngươi có quan hệ, nghe nói người nhà nàng đã khởi tố các ngươi. Lý Nguyên Văn nói, chúng ta cũng nhận thức được giai đoạn trước trong công việc tồn tại khuyết điểm cùng không đủ, căn cứ các vị lãnh đạo chỉ thị cũng làm ra khắc sâu tỉnh lại cùng cả đổi, hy vọng có thể cho chúng ta một chút không gian, sửa đổi hạng mục tên vấn đề có thể hay không suy nghĩ thêm một chút, chúng ta tuyên truyền điểm đã không tại suối nước nóng bên trên, về sau tài liệu quảng cáo cũng sẽ thừa hành thực sự cầu thị tinh thần. Hứa Thuần Lương làm sao có thể không rõ ràng bọn hắn vẫn là phải cọ suối nước nóng khái niệm. Kỳ thật hiện tại bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn cái tên này cũng không vấn đề quá lớn, chính như Lý Nguyên Văn nói, Hồ Sơn trấn phát hiện suối nước nóng, chính là suối nước nóng tiểu trấn, kiến thiết tại Hồ Sơn trấn hạng mục cọ điểm suối nước nóng khái niệm cũng không phải không thể nào nói nổi. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện đang phụ trách Hồ Sơn trấn chiêu thương công việc, trước đó chiêu thương cùng ta không có quan hệ, nhưng là ta có theo vào giám sát trách nhiệm, các người đại hằng từ khi cầm đến nay, cũng không thực hiện lúc trước hứa hẹn. Chủ đề nhạc viên hạng mục thúc đẩy chậm chạp, hạng mục diện tích nhiều lần áp súc, tới trở thành so sánh bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục kiến thiết lại hừng hực khí thế. Lý Nguyên Văn giải thích nói, hai cái này hạng mục nhưng thật ra là một cái tổng hạng mục, một mực là đồng bộ tiến hành, chỉ là chủ đề nhạc viên kiến thiết độ khó tương đối mà nói lớn hơn một chút. Hứa Thuần Lương nói, kiến thiết trên ta mặc dù ngoài nghề, nhưng là ta có thể thỉnh giáo chuyên gia, Lý quản lý nói như vậy liền không tử tế. Ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi còn không phải cảm thấy đóng thương phẩm phòng thu về tài chính tương đối nhanh, xây chủ đề nhạc viên chỉ là một cái ngụy trang, chân chính trọng điểm vẫn là bán nhà cửa thu về tài chính ta cũng không phản đối, nhưng là các ngươi không nên hư giả tuyên truyền, không nên lừa gạt những cái kia mua phòng người. Tương ái liên sự tình tình đã cho các ngươi gõ cảnh báo, hiện tại các ngươi còn muốn kiên trì dùng suối nước nóng hai chữ, đây rõ ràng là muốn đem lừa dối người tiêu dùng tiến hành tới cùng. Chứng minh các người đối tự thân sai lầm vẫn là không có khắc sâu tỉnh lại. Lý Nguyên Văn nói, Hứa trấn trưởng, tòa nhà đổi tên dính đến rất nhiều vấn đề, đầu tiên chúng ta trước đó ký kết đại lượng hợp đồng, nếu như chúng ta đổi tên có khả năng sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng, còn có thể sẽ đứng trước người tiêu dùng duy quyền vấn đề, mà lại tòa nhà đổi tên từ nơi đó ở xây cục phụ trách, ở trong đó thủ tục phi thường phiền phức phức tạp. Hắn nói đến mặc dù khách khí, nhưng là cũng là ám chỉ Hứa Thuần Lương. Chúng ta tòa nhà gọi thật sao danh tự thật đúng là không thuộc sự quản lý của ngươi. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Lý Nguyên Văn nhìn ra hắn đã không hứng thú lại cùng mình nói nữa, thức thời đứng người lên,
Hứa Trấn Trưởng, vậy ta không chậm trễ ngài tan việc, vẫn là hy vọng ngài có thể thận nặng suy tính một chút, gần nhất trong nước bất động sản kinh tế đình trệ, chúng ta những này phòng xí thời gian đều không tốt qua, hy vọng địa phương chính phủ có thể thích hợp kéo chúng ta một thanh, giúp chúng ta vượt qua nan quan. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta sẽ ở chính sách cho phép điều kiện tiên quyết cho các ngươi trợ giúp lớn nhất, nhưng là ta cũng hy nhìn các ngươi có thể chân thật làm ra thành tích, không muốn cả ngày suy nghĩ những cái kia bằng môn tả đạo, nương tựa như hư giả tuyên truyền, quá độ marketing là không thể nào lâu dài, các ngươi đến Nguy Sơn đảo thời gian mặc dù không dài, nhưng là vấn đề đã ra khỏi không ít, đối tự thân các ngươi đối Hồ Sơn Trấn đều sinh ra rất nhiều mặt trái ảnh hưởng, chúng ta đối với đầu tư thương cùng nhà đầu tư là hoan nghênh bao dung. Nhưng là nếu như các ngươi không thể kịp thời cải biến tự thân cách làm, về sau khẳng định còn sẽ có vấn đề không ngừng xuất hiện, người tiêu dùng dễ dàng tha thứ là có hạn độ, bọn hắn thái độ chính là chúng ta ranh giới cuối cùng. Lý Nguyên Văn không phản bác được, đứng dậy hướng Hứa Thuần Lương cáo từ, rời đi Trấn chính phủ ký túc xá, hắn cho rằng có cần phải cho Trương Hằng Dương hồi báo một chút tình huống bên này. Trương Hằng Dương đoạn thời gian gần nhất đều đang chăm chú sinh thái hoàn cảnh đầu tư tập đoàn sự tình. Hạ Hành Kiện cái này cái té ngã được không thể bảo là không hung ác, đương tỉnh du lịch cục trực tiếp nhúng tay sau chuyện này, Trương Hằng Dương mới ý thức đến Hứa Thuần Lương bối cảnh so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, bắt đầu hối hận chọn sai trận doanh bất quá Trương Hằng Dương cũng không cho rằng chuyện này sẽ liên lụy đến chính mình. Lý Nguyên Văn báo cáo tình huống mới nhất về sau, Trương Hằng Dương đánh giá ra Hứa Thuần Lương hẳn là đang cố ý nhằm vào bọn họ, kỳ thật hắn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa cũng không có cái gì căn bản tính mâu thuẫn. Đi qua Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng, có lẽ giữa lẫn nhau vẫn tồn tại một chút thương nghiệp quan hệ cạnh tranh, hiện tại Hứa Thuần Lương đi Hồ Sơn Trấn, giữa bọn hắn lẽ ra không nên đối lập. Trương Hằng Dương độ cao hoài nghi là Hạ Hành Kiện bên kia xảy ra vấn đề, rất có thể là Hạ Hành Kiện đem họa thủy đông dẫn. Trương Hằng Dương cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, Tần Chính Dương không có nhận, một lát sau cho hắn trở về một cái tin, biểu thị mình tại trong huyện họp, cũng không có nói rõ ràng sau đó cho hắn đánh lại. Trương Hằng Dương từ Tần Chính Dương trong tin tức cảm giác được hắn thái độ biến hóa. Hắn không có đánh tiếp điện thoại, cũng không có liên hệ Lý Văn Tĩnh. Trương Hằng Dương nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định tìm Hứa Thuần Lương, nhất định phải mặt đối mặt giải khai cái này nút thắt. Hắn cùng Hứa Thuần Lương mặc dù nói trên lời nói, nhưng là bọn hắn không tính là bằng hữu, thế là hắn nghĩ tới hồi Xuân Đường, Trương Hằng Dương đánh lấy xem bệnh ngụy trang đi tới hồi Xuân Đường. Lại phát hiện hồi Xuân Đường chiêu bài đã hái được, bên trong ngay tại dọn nhà, Trương Hằng Dương hỏi thăm một chút, mới biết được Hứa Trường Thiện lão gia tử quyết định kết thúc hồi Xuân Đường. Trịnh Bồi An tại hiện trường chỉ huy công nhân dọn nhà, Hứa lão gia tử mừng rỡ thanh nhàn, một người ngồi tại cửa ra vào thái dương dưới đáy hút thuốc. Trương Hằng Dương góp đến lão gia tử trước mặt, móc ra một hộp khói cho hắn trên khói. Hứa Trường Thiện ngẩng đầu nhìn qua cái này vẻ mặt tươi cười người xa lạ, ngài là... Trương Hằng Dương cười nói, Hứa lão tiên sinh, ta gọi Trương Hằng Dương, là Thuần Lương bằng hữu. Hứa Trường Thiện nghe xong là cháu trai bằng hữu, lập tức khách khí lên, mời Trương Hằng Dương ngồi xuống, cũng tiếp Trương Hằng Dương mời thuốc lá. Trương Hằng Dương cung cung kính kính giúp hắn tướng khói đốt lên, lúc này mới tại lão gia tử đối diện ngồi xuống, mình cũng châm một điếu thuốc, lão tiên sinh đây là muốn chuyển đi chỗ nào? Có phải hay không tìm được mới mặt tiền cửa hàng? Hứa Trường Thiện nói, ra. Về hưu, không làm. Trương Hằng Dương kinh ngạc nói, ngài muốn đem hồi Xuân Đường kết thúc. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu. Trương Hằng Dương có chút tiếc nuối nói, ta hôm nay tới còn đặc địa tìm ngài già tiểu đâu. Hứa Trường Thiện nói, vậy ngài tới một chuyến vô ích, ta đã tại tổ sư ra trước mặt nói qua, không còn cho người ta xem bệnh. Hắn chỉ nơi xa bận rộn Trịnh Bồi An nói, đồ đệ của ta, người có vấn đề gì có thể. Trương Hằng Dương nói, ta thế nhưng là chạy ngài tới. Hứa Trường Thiện quan sát một chút Trương Hằng Dương sắc mặt, mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như có bệnh. Trương Hằng Dương nói, ta giấc ngủ không tốt, tâm sự quá nặng. Hứa Trường Thiện nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y, ngươi khả năng đến lộn chỗ. Trương Hằng Dương nói, không dối gạt lão tiên sinh, ta xử lý địa sản khai phát, trước mắt chúng ta chính đang kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục, lão tiên sinh y thuật cao siêu. Đức cao vọng trọng, cho nên chúng ta nghĩ mời lão tiên sinh làm cái khỏe mạnh chú ý hỏi. Hứa Trường Thiện cười nói, hai năm này không biết làm sao vậy, cả đám đều đang làm khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục, có phải hay không nghề này rất kiếm tiền a? Trương Hằng Dương nói, cũng không phải quá kiếm tiền,
chủ nếu là bởi vì loại này hạng mục tại thu hoạch kinh tế hiệu quả và lợi ích đồng thời còn có thể thu hoạch không ít xã hội hiệu quả và lợi ích. Đó chính là được cả danh và lợi đi. Trương Hằng Dương cười nói, không tệ, chính là được cả danh và lợi. Hứa Trường Thiện cũng nở nụ cười, hít một hơi thuốc lá nói, quân tử ái tài lấy chi có đạo, lão nhân tồn điểm dưỡng lão tiền không dễ dàng, các ngươi làm khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục ngàn vạn muốn thủ trụ bản tâm a. Trương Hằng Dương nói, lão tiên sinh dạy phải, chúng ta làm xí nghiệp mục tiêu cuối cùng cũng là hồi báo xã hội. Hứa Trường Thiện nói, kỳ thật người sống cả một đời khó khăn nhất làm được chính là buông xuống, mặc kệ gặp được chuyện lớn gì, nếu như ngươi có thể buông xuống, như vậy nội tâm liền thư thản, trong lòng thư thản, đương nhiên sẽ không mất ngủ. Trương Hằng Dương trong lòng thầm nghĩ buông xuống nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chân chính làm được nói nghe thì dễ, mình khoảng cách nằm ngửa còn sớm, đối tương lai còn có truy cầu, làm không được không tranh quyền thế tâm thái. Hứa Trường Thiện nói, nhìn dáng vẻ của ngươi ở đơn vị hẳn là một cái lãnh đạo a. Trương Hằng Dương cười nói, xí nghiệp bộ môn người phụ trách, cùng Thuần Lương không giống, hắn mới là đường đường chính chính cán bộ lãnh đạo. Nghe được hắn tán dương cháu của mình, Hứa Trường Thiện tâm tình thư sướng, Thuần Lương còn trẻ, về sau đường còn rất dài. Trương Hằng Dương nói, Hứa lão tiên sinh có hay không có thể suy tính một chút ta mời. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, trước đây cũng có người đi tìm ta, ta khi đó còn không có quyết định về hưu, hiện tại cũng đã quyết định về hưu càng sẽ không lại đi đương cái gì cố vấn sức khỏe, ta là truyền thống trung y, mặc dù cũng dùng cái này mưu sinh, nhưng là từ chưa nghĩ tới muốn dựa vào nghề này đến làm giàu, trị bệnh cứu người đây không phải là thầy thuốc bản phận sao. Ta đánh cái so sánh, nếu như gặp phải một cái sắp chết bệnh nhân, chân chính thầy thuốc đầu tiên nghĩ tới là cứu người, sẽ không đi cân nhắc người này có tiền hay không. Càng sẽ không cân nhắc ta cứu sống hắn về sau có thể được cái gì hồi báo, coi như hắn danh tiếng không đáng một xu, vẫn là sẽ đi cứu hắn. Trương Hằng Dương nhẹ gật đầu, chân chính thầy thuốc hoàn toàn chính xác hẳn là cái dạng này, chẳng qua là khi nay xã sẽ có được loại này tình hoài thầy thuốc cũng là phượng mao lân giác. Hứa Trường Thiện lại nói, ngươi là thương nhân, ngươi mục đích là truy cầu lợi nhuận, nếu như gặp phải một cái không có chỗ ở cố định người nghèo, coi như hắn rất đáng thương. Ngươi cũng không có khả năng đưa cho hắn một phòng nhỏ, bởi vì thương nhân giao ra cũng phải cần hồi báo, chỗ lấy lý niệm của chúng ta từ trên căn bản liền không giống, lý niệm người khác nhau nếu như hợp tác, kết quả cuối cùng đơn giản là ngươi cải biến ta, hoặc là ta cải biến ngươi, lại hoặc là chúng ta tuổi đều không nguyện ý cải biến. Nhất phách lưỡng tán, đã như vậy, cần gì phải miễn cưỡng đâu. Trương Hằng Dương như có điều suy nghĩ, Hứa lão gia tử nhìn thấu qua a, hắn là ám chỉ mình đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Trương Hằng Dương lại cho lão gia tử bên trên một điếu thuốc. Hứa Trường Thiện nói, ngươi tìm đến ta, có phải hay không còn có những chuyện khác? Trương Hằng Dương cười nói, không có việc lớn gì, đi ngang qua vốn định đến khám bệnh, nhưng cùng ngài một trò chuyện, cảm giác thu hoạch rất sâu, ngài nếu là không phiền liền tiếp lấy trò chuyện một hồi. Hứa Trường Thiện nói, các ngươi người trẻ tuổi không phiền, ta cái lão nhân này làm sao lại phiền? Lúc này Trịnh Bồi An đi tới. Hỏi Hứa Trường Thiện những cái kia thuốc đông y xử lý như thế nào. Hứa Trường Thiện để hắn tướng thuốc đông y trước đem đến trong biệt thự, dù sao nơi đó địa phương lớn, mà lại lão gia tử cả một đời cùng thuốc đông y làm bạn, nếu như một ngày ngửi không thấy mùi thuốc ăn cơm không thơm, đi ngủ cũng không an ổn. Trương Hằng Dương thừa cơ hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ. Hứa Trường Thiện biểu thị không cần, lần này dọn nhà hắn liền bảo bối cháu trai đều không có thông chi. Một xe cảnh sát từ cổng trải qua. Thân mặc cảnh phục lục kỳ từ trong xe xuống tới, hắn cũng là đi ngang qua, nhìn thấy Hồi Xuân Đường chiêu bài hái được, cho nên mới xem rõ ngọn ngành. Nghe nói Hồi Xuân Đường triệt để ngừng kinh doanh, lục kỳ cũng cảm thấy có chút thất lạc, hắn nhận biết Trương Hằng Dương, có chút kỳ quái Trương Hằng Dương làm sao lại xuất hiện ở đây. Lục kỳ xuất hiện về sau, Trương Hằng Dương cảm thấy mình không thích hợp ở lâu, đứng dậy hướng Hứa Trường Thiện cáo từ. Chờ hắn rời đi về sau, lục kỳ nói, Hứa ra ra. Ngài biết hắn. Hứa Trường Thiện lắc đầu, biểu thị mình không biết. Lục Kỳ đem Trương Hằng Dương thân phận nói cho hắn nghe, Hứa Trường Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người ta là hướng về phía cháu trai tới. Lục Kỳ nói, ngài cũng thật sự là, dọn nhà cũng không nói một tiếng, ta tốt xấu có thể phụ một tay a. Hứa Trường Thiện nói, các ngươi công việc đều bận bịu, có Trịnh Bồi An đâu. Trịnh Bồi An cũng đến đây, sau khi ngồi xuống ừng ực rót mấy ngụm lớn nước. Sư phụ, cứ dựa theo phân phó của ngài, thuốc đông y đưa đến ẩn hồ quan để,
nhà của hắn có cái gì tạm thời đặt ở hóa chất bệnh viện, chờ lấy sau a, ngài hào hứng đi lên, trực tiếp đến đó ngồi xem bệnh. Hứa Trường Thiện nói, chúng ta nhưng nói rõ ràng, ta đồ vật thả ở bên kia, ta cũng không ngồi xem bệnh, các ngươi cũng đừng nhắc lên cùng ta quan hệ. Lục Kỳ cũng biết bọn hắn muốn mở bệnh viện sự tình, hỏi Trịnh Bồi An chuẩn bị đến thế nào. Trịnh Bồi An đem tiến triển đơn giản nói một lần, đoán chừng cuối tháng này tất cả thủ tục đều có thể làm được, hiện tại bệnh viện bên kia đã bắt đầu trùng tu, chỉ là bệnh viện tên còn chưa nghĩ ra. Trước mắt có mấy cái chuẩn bị tuyển tên, Đông Châu Hậu Môn Trực Tràng Chuyên Khoa Bệnh Viện, Lương An Hậu Môn Trực Tràng Chuyên Khoa Bệnh Viện, Hòa Bình Hậu Môn Trực Tràng Bệnh Viện. Hứa Trường Thiện nhíu mày một cái nói, vì cái gì đều mang hậu môn trực tràng hai chữ? Chẳng lẽ các ngươi về sau không phát triển rồi? Không lại khai triển cái khác hạng mục? Trịnh Bồi An nói, Thuần Lương nói trăm dạng thông không bằng một dạng tinh, trước tiên đem hậu môn trực tràng tấm chiêu bài này vang dội, ta suy nghĩ một chút chỉ riêng Đông Châu địa khu hậu môn trực tràng cái này một khối liền đủ chúng ta ăn đến. Lục Kỳ nở nụ cười. Trịnh Bồi An nói, ngươi cảm thấy hậu môn trực tràng bất nhã, ngươi có thể bảo chứng mình không được bệnh trĩ. Lục Kỳ nói, ngài khoan hãy nói, ta gần nhất ăn lẩu phát hỏa, chùi đít mang máu, chính hoài nghi mình có phải hay không được bệnh trĩ đâu. Hứa Trường Thiện nói, để ngươi chính thúc nhìn một cái. Lục Kỳ nói, ở chỗ này, vẫn là hôm nào đi, trước mắt hắn còn trong lúc làm việc ở giữa, không có dừng lại quá lâu. Lái xe rời đi về sau, Lục Kỳ cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho hắn biết Trương Hằng Dương bái phỏng chuyện của lão gia tử. Hứa Thuần Lương ngay tại về Đông Châu trên đường, lần này trở về nguyên nhân chủ yếu là ngày mai muốn tham gia Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm hôn lễ. Hắn là thật không biết Hồi Xuân Đường tại dọn nhà, Trương Hằng Dương đi Hồi Xuân Đường hẳn là nghĩ đường cong cứu quốc, Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, Trương Hằng Dương người này lại không ngốc, thế nào làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hứa Thuần Lương ra Cổ Tuyền trấn bến tàu, Đinh Tứ có xe ngừng ở chỗ này. Hắn trở về vừa vặn dùng Đinh Tứ chiếc kia Toyota bá đạo, Hứa Thuần Lương ngay tại bãi đỗ xe tìm xe thời điểm, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lại là có trận không gặp mặt trước Nguy Sơn Đảo Bệnh viện Phó Viện trưởng Trương Hải Tân. Trương Hải Tân ngay tại trạm xe buýt chỗ ấy đứng đấy đâu, ý thức được có người đang nhìn hắn, cái này mới nhận ra Hứa Thuần Lương, con hàng này giật nảy mình, trước tiên xoay mặt đi, chỉ hy vọng Hứa Thuần Lương không thấy được chính mình. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Tân. Trương Hải Tân lần này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đi tới, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Hứa viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, lão Hoàng Lịch, ta hiện tại cũng không tại Trường Hưng. Trương Hải Tân kỳ thật biết Hứa Thuần Lương đã đi Hồ Sơn trấn làm phó trấn trưởng sự tình, xưng hô hắn là Hứa viện trưởng là thói quen mà thôi. Hứa Thuần Lương nói, chờ xe đâu? Trương Hải Tân nhẹ gật đầu, hồi Đông Châu. Hứa Thuần Lương chỉ cách đó không xa Toyota bá đạo. Đi thôi, ta mang hộ ngươi một đoạn. Trương Hải Tân có chút thụ sủng nhược kinh, Hứa Thuần Lương lợi hại hắn là tự mình lãnh giáo qua, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, thực tình không muốn cùng người này lại có bất cứ liên hệ gì, tranh thủ thời gian lắc đầu, không phiền toái. Không phiền phức, ta cũng trở về Đông Châu, lên xe đi. Hứa Thuần Lương dẫn đầu hướng ô tô đi đến, Trương Hải Tân do dự một chút vẫn là đi theo, Hứa Thuần Lương loại này ngoan nhân sự tình gì đều làm được. Vạn nhất mình không đi, hắn có thể hay không nói mình cho thể diện mà không cần. Trương Hải Tân mặc dù không muốn cùng Hứa Thuần Lương ngồi cùng một chỗ, nhưng là hắn cũng không dám ngồi ở phía sau, Hứa Thuần Lương cũng không phải hắn lái xe, bây giờ người ta đã là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng. Hứa Thuần Lương lái xe được rất mạnh, Trương Hải Tân đem dây an toàn cho buộc lại, chủ động nói lên đề tài, Hứa trấn trưởng hôm nay không đi làm a? Hứa Thuần Lương nói, thứ sáu, dù sao cũng không có chuyện gì. Ta sớm đi nửa ngày con người của ta ngươi hẳn là rõ ràng, tự do buông tuồng đã quen. Trương Hải Tân cười hắc hắc một tiếng, công việc làm xong thế là được, Hứa trấn trưởng tuổi trẻ tài cao. Hứa Thuần Lương nói, làm sao Trường Hưng hảo hảo viện trưởng trợ lý không làm. Trương Hải Tân trong lòng tự nhủ ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta bị ngươi từ Nguy Sơn Đảo Bệnh viện đuổi đi ra, về sau thật vất vả xâm nhập vào Hoa Niên, bất quá hắn rời đi Hoa Niên cùng Hứa Thuần Lương quan hệ không lớn. Chủ yếu là mình đã mất đi bị giá trị lợi dụng. Trương Hải Tân đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, Trường Hưng tình huống hiện tại quá phức tạp, ta đi qua vẫn luôn tại cơ sở chữa bệnh đơn vị, tương đối mà nói vẫn là thích hợp đi nhỏ một chút bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, bệnh viện tư nhân cũng không tốt hỗn đi. Trương Hải Tân nói,
Kỳ thật hiện tại Trường Hưng cũng tại đi tư hữu hóa con đường, cái gọi là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện chẳng qua là quy mô lớn chút, nói đến cao đại thượng một chút. Hứa Thuần Lương thở dài, Trường Hưng hiện tại cái dạng này còn không bằng đi qua. Còn không phải sao, Trương Hải Tân nói phân nửa liền ý thức được mình nói nhiều rồi, cùng Hứa Thuần Lương người này có gì có thể nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước ngươi rời đi Trường Hưng hay là vô cùng sáng suốt, đương nhiệm đám này lãnh đạo am hiểu nhất chính là có mới nới cũ, công lao đều là bọn hắn, khuyết điểm tất cả đều hướng trên thân người khác đẩy. Trương Hải Tân trong lòng tự nhủ ngươi cũng có hôm nay, đương nhiên Hứa Thuần Lương tình cảnh muốn tốt hơn chính mình được nhiều. Nhưng là dù sao cũng là bị người từ Trường Hưng bệnh viện cho đuổi ra ngoài, hắn nhiều ít nghe nói một chút Hứa Thuần Lương sự tình, biết nói hắn rời đi Trường Hưng cùng tham gia quần ẩu có quan hệ, sự kiện kia một lần còn náo bên trên nóng lục soát. Trương Hải Tân nói, người bây giờ cũng thật không tệ, Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, so với quá khứ quyền lực còn lớn hơn. Hứa Thuần Lương nói, lời tuy nói như vậy, trong lòng ta nén giận a, ta mẹ nó mình có thể đi, bị người khác buộc để ý bên trong uất ức a. Hắn là cố ý tại Trương Hải Tân trước mặt nói như vậy lại càng dễ kích thích cùng chung mối thù chi tâm. Trương Hải Tân lúc này không khỏi sinh ra một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác, mặc dù trong lòng của hắn một mực hận Hứa Thuần Lương, nhưng là hai người tình cảnh hiện tại hiển nhiên không sai biệt lắm. Nghĩ thoáng điểm đi, cây chuyển người chết chuyển sống, người còn trẻ như vậy, tương lai khẳng định một mảnh tươi sáng. Hứa Thuần Lương nói, ta không cam tâm a, đúng. Người khi đó nói sự kiện kia đến cùng tình huống như thế nào? Trương Hải Tân nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, chuyện nào? Sơn Hồ Tình rượu ra sự tình. Trương Hải Tân ho khan một tiếng đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, ý thức được mình lên phải thuyền giặc, người này quả nhiên không có hảo tâm như vậy kéo chính mình, rõ ràng là muốn từ trong miệng của mình moi ra bí mật của năm đó. Hứa Thuần Lương nói, lão Trương A, giữa chúng ta đi qua mặc dù có chút không nhanh, nhưng đó cũng là vì công việc. Chúng ta kỳ thật cũng không ân oán cá nhân. Hai ta tình huống đều không khác mấy, đồng dạng bị người lợi dụng, gặp được phiền phức cũng giống vậy bị người cho đuổi ra khỏi cửa. Trương Hải Tân nói, đã đều rời đi, chuyện đã qua còn xách hắn làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta không biết người nghĩ như thế nào, dù sao ta không cam tâm. Trương Hải Tân lần trước dùng Sơn Hồ Tình rượu ra sự tình áp chế Trường Hưng thời điểm, chính là Hứa Thuần Lương đối với hắn một phen vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụng. Khiến cho hắn không thể không lựa chọn nhượng bộ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến có một ngày bọn hắn sẽ ở vào cùng một tình trạng. Trương Hải Tân Nguyên dự định vĩnh viễn không còn xách món kia chuyện cũ năm xưa, nhưng bây giờ Hứa Thuần Lương muốn biết, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như tướng sự kiện kia nói cho Hứa Thuần Lương, để Hứa Thuần Lương xuất thủ trả thù Trường Hưng, cũng vẫn có thể xem là một kiện mượn đao giết người điều thú vị. Trương Hải Tân người này vẫn luôn là cái hại người không lợi mình tính cách, lúc trước bị ép rời đi Trường Hưng. Đối Trường Hưng bệnh viện cũng một mực canh cánh trong lòng, nếu không về sau hắn cũng sẽ không chuyển ném Hoa Niên dưới cờ, trở thành Đồng Trường Hạo trợ lý, chỉ tiếc cái mông còn không có tướng vị trí ngộ nóng, lại bị Đồng Trường Hạo đá ra khỏi cục bên ngoài. Trương Hải Tân hận Hứa Thuần Lương không giả, nhưng là hắn thực chất bên trong càng hận hơn Trường Hưng, có một chút hắn cũng đồng ý, Hứa Thuần Lương lúc trước đối phó hắn cũng là đang vì Trường Hưng làm việc. Trương Hải Tân nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Chính là Trường Hưng vừa mới tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện thời điểm, có mấy gã bác sĩ đi Sơn Hồ Tình uống hoa tửu, còn làm ra tập thể mua xuân sự tình. Hứa Thuần Lương hiểu rõ một chút nhưng là không biết chi tiết, nhất là không rõ ràng người trong cuộc là ai, chỉ biết là Cố Hậu Nghĩa lúc ấy ra mặt sắp chuyện này cho đè xuống. Thấp giọng nói, đều có ai? Trương Hải Tân do dự một chút, rốt cục vẫn là nói, Triệu Vĩnh Thắng, Đàm Quốc Lương, Trần Minh Châu, Trương Khánh Sơn. Hắn liên tiếp nói ra mấy cái danh tự. Hứa Thuần Lương nghe xong liền vui vẻ, trong này có hai hàng hắn quen thuộc, một cái là thần kinh nội khoa chủ nhiệm, một cái là bí nước tiểu ngoại khoa phó chủ nhiệm. Triệu Vĩnh Thắng riêng có hoa tên bên ngoài, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn cũng không hiếm lạ. Về phần Đàm Quốc Lương, hắn là thật không nghĩ tới, Đàm Quốc Lương là y Mỹ trung tâm chủ nhiệm Thái Vinh Quyên nam nhân, cũng là nổi danh thê quản nghiêm. Quả nhiên là nơi nào có áp bách, nơi nào có phản kháng. Trương Hải Tân nói, ta đi qua coi là Trường Hưng bệnh viện bác sĩ đều là y đức cao thượng, phát sinh sau chuyện này ta mới biết được, chớ nhìn bọn họ từng cái ra vẻ đạo mạo, nhưng thực chất bên trong dơ bẩn cực kỳ, thích nhất đơn giản là hai chuyện, một là tiền hai là sắc. Hứa Thuần Lương nói, Trường Hưng chính là hủy ở đám này rác rưởi trong tay. Trương Hải Tân nói,
còn không phải sao, viện trưởng Triệu Phi Dương cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn làm hình thức đầu tư cổ phần còn không phải là vì tiền. Hiện tại có tiền, lập tức đem lão bà nữ nhi cho từ bỏ, lúc này mới bao lâu liền cưới cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu lão bà. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn Trương Hải Tân một chút, người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, cũng không phải vụng trộm bao nuôi một cái, sinh một cái lớn tiểu tử béo. Trương Hải Tân minh bạch hắn ý tứ, thấp giọng nói, ta cùng hắn cũng không đồng dạng, ta hai bên đều cung cấp, bình thường chìm, ai cũng không ủy khuất. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương cũng là ly hôn sau mới quen Bùi Lâm. Hắn cũng là đáng đời y dược đại biểu có thể có cái gì người tốt. Trên đầu đều thành SLBE đại thảo nguyên, Trương Hải Tân bắt đầu có mặt trận thống nhất tán đồng cảm giác, nói chuyện cũng biến thành không chút kiêng kỵ. Hứa Thuần Lương cười ha ha, hắn nụ cười này, Trương Hải Tân cũng đi theo cười lên, giữa hai người bầu không khí cũng hài hòa rất nhiều. Hứa Thuần Lương tướng Trương Hải Tân đưa đến hắn hiện tại nhậm chức tinh quang bà mẹ và trẻ em bệnh viện, bởi vì hắn trước mắt cũng tại chủ bị chuyên khoa bệnh viện, sở dĩ chủ động đưa ra đi thăm một chút. Trương Hải Tân mang theo hắn trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, bệnh viện là Mân Nam người đầu tư, trùng tu phi thường xa hoa, bởi vì vừa mới khai trương không lâu, mở rộng tuyên phát đều không đủ, bệnh nhân không nhiều, bên trong có không ít bác sĩ đều là kiêm chức. Hứa Thuần Lương ngoài ý muốn tại hành lang trên gặp Phu Mạt cùng hắn đón đầu gặp gỡ còn lộ ra có chút xấu hổ, tiểu Hứa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thuần Lương để Trương Hải Tân đi làm việc, cười cười nói, Phu tỷ, ta chính là đến thăm một chút cái này chỗ bệnh viện. Phu Mạt vừa vặn không có chuyện gì, dẫn hắn thăm một chút, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, hiện tại cho phép nhiều một chút hành nghề, nàng bình thường đều là rút thời gian nghỉ ngơi tới dãy điểm tiền tiêu vặt. Hứa Thuần Lương biết cái này tiền tiêu vặt cũng không phải tiền trinh, giống Phu Mạt loại này cấp bậc bác sĩ, phổ thông ngồi xem bệnh mỗi ngày cũng có 1.000, khai đao khác tính, liền xem như kiêm chức, mỗi tháng ở chỗ này cũng có gần 2 vạn thu nhập. Phu Mạt căn dặn hắn không muốn cùng những người khác nói, dù sao nàng bản chức công việc tại Trường Hưng. Hứa Thuần Lương cười nói, ta hiện tại cũng đi Hồ Sơn Trấn, mới mặc kệ Trường Hưng sự tình đâu. Phu Mạt nói, ta cũng liền định làm mấy tháng, 6 tháng cuối năm viện Binh Cương. Hứa Thuần Lương nói, Lục Kỳ cũng muốn đi viện Binh Cương. Trước sau chân sự tình, này, không đề cập nữa, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, vừa kết hôn liền lưỡng địa ở riêng. Lục Kỳ kết hôn thời gian nguyên bản cũng đặt trước vào ngày mai, nhưng bởi vì đặt trước không đến ngưỡng mộ trong lòng khách sạn lại sau này đẩy 1 tháng, Phu Lị đối với cái này cũng không có ý kiến gì, 3 tháng khi ấm áp cùng, thích hợp mặc áo cưới sườn xám. Hứa Thuần Lương không có dừng lại quá lâu, cùng với nàng hàn huyên vài câu rời đi. Còn chưa có tới Hồi Xuân Đường, Trương Hằng Dương liền gọi điện thoại tới, Trương Hằng Dương hiển nhiên ý thức được mình đi Hồi Xuân Đường bái phỏng Hứa chuyện của lão gia tử không gạt được. Dứt khoát trước chủ động hướng Hứa Thuần Lương thừa nhận. Hứa Trấn trưởng, hôm nay ta đi Hồi Xuân Đường, người không tại a? Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là tại ngươi khả năng thì không đi được. Trương Hằng Dương ôm điện thoại nở nụ cười, Hứa Trấn trưởng thật biết nói đùa, ta chính là chạy ngươi đi. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi hẳn là đến Hồ Sơn Trấn, ngươi đi Hồi Xuân Đường làm gì? Ta đây không phải gần nhất có chút mất ngủ nha, thuận tiện mời Hứa lão tiên sinh cho ta xem một chút. Đáng tiếc Hứa lão tiên sinh đã quyết định về hưu. Hứa Thuần Lương nói, Trương tổng ngủ không ngon giấc. Trương Hằng Dương thở dài nói, gần nhất sự tình tầng tầng lớp lớp, áp lực tâm lý lớn a, Hứa Trấn trưởng lúc nào có thời gian uống rượu với nhau, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hứa Thuần Lương nói, cuối tuần đi, ta tại Hồ Sơn Trấn chờ ngươi. Hứa Thuần Lương đi trong nhà dạo qua một vòng, không có nói mấy câu, Cao Tân Hoa đã đến, hai người đã hẹn cùng đi Triệu Phi Dương nhà. Triệu Phi Dương ngày mai kết hôn đại hỷ, bọn hắn sớm đi qua nhìn một chút có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng muốn đi Triệu Phi Dương tân phòng, nhưng Cao Tân Hoa mang theo hắn đi nhà cũ. Hứa Thuần Lương lần thứ nhất gặp được Triệu Phi Dương phụ thân người xưng Triệu Đại Pháo Triệu Lão Gia Tử. Bọn hắn sau khi vào cửa, Triệu Đại Pháo ngay tại buồn bực, ta mặc quân trang sao thế? Ném ngươi người. Triệu Phi Dương vẻ mặt cầu xin khuyên nhủ, cha. Ngài cái này quân trang cũng quá phá, nếu không làm thân mới. Ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi có mới nới cũ. Triệu Đại Pháo trong lời nói có hàm ý, ngay trước ngoại nhân cũng không cho Triệu Phi Dương mặt mũi. Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, cảm giác tới không phải lúc. Triệu Mẫu thấy được bọn hắn, mau nói khách nhân tới. Triệu Đại Pháo mặc một thân trắng bệch quân trang đón,
khách nhân nào. Tân Hoa rõ ràng là người một nhà. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian kêu một tiếng Triệu bá bá. Triệu đại pháo mắt nhìn thấy Hứa Thuần Lương có chút tuổi trẻ, đối với hắn cũng không có nhiều ấn tượng. Cao Tân Hoa tranh thủ thời gian giới thiệu một chút, Triệu đại pháo nói, nguyên lai là Hứa Thuần Lương a, như sấm bên tai, như sấm bên tai a. Hứa Thuần Lương cầm Triệu đại pháo thô giáp hữu lực đại thủ nói, lão thủ trưởng, chỉ cần không phải nghe danh không bằng gặp mặt là được. Triệu đại pháo cười ha ha, người trẻ tuổi thật có ý tứ. Thủ kinh của hắn rất lớn, cũng chính là Hứa Thuần Lương, đổi thành những người khác chỉ sợ đến bị hắn bóp ngao ngao gọi. Hứa Thuần Lương thương cảm niên kỷ của hắn lớn, trên tay không dùng lực, cười nói, chúng ta tới hỗ trợ, Triệu bá bá có chuyện gì chỉ cần phân phó. Triệu đại pháo nói, Phi Dương lại không phải lần đầu tiên kết hôn, không có việc gì. Triệu Phi Dương một mặt xấu hổ, Tân Hoa ca, Thuần Lương, vào nhà uống trà. Hai người đi theo Triệu Phi Dương cùng một chỗ tiến gian phòng của hắn, Triệu Phi Dương dở khóc dở cười nói, cha ta chính là cái này tính tình, Tân Hoa ca giải, Thuần Lương đi qua khả năng không tiếp xúc qua, ngàn vạn đừng để trong lòng a. Hứa Thuần Lương nói, cái này tính tình rất tốt, tính tình thật, Triệu Viện, các ngươi hai người tính tình cũng không đồng dạng. Triệu Phi Dương cười ha hả, trong lòng tự nhủ tiểu tử coi là nghe không ra ngươi ở bên trong hàm ta. Cao Tân Hoa nói, có gì cần chúng ta hỗ trợ? Vốn là ôm hỗ trợ tâm tình tới, nhưng đi tới nhìn một chút Triệu gia cũng không chút chuẩn bị, xem ra thật sự là phải khiêm tốn xử lý. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, không cần cái gì hỗ trợ, ngày mai ta đem Bùi Lâm nhận lấy là được, hết thảy giản lược, đều là chút nhà mình bằng hữu thân thích, bệnh viện bên kia ta trên cơ bản không chút thông chi. Ngày mai ta tại Vạn Hào hết thảy mở 10 bàn. Cao Tân Hoa nói, 10 bàn chỉ sợ không đủ đi. Triệu Phi Dương mặc dù điệu thấp, có thể thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, khách nhân không mời mà tới khẳng định sẽ có không ít, nào có bức tường không lọt gió. Triệu Phi Dương nói, ta để khách sạn dự bị 5 bàn, nếu có mình tới, tùy cơ ứng biến chứ sao. Hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi ngày mai có thể sớm một chút tới sao? Đi với ta đón dâu. Hứa Thuần Lương biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn lúc nói chuyện, có người tới, đều là Trường Hưng bệnh viện lãnh đạo, lấy phó viện trưởng Cảnh Văn Tú cầm đầu mấy cái phó viện trưởng sớm tới chúc mừng. Những người này là Triệu Phi Dương trong kế hoạch không có mời, nhưng là đều tại một cái bệnh viện, Triệu Phi Dương không nói, không có thể bảo chứng Bùi Lâm không đề cập tới. Tất cả mọi người cho Triệu Phi Dương phong hồng bao, Triệu Phi Dương kiên quyết không thu, đây là hắn đã sớm làm ra quyết định. Triệu Phi Dương mặc dù rời đi thể chế, nhưng là hắn cũng không muốn người khác đối với chuyện này làm văn chương. Cảnh Văn Tú nói, Triệu Viện, ngài kết hôn chuyện lớn như vậy cũng không cho chúng ta biết, là cảm giác đến giao tình của chúng ta không đủ vẫn là đối công việc của chúng ta không hài lòng. Tần Quốc Lương phụ họa nói, đúng đấy, Triệu Viện, ngươi chuyện này làm được nhưng không đúng, thoát ly nhân dân quần chúng, không biết cùng dân cùng vui. Triệu Phi Dương nói, chủ yếu là mọi người bận rộn công việc. Không muốn phiền phức mọi người, mà lại ta cùng Bùi Lâm trước đó đều thương lượng xong hết thảy giản lược. Giản lược cũng phải uống chén rượu mừng a, ít nhiều khiến chúng ta dính điểm hỉ khí. Cảnh Văn Tú lớn tiếng nói, mấy vị phó viện trưởng đều đi theo gật đầu. Lúc này bên ngoài lại có người đến Cao Tân Hoa vụng trộm cho Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người tìm cái cớ rời đi, Hứa Thuần Lương đi lấy xe trên đường lại gặp mấy người quen. Trong đó một cái chính là Đại Hằng Hoa Đông khu người phụ trách Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn chủ động đi tới, hô, Hứa trấn trưởng Cao Bí Thư, các ngươi cũng tới chúc vui a. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện để chúng ta qua đến giúp đỡ. Một câu liền cho thấy bọn hắn cùng Triệu Phi Dương không giống bình thường quan hệ. Trương Hằng Dương cũng thuộc về không mời mà tới, kỳ thật hắn cùng Triệu Phi Dương cũng không có cái gì thâm giao. Hai người kết duyên tại Nguy Sơn Đảo, lần này lại cộng đồng tao ngộ bị Hồ Sơn Trấn lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách vận mệnh, tự mình cũng tiến hành một chút giao lưu. Trương Hằng Dương nói, hai vị ăn cơm sao? Cùng một chỗ đi. Cao Tân Hoa nói, ta phải trở về, trong nhà có khách chờ lấy. Trương Hằng Dương nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa trấn trưởng cho chút thể diện chứ sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vậy ta đi trước hồi xuân đường đem xe buông xuống, chúng ta phụ cận ăn chút. Trương Hằng Dương để hắn đi trước, tuyển nơi tốt mình lập tức liền đi qua. Hứa Thuần Lương trước tiên đem Cao Tân Hoa đưa về nhà, trên đường Cao Tân Hoa cười nói, có thể a, cái này phó trấn trưởng nên được hữu mô hữu dạng,
hiện tại có phải hay không có chút vui đến quên cả trời đất rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, chính là chuyển sang nơi khác kiếm sống, không có gì thực quyền. Cao Tân Hoa nói, Trường Hưng gần nhất có cái truyền ngôn, nói ngươi lục thân không nhận, rời đi Trường Hưng về sau cái thứ nhất đao đến chính là ông chủ cũ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không phải ta xuất đao, đổi thành người khác khả năng đao đến ác hơn. Cao Tân Hoa cười ha ha, Triệu Phi Dương lần này cho ngươi đưa thiếp mời tử rõ ràng đem ngươi trở thành người một nhà. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có coi hắn là thành ngoại nhân a, nhưng công việc là công việc, giao tình là giao tình, cả hai không thể nói nhập làm một. Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, cùng Triệu Phi Dương học xong. Hứa Thuần Lương nở nụ cười. Cao Tân Hoa nói, Trịnh Bồi An gần nhất tìm ta, muốn ta giúp hắn làm ngừng củi giữ chức, ngươi có biết hay không? Hứa Thuần Lương biết Trịnh Bồi An muốn từ đơn vị xuống tới toàn tâm toàn ý làm bọn hắn hậu môn trực tràng bệnh viện, cười nói, ngài nếu là thuận tiện thì giúp một tay làm một chút thôi, lão Trịnh người kia ở bên ngoài sông đã quen, đoán chừng không thích ứng loại này 9 giờ tới 5 giờ về công tác. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi còn dự định giấu giếm ta à, hắn không phải ở bên ngoài đảo cổ một nhà bệnh viện. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này cũng không tính là gì bí mật. Cao Tân Hoa nói, hiện ở trong viện nghiêm lệnh cấm chỉ lâm sàng một tuyến nhân viên công tác làm ngừng củi giữ chức, hành chính hậu cần có thể, trong vòng 30 năm lui chính sách cũng không có. Hứa Thuần Lương nói, bên trên có chính sách dưới có đối sách, người khác không có cách, ngài Cao Bí Thư còn có thể không có cách nào. Cao Tân Hoa nói, Triệu viện đối với chuyện này chằm chằm rất chặt, cái miệng này tử cũng không tốt mở, chí ít không thể hiện tại mở, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, Trịnh Bồi An không phải là muốn thời gian sao, có thể điều đi cấp cứu nội khoa, bên kia đều là trên 24 giờ nghỉ 72 giờ, làm chuyện gì đều không chậm trễ, nếu không nữa thì, hắn có thể chỉ trực ca đêm. Hứa Thuần Lương biết Cao Tân Hoa cùng mình đàm chuyện này mang ý nghĩa nhân tình này là trả lại cho mình. Cao Tân Hoa cùng Trịnh Bồi An quan hệ phổ thông, tất cả đều là bởi vì Hứa ra mối quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy có thể. Cao Tân Hoa nói, ta nghe nói cố viện trưởng đi qua tọa trấn rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, không sai. Cao Tân Hoa nói, ra ra ngươi tham gia cổ phần rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài không đi trực tiếp hỏi hắn đến ta chỗ này nghe ngóng tình báo tới. Cao Tân Hoa cười nói, ta đã cảm thấy làm sao đột nhiên đem Hồi Xuân Đường cho quan, nguyên lai là muốn làm đại tố mạnh a, ta đoán chừng trong này khẳng định có chủ ý của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, làm sao, ngài cũng có hứng thú đầu tư nhập cổ phần. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, mặc dù biết các ngươi mở bệnh viện khẳng định kiếm tiền, nhưng là ta không thích hợp, ta hiện tại là Trường Hưng bệnh viện bí thư, ta nếu là cũng làm như vậy, người khác phía sau sẽ thấy thế nào. Đang khi nói chuyện đến cửa tiểu khu Cao Tân Hoa để hắn dừng xe, không cần đưa tiến vào, xuống xe trước đó, Cao Tân Hoa hỏi một câu, ngươi còn dự định về Trường Hưng sao? Hứa Thuần Lương lời nói thật thực nói ra, ta trước mắt không có cân nhắc qua vấn đề này. Trương Hằng Dương dựa theo Hứa Thuần Lương phát vị trí đuổi đến lúc đó, chính là một nhà phổ thông đồ ăn thường ngày quán. Trương Hằng Dương mang theo hai bình mao đài, tiến vào phòng, Hứa Thuần Lương còn chưa tới. Hắn để phục vụ viên tướng mình mang tới trà ngâm tốt, lại tự mình mở ra bộ đồ ăn, dùng nước nóng xuyến tẩy một lần, lúc này Hứa Thuần Lương tiến đến. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng nhanh như vậy à? Trương Hằng Dương nói, xin ngài lần này ta đương nhiên muốn trước đến, không phải sao có thể hiện ra thành ý của ta. Hứa Thuần Lương cười nói, không cần ngươi mời, đến cửa nhà nha, đương nhiên là ta mời khách. Trương Hằng Dương kỳ thật đã đem đồ ăn điểm tốt, tiền đều trả tiền rồi. Đây chính là vì để tránh cho Hứa Thuần Lương quay đầu tính tiền, Trương Hằng Dương có thể đi cho tới hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên. Hứa Thuần Lương ngồi xuống, tiếp nhận Trương Hằng Dương đưa tới trà, nhấp một ngụm trà nói, Trương Tổng vội vã tìm ta có chuyện gì. Trương Hằng Dương trong lòng tự nhủ có chuyện gì ngươi vẫn không rõ. Hắn cười nói, không có chuyện quan trọng gì, chính là muốn theo ngài uống rượu tâm sự, nhằm vào gần nhất phát sinh một ít chuyện tiến hành một chút câu thông. Để tránh chúng ta ở giữa sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Uống hai chén rượu, Trương Hằng Dương nói, Hứa trấn trưởng, ngài nhìn bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn danh tự có thể hay không giữ lại. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng, kỳ thật chuyện này cũng không phải là ta tại nhằm vào các ngươi, cũng không phải trong trấn để các ngươi đổi tên, gần nhất sinh thái vòng ném tập đoàn sự tình ngươi hẳn phải biết, bọn hắn sở tác sở vi ảnh vang hại vô cùng, đã kinh động đến lãnh đạo thành phố. Chu thư ký làm ra nghiêm ngặt quản lý Đông Châu cảnh nội tất cả suối nước nóng tương quan sản nghiệp quyết định,
khai triển suối nước nóng ngành nghề lớn kiểm tra, xét duyệt suối nước nóng hành nghề người tư cách. Đối không phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn thương gia kiên quyết thủ tiêu, đối tồn tại khuếch đại tuyên truyền xí nghiệp phải kiên quyết chỉnh đốn và cải cách. Trương Hằng Dương trong lòng tự nhủ cái này văn kiện không phải nhằm vào suối nước nóng sản nghiệp sao? Chúng ta mặc dù gọi bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn, nhưng trên thực tế không có suối nước nóng a. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi mặc dù là phòng xí, nhưng là bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn cũng là làm suối nước nóng khái niệm, lẽ ra dựa theo suối nước nóng ngành nghề tiêu chuẩn tới quản lý, trong thành phố hạ văn kiện, chúng ta cũng không thể không cho chấp hành a. Trương Hằng Dương có chút im lặng, chỗ tốt không có chiếm được. Hiện tại suối nước nóng ngành nghề lớn chỉnh đốn đem bọn hắn cho mang hộ mang vào, Hứa Trấn trưởng, người hẳn phải biết tình huống của chúng ta cũng không phải là một nhà suối nước nóng làng du lịch. Cho nên a, không phải suối nước nóng làng du lịch các ngươi làm gì dùng suối nước nóng hai chữ. Hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung tại suối nước nóng vấn đề bên trên, làm gì tự tìm phiền toái đâu. Trương Hằng Dương nói, Hứa Trấn trưởng a, đổi tên là đại sự. Không phải chúng ta Đại Hằng không nguyện ý phối hợp, mà là cân nhắc đến mua phòng người cảm thụ. Nếu như chúng ta đổi tên, nhẹ sẽ khiến mua phòng người bất an, nặng sẽ khiến đại quy mô trả phòng chiều. Ngài biết đến, Đại Hằng tại Nguy Sơn đảo hạng mục này vận mệnh nhiều thăng trầm, từ khởi công đến nay từ đầu đến cuối phiền phức không ngừng. Nếu như lại xảy ra vấn đề gì, sợ là chúng ta cũng vô lực gánh chịu cái này cái tổn thất. Đến cuối cùng không may đến không chỉ là chúng ta Đại Hằng, còn có nhiều như vậy mua phòng người. Hắn câu nói này liền có uy hiếp thành phần, nếu như Nguy Sơn đảo hạng mục đuôi nát chẳng tốt cho ai cả. Hứa Thuần Lương không giận tự uy nói, Trương Tổng câu nói này có chút không chịu trách nhiệm a. Có câu nói là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, mua phòng người đem tiền giao cho trên tay của các ngươi một câu bất lực gánh chịu liền xong rồi. Kia còn muốn chúng ta những người này làm gì, còn muốn pháp luật làm gì, các ngươi không may là mình kinh doanh bất thiện, dựa vào cái gì để dân chúng cũng cùng theo không may. Thế mà còn muốn lợi dụng chuyện này đến áp chế địa phương chính phủ. Trương Hằng Dương tranh thủ thời gian cười bồi nói, Hứa Trấn trưởng hiểu lầm, ta cũng không phải ý tứ này, ta chỉ là đem xấu nhất nhưng có thể nói ra đến, nơi này không phải chỉ có hai người chúng ta người nha, cho nên ta liền nói thoải mái. Hứa Thuần Lương nói, có mấy lời vẫn là không thể tùy tiện nói lợi ích của dân chúng không thể xâm phạm, phương diện này các ngươi đạt được giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Không thể tại cùng một nơi té ngã hai lần. Trương Hằng Dương nói, kỳ thật ta một mực đối Nguy Sơn đảo hạng mục này nắm giữ phản đối thái độ, tập đoàn chúng ta Phó Tổng Chu Nghiễm Đạt kiên trì muốn làm hạng mục này. Hứa Thuần Lương cái này thật không có nghe nói. Trương Hằng Dương nói, ta sớm nhất hướng vào hơn là Nguy Sơn đảo bệnh viện, lúc trước định ra đến phương án là nếu như không cách nào cầm tới Nguy Sơn đảo bệnh viện cánh đồng liền từ bỏ đầu tư Nguy Sơn đảo. Đáng tiếc a, chúng ta vị này Phó Tổng không phải thường xem trọng Nguy Sơn đảo tiền cảnh. Nhưng là hạng mục chứng thực về sau, mới phát hiện tại quá trình áp dụng bên trong vấn đề tầng tầng lớp lớp. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng cho rằng vấn đề ra tại địa phương sao? Trương Hằng Dương lắc đầu nói, cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ, Hứa Trấn trưởng, ta thừa nhận, Đại Hằng tại kinh doanh phương diện tiêu thụ phạm không ít sai lầm, nhưng là Đại Hằng ngụ lại Nguy Sơn đảo dù sao cũng là một kiện lợi tốt bản địa kinh tế sự tình, hy vọng có thể cân nhắc đến chúng ta tình huống cụ thể, cho nhất định chính sách nâng đỡ. Hiện tại đừng nói là nâng đỡ, Hứa Thuần Lương không cho bọn hắn hạ ngáng chân liền xem như lòng mang từ bi. Trương Hằng Dương trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, lần này Hứa Thuần Lương tại suối nước nóng trên làm văn chương 89 phần 10 là bởi vì hạ hành kiện sự tình, lúc đầu hắn coi là hạ hành kiện lợi dụng độc nhất vô nhị khai phát quyền kinh doanh cầm xuống nhà máy rượu suối nước nóng là tấm trên đinh đinh sự tình, nhưng là không nghĩ tới con hàng này căn bản không phải Hứa Thuần Lương đối thủ, đừng nhìn vừa mới bắt đầu phách lối. Bây giờ bị người ta đánh cho không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Hứa Thuần Lương nói, tại chính sách trên các ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ đối với tất cả nhà đầu tư đối xử như nhau, tận khả năng cải thiện các ngươi doanh thương hoàn cảnh. Trương Hằng Dương thường xuyên cùng thể chế bên trong người liên hệ, biết hắn nói là lời nói khách sáo, dạng này nói chuyện không chạm đến bất kỳ thực chất, người ta thuận miệng nói một chút, người tùy tiện nghe một chút, tuyệt đối đừng coi là thật. Trương Hằng Dương nghĩ tới thông qua thượng tầng quan hệ tiến hành tạo áp lực, nhưng là hạ hành kiện tao ngộ cho hắn một cái cảnh cáo, hắn quyết định vẫn là lựa chọn cúi đầu nhượng bộ. Trương Hằng Dương nói, kỳ thật hạ hành kiện trước đây đi tìm chúng ta thương nói chuyện hợp tác khai phát suối nước nóng sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ta có nghe thấy, nếu như các ngươi thật sự định cùng bọn hắn hợp tác, đó chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trương Hằng Dương lúng túng nói,
chuyện gần nhất hoàn toàn chính xác nhiều một chút, ngài cũng biết, Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ người chuyện phát sinh biến động, mới tới người phụ trách nóng lòng làm ra công trạng, ta phụ trách toàn bộ Hoa Đông địa khu chủ tính chung quản lý, có một số việc không cách nào kịp thời chiếu cố. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn là đang trốn tránh trách nhiệm, mỉm cười nói, Lý quản lý đi tìm ta, ta cũng cùng hắn nói đến phi thường rõ ràng, xem ra hắn cũng không có lĩnh hội ta ý tứ, chỉ muốn các ngươi an tâm làm tốt xí nghiệp, chúng ta đương nhiên không sẽ nhằm vào các ngươi tại Nguy Sơn đảo phát triển được tốt chúng ta Hồ Sơn Trấn cũng có thể có được thực sự chỗ tốt. Lúc này, Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, móc ra xem xét là Đông Châu trước chú kinh bản phó chủ nhiệm truyền quốc dân điện thoại. Hiện tại truyền quốc dân vừa mới được bổ nhiệm làm Đông Châu thị cục du lịch cục trưởng, hắn đã trở về Đông Châu vừa mới đi Triệu Phi Dương nhà nhìn một chút, nghe nói Hứa Thuần Lương mới đi, cho nên gọi điện thoại tới hỏi một chút hắn ở nơi nào, nghĩ hẹn hắn uống chút rượu tâm sự. Hứa Thuần Lương đang định tìm cơ hội cùng hắn tâm sự đâu, lập tức đem vị trí phát cho hắn. Kết thúc trò chuyện về sau cùng Trương Hằng Dương nói một tiếng, Trương Hằng Dương nghe xong là tân nhiệm du lịch cục trưởng, hắn ước gì cùng người ta kết giao đâu. Mau để cho phục vụ viên một lần nữa mang thức ăn lên. Hứa Thuần Lương để hắn không cần long trọng như vậy, đều là bằng hữu của mình, truyền quốc dân cũng không phải một cái giảng cứu phô trương người, Trương Hằng Dương dựa theo hắn ý tứ lại thêm mấy đạo đặc sắc đồ ăn. Truyền quốc dân sau 15 phút liền đi tới địa phương, đẩy cửa tiến đến nói, quấy dày tử hứng của các ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, phó ca, ngài đã tới chúng ta hào hứng cao hơn. Hắn đem Trương Hằng Dương giới thiệu cho truyền quốc dân nhận biết. Trương Hằng Dương cùng truyền quốc dân sau khi bắt tay, hai tay dâng lên danh thiếp của mình. Truyền quốc dân sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói, ta tới chậm tự phạt một chén. Trương Hằng Dương lập tức giơ ly tương bồi, mọi cử động biểu hiện ra hắn đối vị này tân nhiệm du lịch cục trưởng tôn trọng. Các loại truyền quốc dân uống xong lại vội vàng cho hắn rót đầy. Hứa Thuần Lương hỏi, phó ca trở về lúc nào? Truyền quốc dân nói, hôm trước, lúc đầu ta mua là hôm nay đường sắt cao tốc phiếu, dự định tham gia xong Triệu Phi Dương hôn lễ liền đi, trong thành phố lần này chiêu mộ đến quá đột ngột, ta căn bản chưa có trở về Đông Châu dự định. Hứa Thuần Lương nói, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đủ thấy lãnh đạo tín nhiệm đối với ngươi, phó ca, ta trước chúc mừng ngươi vinh thăng. Truyền quốc dân cùng hắn đụng đụng chén, Trương Hằng Dương cũng đi theo, trong lòng thầm nghĩ, lần này không uổng công, kết giao tân nhiệm du lịch cục trưởng. Ba người cùng cạn ly rượu này, truyền quốc dân nói, các ngươi Nguy Sơn đảo tình huống như thế nào a? Một chút suối nước nóng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nguy Sơn đảo suối nước nóng sự kiện đối Đông Châu chính đàn chấn động không nhỏ, liên lụy tới quan viên mấy cái, truyền quốc dân lần này chính sử cũng nhờ vào suối nước nóng sự kiện, hắn tiền nhiệm về sau đối mặt chuyện thứ nhất chính là chỉnh đốn Đông Châu du lịch trật tự, chấn hưng Đông Châu du lịch thị trường. Tiêu trừ Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch quân đoàn khuẩn vượt chỉ tiêu mang tới ảnh hưởng trái chiều. Biết được Trương Hằng Dương thân phận về sau, truyền quốc dân hỏi bọn hắn Nguy Sơn đảo chủ đề nhạc viên tiến độ. Trương Hằng Dương biểu thị căn cứ đặt trước kế hoạch, bọn hắn chủ đề nhạc viên sẽ ở trong 3 năm dựng lên, đối một tòa cỡ lớn tổng hợp chủ đề nhạc viên tới nói, 3 năm kỳ hạn công trình không tính là dài, bất quá bọn hắn trên nước nhạc viên bộ phân chính đang tăng nhanh kiến thiết, năm nay thất nguyệt hẳn là có thể thử buôn bán. Truyền quốc dân đối trên nước nhạc viên kiến thiết cảm thấy rất hứng thú, hắn để Trương Hằng Dương có thời gian đem chủ đề nhạc viên quy hoạch phát cho mình, hắn muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Uống vài chén rượu về sau, truyền quốc dân lại hỏi nhà máy rượu suối nước nóng sự tình, Hứa Thuần Lương đem tình huống bên kia đơn giản nói một lần. Truyền quốc dân nghe được rất chân thành, mặc dù về tới đảm nhiệm cục du lịch cục trưởng cũng không tại hắn kế hoạch bên trong. Nhưng đã thượng cấp đem cục du lịch giao cho hắn, hắn phải có chỗ biểu hiện, Đông Châu du lịch vốn là không thế nào cảnh khí, hiện tại bởi vì Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch sự tình khiến cho càng là đầy bụi đất, truyền quốc dân chính suy nghĩ từ chỗ nào vào tay. Chu thư ký là cái thực càn ra, làm việc lôi lệ phong hành, lần này động tác không nhỏ, cho thấy hắn muốn tại Đông Châu du lịch trên làm đại động tác. Trương Hằng Dương phi thường thức thời, bồi tiếp truyền quốc dân uống không đến một giờ, lấy cớ có việc đi trước. Dĩ nhiên không phải thật sự có sự tình, hắn là nhìn ra bản thân ở đây, người ta có rất nhiều lời không tiện nói. Trương Hằng Dương cách trước khi đi lại đưa một dương mao đài tới, muốn thông qua loại phương thức này để Hứa Thuần Lương nhìn thấy thành ý của mình. Hứa Thuần Lương đứng dậy đem hắn đưa tới cửa, Trương Hằng Dương để Hứa Thuần Lương dừng bước, trước khi chuẩn bị đi chủ động chịu thua, thấp giọng nói, Hứa Trấn Trưởng,
đi qua ta có cái gì làm không đến địa phương mong rằng ngài nhiều hơn đảm đương, ta luôn cảm thấy chúng ta vẫn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, vạn sự đều có khả năng. Trương Hằng Dương là người thông minh, giữa bọn hắn cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, chủ yếu là song phương lập trường khác biệt. Trương Hằng Dương ở vào đại hằng trận doanh bên trong, coi như mình không nhằm vào hắn, Mặc Hàm phía sau xích đạo vốn liếng cũng sẽ không tha hắn. Đưa mắt nhìn Trương Hằng Dương rời đi về sau, hắn trở lại phòng đem cửa phòng đóng lại. Truyền quốc dân chỉ vào kia Dương Diệu nói, hắn là dự định để chúng ta say chết ở chỗ này sao? Hứa Thuần Lương cười nói, còn không phải ngươi phó cục trưởng mặt mũi. Truyền quốc dân nói, ta cùng hắn lại không có gì giao tình. Hứa Thuần Lương ngồi xuống bưng ly rượu lên nói, hoan nghênh phó ca trở về Đông Châu. Truyền quốc dân cùng hắn đụng đụng chén rượu nói câu lời thật lòng, ta không có cân nhắc trở về, lúc đầu dự định tại Đông Châu chú kinh bản hỗn đến về hưu, lần này làm rối loạn kế hoạch của ta, biến thành lưỡng địa ở riêng, hắn ở kinh thành mua phòng, vợ con đều đã là kinh thành hộ khẩu, nhi tử ở kinh thành học, lần này cũng không phải muốn lưỡng địa ở riêng. Hứa Thuần Lương nói, nhìn theo góc độ khác vấn đề, ngài hiện tại trùng hoạch tự do. Truyền quốc dân cười lên ha hả, uống chén rượu này nói, Đông Châu khách du lịch một mực không chết không sống, tại toàn bộ tỉnh Bình Hải thuộc về tương đối lạc hậu. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu vốn cũng không phải là một cái lôi cuốn thành phố du lịch, đi qua lấy than đá tài nguyên làm chủ, hiện tại than đá đào xong, bắt đầu chú trọng hoàn cảnh khai phát du lịch, cũng là không có cách nào a. Truyền quốc dân nói, hán nguyên suối nước nóng sự tình để Chu thư ký tức giận phi thường. Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu công trình khởi động không lâu, Đông Châu du lịch liền bộc lộ ra vấn đề lớn như vậy, lần này chỉnh đốn là muốn động thật cách. Hứa Thuần Lương nói, đi qua Đông Châu suối nước nóng khai phát kinh doanh hình thức liền có vấn đề, độc nhất vô nhị khai phát kinh doanh, liền mang ý nghĩa lũng đoạn, sinh thái vòng ném tập đoàn căn bản không có cạnh tranh, tự thân lại khuyết thiếu ước thúc, vậy còn không là hám lợi đen lòng, muốn làm gì thì làm a. Truyền quốc dân nói, ta nhưng nghe nói Hạ Hành Kiện là bởi vì đắc tội ngươi, cho nên mới khiến cho chật vật như thế, ngươi cho ta thấu cái đáy, có phải hay không là ngươi tìm Chu thư ký cáo trạng. Truyền quốc dân biết Chu thư ký phi thường hân thưởng Hứa Thuần Lương, bọn hắn nhận biết còn duyên với mình đáp cầu dắt mối, bất quá Đông Châu biết Hứa Thuần Lương cùng Chu thư ký cái tầng quan hệ này cũng không có nhiều người. Hứa Thuần Lương nói, phó ca ai, ngài coi trọng ta, lần này là trong tỉnh thẳng tiếp nhận ngừng kinh doanh xử phạt quyết định. Hạ Hành Kiện ỷ vào mình có chút bối cảnh, nghĩ chiếm lấy Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng khai phát quyền kinh doanh, vấn đề là nhận thầu nhà máy rượu chính là xích đạo vốn liếng, người ta bối cảnh cường đại cỡ nào, là Hạ Hành Kiện mình không có mắt, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, vừa rồi cái kia Trương Hằng Dương hôm nay mời ta ăn cơm, cũng là bởi vì sai lầm phương hướng. Truyền quốc dân nói, người giúp ta liên lạc một chút xích đạo vốn liếng người, ta nghĩ cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên, ta dự định vẫn là từ suối nước nóng vào tay. Thứ bảy thời tiết tối tăm mờ mịt, sương mù mai rất nghiêm trọng, Bùi Lâm tâm tình nhiều ít nhận lấy ảnh hưởng, đi qua nàng đối cuộc hôn lễ này phi thường chờ mong, nhưng là chân chính đến một ngày này thời điểm, nội tâm của nàng lại biến đến mức dị thường bình tĩnh. Bùi Ngọc cùng nàng mấy người tỉ muội chính trong phòng chuẩn bị, bởi vì dính hỉ khí các nàng sung sướng nói chuyện phiếm, tiếng cười không ngừng, Bùi Ngọc cầm kiện áo lông cho Bùi Lâm. Nhắc nhở nàng hôm nay bên ngoài nhiệt độ đủ thấp, chỉ mặc áo cưới chỉ sợ không kháng đông lạnh. Bùi Lâm tay vô ý thức rơi vào trên bụng, bên trong dựng dục tiểu sinh mệnh ngay tại từng ngày trưởng thành, nàng phát hiện mình đối cái này tân sinh mệnh chờ mong vượt xa hôn nhân bản thân. Có thể là bởi vì đã được đến, cho nên không còn chờ mong, cũng có thể là bởi vì Triệu Phi Dương thái độ đối với nàng, mặc dù Triệu Phi Dương mặt ngoài đối nàng phi thường quan tâm, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng hắn giấu tại nội tâm lạnh lùng. Nàng có thể phát giác được Triệu Phi Dương đối hôn nhân kháng cự. Giữa bọn hắn càng ngày càng không giống vợ chồng, càng giống là đối thủ, có thể đi cho tới hôm nay liền mang ý nghĩa thắng lợi của nàng. Nhưng thắng lợi cũng không có nghĩa là khoái hoạt, Dương Mộ Phong thiếu chút nữa hủy đi cuộc sống của nàng, Dương Mộ Phong mặc dù nhưng đã chết, cảnh sát tạm thời cũng không có hoài nghi đến trên người nàng, nhưng là còn có Vũ Pháp Quân, người này giống như hổ đối hết thảy rõ như lòng bàn tay. Hắn chính là một viên tùy thời có thể lấy nổ tung bom hẹn giờ. Tiểu Lâm, ngày đại hỉ muốn vui vẻ một điểm, Bùi Ngọc từ nàng khóa chặt lông mày cũng không nhìn ra cái gì vui mừng. Bùi Lâm nói, có chút khẩn trương. Bùi Ngọc cười nói, ngươi thật đúng là không giống bình thường, người khác đều là trước hôn nhân khẩn trương, ngươi là kết hôn cùng ngày khẩn trương.
Bùi Lâm nói, rất nhiều chuyện một mực rất chờ mong, nhưng chân chính muốn thực hiện thời điểm, phản lại cảm thấy không có ý gì. Bùi Ngọc vịn bờ vai của nàng, nhìn qua trong kính Bùi Lâm, ngươi là sinh ở trong phúc, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Trên bàn trang điểm điện thoại di động vang lên, Bùi Lâm vốn cho rằng đón dâu đội ngũ mau tới, nhưng nhìn thoáng qua lại là một cái xa lạ điện thoại, hai ngày này thường xuyên có xa lạ điện thoại đánh tới. Hoa Niên lớn khỏe mạnh một chút trung tầng người quản lý không biết chỗ nào nghe được tin tức, có thật nhiều người hướng nàng biểu thị chúc phúc trong đó có tương đương một bộ phận chằn chọc đưa tới hồng bao. Bùi Lâm đối với cái này thái độ cùng Triệu Phi Dương khác biệt, nàng không phải thể chế xuất thân, đã người khác thành tâm muốn cho, như vậy nàng từ chối thì bất kính, cho nên có thật nhiều người tại Triệu Phi Dương nơi đó vấp phải trắc trở về sau lại chuyển mà đến cho viện trưởng phu nhân đưa chúc phúc. Tại có ít người xem ra, hai người này phối hợp không tệ. Một người bảo vệ thanh danh, một người được lợi ích thực tế, nhưng còn có một bộ phận người cho rằng, bọn hắn căn bản chính là đang diễn trò, mà lại diễn cũng không cao minh, bịt tai mà đi trộm chuông thôi. Bùi Lâm tiếp thông điện thoại, gọi điện thoại tới là một nam tử. Bùi Lâm nữ sĩ sao? Là ta. Ta là Đông Châu Thị Cục Công an phụ trách Dương Mộ Phong một án cảnh sát hình xử lý nghiêm trung. Bùi Lâm một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới, Lý Cảnh Quan, ngài tìm ta có việc sao? Là như thế này, chúng ta có mấy vấn đề nghĩ người phối hợp một chút, xin hỏi ngươi thuận tiện tới một chuyến sao? Không tiện, Bùi Lâm từ chối đến phi thường quả quyết. Hoặc là chúng ta có thể đến nhà bái phỏng. Bùi Lâm dùng sức nắm điện thoại, phòng ngừa điện thoại rơi xuống đồng thời cũng lấy tay cơ là chèo chống, bởi vì nàng lo lắng cho mình tay sẽ run rẩy. Không có ý tứ ta hôm nay kết hôn có thể hay không đổi cái thời gian. Đối phương sửng sốt một chút, dạng này à, vậy ngày mai ngươi thuận tiện đến một chuyến sao? Bùi Lâm đáp ứng xuống, tâm tình của nàng trở nên càng phát ra không xong, mặc dù biết cảnh sát sớm tối còn sẽ tìm được mình, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, nàng không rõ ràng có phải hay không ra chỗ sơ suất, bất quá cảnh sát hẳn không có cái gì xác thực chứng cứ, không phải liền sẽ không áp dụng gọi điện thoại phương thức. Bùi Lâm tự an ủi mình, cố gắng chỉ là thông lệ tìm hiểu tình huống thôi, mình đã qua nhiều như vậy quan. Cửa này cũng nhất định có thể thuận lợi chịu nổi. Bùi Ngọc thấy được nàng sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, nhắc nhở nàng dùng nhiều chút má đỏ. Lúc này đón dâu đội ngũ đến, đội xe cũng không phô trương, chỉ xuất động 3 chiếc Maybach, cái này hay là bởi vì Bùi Lâm mãnh liệt yêu cầu, lúc đầu hắn dự định mở lấy bọn hắn vừa mua Cayenne, một người tới đón thân. Triệu Phi Dương mặc Bùi Lâm cho hắn tại Nam Giang mua đồ vest, Hứa Thuần Lương nhìn xem tương đối nhìn quen mắt. Dù sao cái này bộ Âu phục là hắn tự mình thử qua. Triệu Phi Dương mặc coi như vừa người, bất quá hắn hôm nay thế mà đánh đầu đỏ sắc cà vạt, có lẽ là vì hợp với tình hình, nhưng là có vẻ hơi không cân đối. Hứa Thuần Lương rõ ràng mình tới là vật làm nền, không thể cướp người ta danh tiếng, cho nên liền mặc vào một thân quần áo thể thao, nhưng là dù vậy, khí chất của hắn cũng không yếu tại Triệu Phi Dương, nam nhân mị lực chưa hề đều không tại mặc. Triệu Phi Dương trên mặt mang công thức tính thiếu dung, liền Hứa Thuần Lương người ngoài này đều có thể nhìn ra nụ cười này cũng không phải là từ đáy lòng mà phát, đón dâu quá trình rất đơn giản, đối phương phù dâu cũng không có làm khó bọn hắn, được đỏ bao về sau liền vui sướng mở đại môn. Bùi Lâm phụ mẫu đều mất, trong nhà thân thích cũng không nhiều, hôm nay qua đến giúp đỡ đều là nàng nhỏ tỉ muội, phụ trách chủ trì cục diện chính là Đường tỷ Bùi Ngọc, các nàng ra một cái truyền thống trò chơi nhỏ, để tân lang đi tìm cưới giày, không có gì độ khó, Bùi Lâm chuyên môn đã thông báo. Không muốn làm khó dễ Triệu Phi Dương, nàng còn là hiểu rõ Triệu Phi Dương, rõ ràng hắn đối sự kiên nhẫn của mình ngay tại theo thời gian trôi qua không ngừng hạ thấp. Triệu Phi Dương dù sao đều lần thứ hai kết hôn, phi thường có kinh nghiệm, một chút liền từ dưới tủ đầu giường bột tìm được cưới giày. Một đám phù dâu đều hô không có ý nghĩa, trong đó có vị mập mạp phù dâu nhiều đầy miệng, tân lang tốt có kinh nghiệm a. Gian phòng bên trong nháy mắt yên lặng xuống, vẫn là Hứa Thuần Lương ứng biến rất nhanh, cười nói. Chứng minh Triệu viện không ngại cực khổ nhiều lần khảo sát hiện trường, đối với nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay. Đám người đồng thanh nở nụ cười. Triệu Phi Dương cười nói, tiểu tử ngươi ít cầm ta trêu đùa. Hắn ngồi xổm xuống quỳ một chân trên đất, đưa lên nâng hoa, nhìn qua Bùi Lâm mỉm cười nói, người nguyện ý gả cho ta sao? Kỳ thật Triệu Phi Dương đã cầu qua cưới, lần này chỉ là đi chạy theo hình thức, Bùi Lâm cũng ở trong lòng hỏi mình, nàng bị ai phát hiện? Đối hôn nhân của mình đã mất đi bất kỳ huyễn tưởng cùng chờ mong, có lẽ là bởi vì vừa rồi cú điện thoại kia nguyên nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình.
Bùi Lâm nhẹ gật đầu, cúi đầu nghe Nâng Hoa, chủ yếu là không muốn người khác thấy được nàng lúc này biểu lộ. Triệu Phi Dương móc ra nhẫn kim cương, cho nàng đeo lên chiếc nhẫn. Bùi Lâm cố nặn ra vẻ tươi cười, mọi người cùng nhau ồn ào. Triệu Phi Dương bắt đầu cho nàng đi giày, ở phương diện này Triệu Phi Dương cũng không thuần thục, cầm Bùi Lâm chân đi đến lớp hai lần đều không thể nhét vào, chỉ là hơi tăng thêm chút sức, không nghĩ tới Bùi Lâm lại đột nhiên ngẩn ra đi. Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Phi Dương cũng mộng bức, mình vô dụng bao nhiêu lực lượng, nàng làm sao lại choáng rồi. Nên không phải Trang A. Triệu Phi Dương kêu một tiếng Bùi Lâm, Bùi Lâm không có đáp ứng. Bùi Ngọc cũng cho là nàng đang nói đùa, đưa tay lung lay nàng, Bùi Lâm không có tỉnh, thế mới biết nàng thật choáng. Bùi Ngọc nói, Tiểu Lâm, hỏng, nàng đã hôn mê, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Nàng sau khi nói xong lập tức liền ý thức được phi thường không ổn, người ta hôm nay kết hôn, Triệu Phi Dương là tới đón thân, ai từng thấy đón dâu đem tân nương tử cho tiếp bệnh viện. Bùi Lâm té xỉu đến phi thường đột nhiên, nàng hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, mặt mũi tái nhợt, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, tay chân lạnh buốt, tại trung y phạm trù bên trong, tướng loại tình huống này thống nhất xưng là hôn mê. Bình thường tới nói hôn mê thời gian hơi ngắn, sau khi tỉnh dậy không có di chứng, nhưng là nếu như bệnh tình nghiêm trọng, hôn mê thời gian quá dài, có một quyết bất tỉnh thậm chí tử vong nguy hiểm. Trị liệu hôn mê nguyên tắc là, tô quyết khai khiếu, chứng minh thực tế chỉ châm không phụ. Khai thác tả pháp, hư chứng châm cứu cùng sử dụng, gánh nặng, lựa chọn bổ pháp. Triệu Phi Dương cũng là học y xuất thân, hắn tại lâm sàng thời gian không dài, y thuật vô cùng bình thường, nhưng là cơ bản tim phổi khôi phục vẫn là hiểu được, chuẩn bị xuất thủ cho Bùi Lâm làm tim phổi khôi phục thời điểm. Hứa Thuần Lương lớn tiếng nói, để cho ta tới. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi muốn làm cái gì. Đây là vợ ta, mặc kệ bộ ngực nén vẫn là hô hấp nhân tạo. Tất cả đều là chạm đến bộ vị nhạy cảm, chính ta lại không phải không biết, hiện tại là cứu người, cũng không phải để ngươi náo động phòng, coi như náo động phòng cũng không mang theo ấn ngực hôn môi. Triệu Phi Dương suy tính được hơi nhiều. Hứa Thuần Lương lười nhác cùng hắn giải thích, đi vào bên giường dùng ngón cái tăng thêm lực lượng nén Bùi Lâm khe nước huyệt. Khe nước huyệt, biệt danh quỷ cung, trợ quỷ, thuộc đốc mạch, ở vào bộ mặt, tại người bên trong câu trên 1/3 cùng bên trong 1/3 giao điểm chỗ. Tại miệng vòng vòng cơ bên trong, mạch máu có môi trên động, tĩnh mạch, thần kinh có vành mắt lên đồng trải qua chi cùng thần kinh mặt gò má chi. Nén huyệt này chỉ được hôn mê, ngất, nóng bệnh, điên cuồng, giản chứng, gấp co giật, nghẹt mũi, chảy máu cam, phong thủy bột xương răng đau nhức, ngậm chặt hàm răng, bệnh vàng da, bệnh tiêu khát, hoắc loạn, ấm dịch, sống lưng lữ mạnh đau nhức, áp chế tránh đau thắt lưng. Bản huyệt có thanh nhiệt khai khiếu, về dương cứu nghịch tác dụng. Rộng làm người biết bị cảm nắng nén người bên trong kỳ thật chính là cái đạo lý này. Triệu Phi Dương gặp hắn xuất thủ, lúc này mới ý thức được mình suy nghĩ nhiều, Hứa Thuần Lương không phải muốn theo mình cướp làm tim phổi khôi phục, người này không có giấy phép hành nghề y, bất quá hắn là hồi xuân đường truyền nhân chính tông, trị bệnh cứu người thủ pháp hẳn là hiểu một chút. Hứa Thuần Lương nén khe nước huyệt về sau, tiếp lấy lại lựa chọn Bùi Lâm hợp cốc huyệt. Hợp cốc huyệt, biệt danh hổ khẩu, thuộc thủ Dương Minh đại tràng kinh. Nơi tay lưng, thứ nhất thứ hai xương bàn tay ở giữa, đương thứ hai xương bàn tay nạo bên cạnh trung điểm chỗ. Chung quanh có nạo thần kinh cạn chi thâm bộ có chính giữa thần kinh chỉ trưởng bên cạnh cố hữu thần kinh, cũng có MU bàn tay tĩnh mạch lưới, gần bên cạnh là động mạch cổ tay từ MU bàn tay mặc hướng bàn tay chỗ. Những này huyệt đạo hơi hiểu y lý thuyết y học người đều biết, người bệnh nếu là ngất, chọn lựa đầu tiên người bên trong cùng hổ khẩu. Trung y cấp cứu thủ pháp giảng cứu một cái nhận huyệt tinh chuẩn. Còn có một cái chính là lực lượng vừa phải, Bùi Lâm loại tình huống này, cần muốn đại lực nén, lấy xuất hiện đau đớn phản ứng thức tỉnh làm tiêu chuẩn. Hứa Thuần Lương một tay nặng bóp Bùi Lâm khe nước, một tay bóp lấy nàng hợp cốc. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Bùi Lâm lông mày thống khổ nhíu lại, đến từ hai đại huyệt đạo đau đớn liên tục không ngừng kích thích thần kinh của nàng, Bùi Lâm bởi vì không thể chịu đựng được đau đớn, phát ra một tiếng thê diễm ai uyển kiều hô. Cái này tiếng hô tràn đầy mập mờ. Một đám phù dâu nghe vào trong tai luôn cảm thấy thanh âm này để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, hết lần này tới lần khác Bùi Lâm lại rất lẩm bẩm tức réo lên không ngừng. Ai u, a, đau, đau. Bùi Lâm tỉnh lại, nhưng là đầu não còn chưa hoàn toàn khôi phục thanh minh, mơ mơ màng màng kêu, Phi Dương. Ngươi nhẹ chút, đau, đau. Triệu Phi Dương lúng túng, nữ nhân này mù kêu cái gì? Cũng không phải ta đem ngươi làm đau, là Hứa Thuần Lương.
may mắn nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn, nếu như bị không rõ tình huống người nghe được, còn không biết đang làm gì à. À, đau quá, ngươi đừng lại làm ta. Loại này có nhịp đau từng cơn để Bùi Lâm khó mà chịu đựng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hứa Thuần Lương trên thân, biết con hàng này đang cứu người, nhưng người ta Bùi Lâm đều nói không cho ngươi làm, Hứa Thuần Lương còn không có ý dừng lại, tiếp tục nhào nặn, tiếp tục không ngừng mà hướng Bùi Lâm thể nội chuyển vận đau đớn. Biết đến minh bạch hắn là đang cứu người, không biết thậm chí cũng hoài nghi hắn đang tận lực trả thù. Bùi Lâm tại trải qua liên tiếp đau đớn đưa vào về sau, chậm rãi mở ra hai mắt, đau đến nàng nước mắt đều chảy ra, Phi Dương. Đừng, a, à, tại sao là ngươi, nàng lúc này mới xem như thần trí rõ ràng khởi đến, thấy rõ làm nàng không phải Triệu Phi Dương mà là Hứa Thuần Lương. Chung quanh phù dâu đều giúp nàng nắm vuốt đem mồ hôi lạnh, sợ nàng mơ mơ màng màng nói ra cái gì không đúng lúc tới. Triệu Phi Dương nói, Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi ngất đi, Tiểu Hứa đang giúp ngươi xoa bóp, ngươi kiên nhẫn một chút. Hứa Thuần Lương gặp nàng tỉnh, buông ra hai tay nói, Tẩu tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bùi Lâm tại Triệu Phi Dương nâng đỡ ngồi dậy, cảm giác có chút đau đầu, lòng buồn bực, còn thẳng phạm buồn nôn, nàng đem mình triệu chứng nói. Hứa Thuần Lương lại lựa chọn nàng nội quan huyệt tiến hành xoa bóp. Nội quan huyệt phía trước cánh tay trưởng bên cạnh, đường khúc trạch huyệt cùng đại lăng huyệt liên tuyến thượng, cổ tay nếp nhăn trên hai thốn, trưởng dài gân bắp thịt cùng nạo bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt ở giữa. Có cẳng tay chính giữa tĩnh mạch, chính giữa động mạch cùng xương ở giữa trước động, tĩnh mạch phân bố, có bảy cẳng tay bên trong, cạnh ngoài bì thần kinh, tầng sâu có chính giữa thần kinh làm cùng xương ở giữa trước thần kinh phân bố, thuộc thủ quyết âm tâm bao kinh. Trên giường bệnh, châm cứu nội quan huyệt bình thường dùng cho tim đau thắt, nhịp tim không đủ, viêm dạ dày, đau nhức bệnh chờ trị liệu, có bình tâm an thần, dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau tác dụng. Hứa Thuần Lương kỳ thật trên thân mang theo túi châm, nhưng là cân nhắc cho tới hôm nay người ta kết hôn đại hỷ không thích hợp làm to chuyện, mà lại chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn lại không có bằng cấp bác sĩ, mặc dù cứu người là gia tài hảo ý, nhưng là rất khó cam đoan sẽ không bị người bẻ cong lợi dụng, chủ yếu nhất là Bùi Lâm tình trạng không nghiêm trọng lắm, làm tỉnh lại nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo Hứa Thuần Lương đối nội quan huyệt xoa bóp, Bùi Lâm lòng buồn bực buồn nôn triệu chứng cấp tốc làm dịu, đầu cũng tựa hồ không có đau như vậy. Hứa Thuần Lương thuận tay giúp nàng xem bệnh một chút mạch, ngón tay hướng nàng trên mạch môn một dựng, lòng bàn tay hạ hình như có vừa đi vừa về hoạt động bi, lui tới cấp tốc, loại này mạch tượng được xưng là trượt mạch, bình thường có thai kỳ phụ nữ mới sẽ có biểu hiện này. Đây là bởi vì có thai kỳ nữ tính thể nội khí huyết sẽ căn cứ mang thai tình huống sinh ra biến hóa, từ đó sinh ra trượt mạch hiện tượng. Hứa Thuần Lương thầm than, khó trách Triệu Phi Dương vội vàng kết hôn, chậm thêm mấy ngày Bùi Lâm bụng liền lớn đi lên, chỉ sợ giấu đều giấu không được. Bùi Lâm lúc này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, hai mắt nhìn qua Hứa Thuần Lương trong lòng có chút thấp thỏm, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác mình ở trước mặt của hắn cái gì đều giấu giếm không được. Hứa Thuần Lương mới lười nhác quản bọn họ nhàn sự, buông tay ra nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Triệu Phi Dương lo lắng sờ lên Bùi Lâm cái trán, cảm giác thế nào? Còn có thể hay không tiếp tục chống đỡ? Chẳng biết tại sao, hắn thế mà sinh ra một cái kỳ quái tâm lý, nếu là Bùi Lâm không cách nào kiên trì cũng đúng một chuyện tốt, chí ít mình không cần lại trái lương tâm theo nàng biểu diễn cuộc hôn lễ này. Bùi Lâm hít vào một hơi, hướng Triệu Phi Dương cười cười nói, không sao, ta có thể kiên trì, Phi Dương, không có ý tứ, để ngươi lo lắng. Triệu Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thê tử, ta quan tâm ngươi là hẳn là. Bùi Lâm lại hướng Hứa Thuần Lương cười nói, Tiểu Hứa, tạ ơn a. Bùi Ngọc chỉ nàng môi trên, Bùi Lâm lấy điện thoại cầm tay ra dùng camera nhìn một chút, Hứa Thuần Lương vừa mới xuống tay quá nặng, đem người nàng bên trong cho bóp đỏ lên, nhìn tựa như là nhân đan hồ, Bùi Lâm cũng có chút buồn bực, cái dạng này để tân khách nhìn thấy chẳng phải là quá bất nhã. Bùi Ngọc nói, nhiều nhào điểm phấn. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này bổ cứu. Bùi Lâm vội vàng bổ trang về sau, hết thảy dựa theo sớm định ra chương trình tiến hành. Triệu Phi Dương ôm lấy Bùi Lâm, tại mọi người chen chúc hạ đi ra ngoài. Bùi Lâm bởi vì mang thai nguyên nhân gần nhất thể trọng có chút gia tăng, Triệu Phi Dương lại bỏ bê rèn luyện, ôm hạ thang máy liền mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc. Hứa Thuần Lương nói đùa hắn nói, Triệu Viện, ngài nếu là cảm thấy mệt mỏi ta tới. Triệu Phi Dương thở không ra hơi nói, cút sang một bên. Tất cả mọi người nở nụ cười,
cười đến vui vẻ nhất phải kể tới Bùi Lâm. Bùi Lâm ôm Triệu Phi Dương cổ, tại trên mặt hắn hôn một cái, một mặt hạnh phúc vừa ý tình lại bởi vì cảnh sát cú điện thoại kia phá lệ nặng nề. Triệu Phi Dương mặc dù rất muốn hôn lễ điệu thấp tiến hành, nhưng liên quan tới hắn hôn lễ tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, Trường Hưng bệnh viện các phòng chủ nhiệm chủ động tới lấy cái này chén rượu mừng không phải số ít. Triệu Phi Dương đặt trước 10 bàn, để khách sạn chuẩn bị thêm 5 bàn, dù vậy vẫn là nhiều tới hơn 20 tên tân khách, may mắn cùng ngày tại Mân Nam Hải Tiên Thành. Bùi Lâm cùng bên này thái quản lý quan hệ rất thân, lại Lâm lúc cho tăng thêm 3 bàn. 18 bàn tiệc rượu cũng đòi cái muốn phát điểm tốt lắm. Cùng ngày hôn lễ người chủ trì mời tới Đông Châu Đài truyền hình chứ danh người chủ trì Mã Tây, người này có Đông Châu thứ nhất người chủ trì xưng hào. Mã Tây chủ trì khôi hài hài hước tại trên sân khấu rượu ngữ liên tiếp, dẫn tới ở đây tân khách hiển thị rõ nụ cười, tiếng cười không ngừng. Hứa Thuần Lương làm xong nhiệm vụ của mình. Đến cùng Cao Tân Hoa bên này lên tiếng chào hỏi, Cao Tân Hoa ngồi cùng bàn còn có Hoa Niên tập đoàn CEO Đường Kinh Luân, Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng Đường Thiên Nhất. Đường Thiên Nhất lần này là đại biểu cha hôn qua tới tham gia Triệu Phi Dương hôn lễ, bởi vậy có thể thấy được Hoa Niên tập đoàn đối Triệu Phi Dương hay là vô cùng coi trọng, hôm nay cho đủ hắn mặt mũi. Đường Kinh Luân cũng biết Hứa Thuần Lương điều tạm đến Hồ Sơn Trấn làm phó trấn trưởng sự tình, hắn chủ động cùng Hứa Thuần Lương chào hỏi. Người làm ăn giảng cứu một cái mua bán không thành nhân nghĩa tại, thông qua cái này liên tiếp sự kiện, Đường Kinh Luân cũng nhận thức được Hứa Thuần Lương lợi hại. Hứa Thuần Lương tổ chức quan hệ mặc dù còn tại Trường Hưng, nhưng là hắn cùng Hoa Niên ở giữa đã là phân rõ giới hạn, quần ẩu sự kiện về sau, Hoa Niên tập đoàn vì để tránh cho bị hắn liên lụy, trước tiên đem hắn miễn chức, Hoa Niên ở phương diện này làm được vẫn tương đối tuyệt tình. Hứa Thuần Lương đi Hồ Sơn Trấn về sau làm chuyện thứ nhất chính là phản đâm Hoa Niên một đao. Lệnh cưỡng chế khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đình công, mặc dù bây giờ đã làm trở lại, nhưng là khó đảm bảo hắn về sau sẽ không còn có động tác khác, lấy Đường Kinh Luân đối hắn giải, Hứa Thuần Lương 89 phần 10 sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Thuần Lương cùng Đường Kinh Luân nắm tay nói, Đường tiên sinh chuyên từ Nam Giang tới. Đường Kinh Luân lưu ý đến hắn đối với mình xưng hô cũng từ Đường Tổng biến thành Đường tiên sinh, hẳn là cố ý gây nên, mỉm cười nói, ta khẳng định là muốn đi qua, Thuần Lương a. Nghe nói người gần nhất phát triển không tệ. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, còn không phải nhờ ngài phúc. Đường Kinh Luân nói, tất cả đều dựa vào ngươi năng lực của mình. Hắn cùng Hứa Thuần Lương đã không còn gì để nói, hiện tại giữa song phương kẽ nứt rất khó tu bổ. Hứa Thuần Lương đưa tay vỗ vỗ Đường Thiên Nhất bả vai, Đường Thiên Nhất từ hắn xuất hiện liền tinh thần cao độ khẩn trương, nguyên bản cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ không phản ứng hắn, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương thế mà đập mình một chút. Dọa đến Đường Thiên Nhất run run một chút, vừa uống đến miệng bên trong trà nóng bị sặc, kịch liệt ho khan. Hứa Thuần Lương nói, tiểu Đường Tổng, người ta kết hôn người kích động cái gì a? Đường Thiên Nhất không ngừng ho khan, Đường Kinh Luân biết chất tử sợ hắn, cười nói, Thiên Nhất là thay Triệu Viện cao hứng. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Triệu Phi Dương mình chỉ sợ đều không cao hứng, hắn hướng Cao Tân Hoa cười cười, lại đi Triệu Phi Dương phụ mẫu bản kia lên tiếng chào hỏi. Triệu đại pháo hôm nay đổi thân quân trang mới, mặc dù hắn đánh đáy lòng không thích người con dâu này, nhưng là cũng không thể không tiếp nhận nàng vào cửa hiện thực, khả năng nhận lấy hiện trường không khí vui mừng lây nhiễm tâm tình của hắn cũng hiển đến không tệ. Mã Tây ngay tại trên sân khấu tình cảm giạt rào nói, tình yêu là một trận cam tâm tình nguyện bắt cóc, vừa mới bắt đầu người bị hắn cưỡng ép, về sau, người bị mình cưỡng ép, bùn đủ hãm sâu nhưng lại thích thú. Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm đứng tại chính giữa sân khấu. Không thể không nói hai người hay là rất xứng, được cho trai tài gái sắc. Triệu Phi Dương cảm giác đoạn này từ có chút chói tai, bất quá rất chuẩn xác, mình nửa đời sau xem như bị Bùi Lâm triệt triệt để bắt cóc. Phía sau trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hai người ảnh chụp, thân bằng hảo hữu chúc phúc video thay nhau xuất hiện. Hoa Niên Tổng Giám Đốc Đường Kinh Vĩ cũng chuyên môn là Triệu Phi Dương làm ra chúc phúc video, còn có mẹ của hắn cũng xuất hiện tại chúc phúc thu hình lại bên trong. Đây là bởi vì nàng nhận Bùi Lâm đương con gái nuôi. Bùi Lâm quay người nhìn qua màn hình, một bên nhìn một bên dùng tay lau sạch lấy khóe mắt tựa hồ rất cảm động, kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch Đường Kinh Vĩ mẹ con đơn giản là muốn lợi dụng giá rẻ tình cảm bắt cóc mình thôi, đối thương nhân đến nói, tình cảm đại giới là rẻ tiền nhất. Hứa Thuần Lương vị trí tại Vũ Pháp Quân kia một bàn, Vũ Pháp Quân nhưng thật ra là Bùi Lâm mời khách nhân, ngồi cùng bàn còn có Ngô Thụy Anh, Vu Hướng Đông, Phan Hoành Vĩ bọn hắn. Những người này đều là bệnh viện trung tầng cán bộ, ấn lý thuyết Triệu Phi Dương là không thể nào mời bọn họ,
bọn hắn đều tại Bùi Lâm danh sách mời, chủ yếu bởi vì Bùi Lâm đang gầy dựng Hoa Niên lớn khỏe mạnh quá trình bên trong cùng bọn hắn liên hệ tương đối nhiều, bọn hắn trước đó cũng đưa lễ, cho nên mới đến ra trận khoán. Ngô Thủy Anh nói, Triệu Viện cùng Bùi Tổng thật sự là xứng, trời đất tạo nên, trai tài gái sắc. Mấy người đều cười cười không nói chuyện, đều biết Ngô Thủy Anh thích vuốt mông ngựa, nhưng lãnh đạo tại ngươi đập vuốt mông ngựa tất cả mọi người lý giải, nhưng người ta cặp vợ chồng lại nghe không được, ngươi như thế đập có ý gì? Phú Pháp Quân nhẹ gật đầu, đi theo bồi thêm một câu, một đôi bích nhân. Nói là lời hữu ích, nhưng nói ra luôn cảm thấy có chút cổ quái, không phải dễ nghe như vậy. Phan Hoành Vĩ nói, Mã Tây mồm mép thật bén tác, trách không được là chúng ta Đông Châu thứ nhất người chủ trì. Vu Hướng Đông nói, mời hắn đến tốn không ít tiền a. Mấy người đều hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, Hứa Thuần Lương nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng hắn lại không quen. Vu Hướng Đông nói, ngươi không phải cùng người chủ trì kia Tô Tình rất quen sao? Các ngươi hồi xuân đường thu đồ nghi thức, vẫn là nàng chủ trì, Mã Tây danh khí như thế lớn, xuất tràng phí khẳng định so Tô Tình cao đi. Hứa Thuần Lương nói, cái này cần nhìn quan hệ, làm không tốt người ta một phân tiền đều không cần đâu. Hắn trông thấy Truyền Quốc Dân cùng Trương Hằng Dương cùng một chỗ tiến đến, hai người trò chuyện thật cao hứng. Trương Hằng Dương vừa tiến đến tìm Hứa Thuần Lương, nhìn thấy Hứa Thuần Lương hướng hắn phất phất tay. Hứa Thuần Lương coi như không chào đón hắn, nhưng là đối Truyền Quốc Dân không thể làm như không thấy, đứng dậy đón lấy chuẩn bị cùng bọn hắn chào hỏi, lúc này, hiện trường bỗng nhiên một mảnh xôn xao. Trương Hằng Dương cùng Truyền Quốc Dân ánh mắt hai người cũng nhìn về phía sân khấu. Hứa Thuần Lương phát giác được không khí hiện trường không đúng, đã thấy trên màn hình lớn xuất hiện một chương dẫn lửa ảnh chụp, xem mặt là Bùi Lâm mặc rất ít, da trắng mỹ mạo, hai tay hướng phía dưới che bộ vị mấu chốt, địa phương khác nhìn một cái không sót gì. Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm bởi vì quay lưng màn hình lớn bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Khách quý trên ghế, Đường Thiên Nhất nhìn thấy trên màn hình ảnh chụp, vừa uống đến miệng bên trong trà nóng lại phun tới, kém chút không có bắt hắn cho sặc chết. Không mang theo dạng này, tham gia cái hôn lễ cũng có như thế đại phong hiểm. Đường Kinh Luân kinh ngạc há to miệng, hiện trường cùng hắn đồng dạng biểu lộ cũng không chỉ hắn một cái. Kinh nghiệm xa trường lão tướng Triệu Đại Pháo đối mặt địch nhân mưa bom bão đạn cũng không nhăn lông mày, nhưng là hiện tại hắn không cách nào bình tĩnh, đưa tay hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ hét, đóng lại. Đóng lại. Hắn giọng đủ lớn, cái này một cuống họng đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn lấy. Nguyên bản không có nhiều người như vậy chú ý màn hình lớn, lần này đều nhao nhao hướng chính giữa sân khấu nhìn lại. Trên tấm ảnh Bùi Lâm nằm ở trên giường lần này không có bại lộ nhiều ít, bởi vì có cái phần lưng lộ ra trọn vẹn nam nhân vì nàng chặn bộ vị mấu chốt, nhưng tấm hình này càng làm cho người ta mơ màng. Hiện trường lập tức vỡ tổ, có người lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay chụp, sợ cái này đặc sắc tràng diện chớp mắt là qua. Triệu Phi Dương quay đầu lại, trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Hắn từ lúc chào đời tới nay chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Bùi Lâm cảm thấy trong đầu trống rỗng, nàng làm sao đều không nghĩ tới mình thật vất vả mới tranh thủ tới hôn lễ sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, trên tấm ảnh nữ nhân là mình, thế nhưng là cái này ảnh chụp nàng tại sao không có ấn tượng. Mà lại bóng lưng của người đàn ông này nàng cũng chưa quen thuộc. Triệu Đại Pháo nắm lên trên bàn một bình ngũ lương dịch hung hăng ném xuống đất, kia bình rượu bị ngã đến vỡ nát. Hắn dùng hết toàn lực giận dữ hét, ta không đồng ý. Hắn nói xong câu đó, quay người rời tiệc mà đi, nhưng đi được hai bước, liền thẳng tắp mới ngã trên mặt đất, người chung quanh muốn đi nâng hắn cũng không kịp. Cao Tân Hoa cái thứ nhất liền xông ra ngoài, kia là hắn giả đại đội trưởng, đối mặt địch nhân mưa bom bão đạn đều không có ngã xuống, lại ngã xuống nhi tử trong hôn lễ. Phía sau màn hình lớn dập tắt, hiện trường ánh đèn tất cả đều phát sáng lên. Ưu tú người chủ trì Mã Tây tranh thủ thời gian bù, các vị quý khách, hôm nay thu hình lại xảy ra chút tình trạng, bất quá trên đời này nào có thập toàn 10. Triệu Phi Dương liền đẩy ra hắn, Mã Tây bắc đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút không có té ngồi trên mặt đất. Triệu Phi Dương nhìn thấy phụ thân nổi giận ngã xuống đất toàn bộ quá trình, đi mẹ nó hôn lễ, nếu như phụ thân bởi vì việc này có chuyện bất chắc, hắn không tha cho bày ra chuyện này người, cũng không tha cho Bùi Lâm. Bùi Lâm một người đứng tại trên sân khấu, trong đầu ngắn ngủi trống không về sau, nàng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nàng hướng Mã Tây đi đến. Mã Tây vô ý thức lui về phía sau một bước, lúc này mới ý thức được Bùi Lâm chỉ là muốn microphone, liền xem như lại ưu tú người chủ trì cũng không biết phải làm thế nào ứng phó trường hợp như vậy.
Dưới đài quý khách từng cái mở to hai mắt nhìn, mang hài tử tới các gia trưởng kịp thời che hài tử con mắt, đề phòng nóng bỏng ảnh chụp đốt lên bọn hắn thiên chân vô tả hai mắt, ô nhiễm bọn hắn đơn thuần đáng yêu linh hồn. Bùi Ngọc che miệng lại, nàng lo lắng cho mình đường muội, dù sao hôm nay đón dâu thời điểm, Bùi Lâm liền không có dấu hiệu nào đã bất tỉnh. Bất quá nhận như thế lớn kích thích, Bùi Lâm thế mà duy trì tỉnh táo, nàng đối microphone nói, cái này trên màn hình ảnh chụp không phải ta, thanh giả tự thanh, vô luận phía sau bày ra chuyện này người là ai, ta đều sẽ không buông tha hắn, ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Bùi Lâm nói câu nói này thời điểm hướng Hứa Thuần Lương bàn này nhìn lại, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nhìn ta làm gì. Những hình này cũng không phải ta cho thu được đi. Vũ Pháp Quân sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Đường Kinh Luân cùng chất tử Đường Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau, hai người biểu lộ đều phi thường cổ quái. Đường Kinh Luân đầu tiên nghĩ đến phải là chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng đến hoa niên giá cổ phiếu, Đường Thiên Nhất nghĩ đến là Bùi Lâm thật biết chơi, Triệu Phi Dương lần này nhưng lục thảm rồi. Bùi Lâm nói, ta quyết định tạm thời hủy bỏ cùng Phi Dương hôn lễ, có lỗi với mọi người. Nàng hướng đám người khom người một cái thật sâu, biểu hiện được rất có thành ý, không thể không nói Bùi Lâm biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc. Đổi thành khác tân nương gặp được loại chuyện này, nói không chừng đã bụng mặt trốn, nhưng là Bùi Lâm không phải người bình thường, nàng biết loại tình huống này trốn là không có ích lợi gì. Ngay trước mặt mọi người, nàng bấm 110, Bùi Lâm báo cảnh sát, nàng muốn cảnh sát tham gia chuyện này trả lại cho mình một cái trong sạch, trước mắt nàng có thể nghĩ đến chỉ có biện pháp này. Triệu Phi Dương tâm tất cả đều tại trên thân phụ thân, hắn trước tiên bấm 120, phụ thân nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lão gia tử chinh chiến cả đời, coi trọng nhất chính là mặt mũi, hết lần này tới lần khác tại nhi tử hai cưới hôn lễ trên náo xảy ra lớn như vậy bê bối, tương đương với trước mặt mọi người bị người đánh một cái bạt tai, phải nói so chịu cái tát còn khó chịu hơn. Hứa Thuần Lương cũng đứng dậy hướng phía trước góp, nhưng là Triệu Đại Pháo bên người đã vây đầy Trường Hưng bệnh viện danh y chuyên gia, phó viện trưởng Tần Quốc Lương chính là tâm nội khoa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương đi qua thời điểm, Tần Quốc Lương đang giúp Triệu lão gia tử làm tim phổi khôi phục. Hứa Thuần Lương phát hiện Tây Y gặp được loại tình huống này cũng chính là tim phổi khôi phục. Hứa Thuần Lương lúc này chỉ muốn cứu người, tướng bác sĩ giấy chứng nhận tư cách cái này việc sự tình quên mất sạch sẽ, bất quá nghĩ chen vào chuyên gia vòng cũng rất khó. Hứa Thuần Lương lớn tiếng nói, để cho ta vào xem. Triệu Phi Dương nhìn hằm hằm hắn một chút, có ngươi chuyện gì? Hứa Thuần Lương hảo ý nói, ta muốn giúp, lăn đi. Triệu Phi Dương một tay lấy hắn đẩy ra, lúc này xe cứu thương đến, một đám người vội vàng tướng Triệu Đại Pháo hướng trên cáng cứu thương nhất. Hứa Thuần Lương còn muốn theo tới, bị Cao Tân Hoa một thanh cho kéo lại, Cao Tân Hoa kỳ thật phi thường minh bạch, Hứa Thuần Lương là muốn giúp đỡ cứu người, nhưng là tình huống hiện tại là không có người sẽ tin tưởng một cái không có bác sĩ tư cách chứng người trẻ tuổi, coi như hắn xuất thân hồi xuân đường cũng không được, đừng nói là hắn liền xem như Hứa lão gia tử ở đây cũng bất lực. Đặt vào nhiều như vậy chuyên gia danh y, Triệu Phi Dương không có khả năng tướng phụ thân sinh mệnh giao cho một danh trung y đi cứu vớt. Cao Tân Hoa cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương có thể giúp đỡ quá lớn một tay, hắn tin tưởng kỳ tích, gia đại đội trưởng kinh lịch nhiều lần như vậy liều chết chém giết chiến đấu đều sống tiếp được, hiện tại cũng giống vậy có thể chịu nổi. Huống chi Triệu Phi Dương là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, hiện trường lại có nhiều như vậy chuyên gia, xe cứu thương cũng ngay đầu tiên đuổi tới, kết hôn địa điểm khoảng cách Trường Hưng không xa. Không phải người vòng tròn coi như người cứng rắn chen vẫn là phải bị người đẩy ra, Hứa Thuần Lương bất lực, bây giờ có thể làm chính là khẩn cầu Triệu lão gia tử bình an vô sự. Sự tình đều nháo đến loại trình độ này, ai cũng không biết phải làm thế nào kết thúc, hiện trường quý khách rõ ràng bữa cơm này là ăn không thành, từng cái nhao nhao rút lui. Không thể không nói Bùi Lâm đủ kiên cường, cho dù là tại loại tình huống này vẫn kiên trì nói xin lỗi tặng người, kỳ thật tân khách rời đi trên cơ bản đều không cùng nàng nói đừng. Phát sinh loại chuyện này, cũng không biết như thế nào đối diện cái này vị tân nương tử, vẫn là lặng lẽ rời đi tốt nhất, để tránh xấu hổ. Cảnh sát tiếp vào báo cảnh về sau chạy tới, khống chế nhân viên tương quan, hôn khánh công ty cùng khách sạn một số người đều bị mang đi tra hỏi, vô luận video là thật là giả, phía sau người vạch ra đều đã dính líu phạm tội. Hứa Thuần Lương cùng Truyền Quốc Dân cùng rời đi, hai người cùng một chỗ tiến về Trường Hưng đi xem một chút tình huống. Hy vọng Triệu lão gia tử có thể biến nguy thành an. Truyền Quốc Dân hôm nay lái xe tới hắn cùng Triệu Phi Dương là lão bằng hữu, đi qua còn một lần hâm mộ qua Triệu Phi Dương mai nở hai độ, tìm một vị tuổi trẻ mỹ mạo thê tử,
nhưng sự tình vừa rồi để truyền quốc dân ý thức được bọn họ loại đến tuổi này tìm tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương là có phong hiểm, sự nghiệp trên thụ ảnh hưởng tạm không nói đến, còn có đỉnh đầu trồng cỏ nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ lan tràn thành một mảnh SLBE đại thảo nguyên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bùi Lâm dáng người là coi như không tệ, Triệu Phi Dương cũng coi như có phúc tại sự tình hôm nay phát sinh trước đó cũng coi là tài sắc đều chiếm được. Hai người tới bệnh viện, truyền quốc dân đem xe ngừng tốt, Hứa Thuần Lương xuống xe gặp vội vàng mà đi thần kinh nội khoa chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng, Triệu Vĩnh Thắng hướng hắn nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó thẳng đến ICU đi. Triệu Phi Dương trên đường liền triệu tập Trường Hưng bệnh viện tương quan chuyên gia tham gia nghĩ cách cứu viện. Hứa Thuần Lương cùng truyền quốc dân hướng ICU đi trên đường lại gặp mấy tên khoa chủ nhiệm, chẳng biết tại sao, Hứa Thuần Lương trong lòng ẩn ẩn cảm giác được không ổn, bọn hắn còn chưa tới đến ICU, liền nghe nói Triệu lão gia tử chết tin tức. Kỳ thật Triệu đại pháo đưa vào ICU về sau liền không có hô hấp nhịp tim. Bởi vì hôm nay trong hôn lễ phát sinh hết thảy, thật sâu kích thích vị này lão thủ trưởng, dụ phát não chảy máu. Bất hạnh chảy máu bộ vị là não kiền. Bình thường tới nói não kiền chảy máu bình thường chiếm lâm sàng não giữa chảy máu ca bệnh 10% tả hữu, phát bệnh suất mặc dù không cao, nhưng là bởi vì nổi bệnh gấp, bệnh tình hung hiểm, dự đoán bệnh tình rất chênh lệch, là tất cả não trúng gió bên trong tỷ lệ tử vong tối cao, dự đoán bệnh tình kém nhất tật bệnh. Phát thêm tại cầu não bộ, Triệu đại pháo lần này não chảy máu là nền động mạch cung ứng cầu não mạc thông động mạch vỡ tan gây nên. Não kiền chảy máu trị liệu mấu chốt là kịp thời, giành giật từng giây. Khống chế huyết áp là trọng yếu nhất, nhất định phải tại não trúng gió sau khi phát sinh, nhanh chóng đem huyết áp hạ thấp bình thường trình độ hoặc hơi lệch cao cấp, mới có thể có hiệu dự phòng tái xuất máu, phòng ngừa bệnh tình tiến một bước phát triển. Não kiền chảy máu tỷ lệ tử vong rất cao, bình thường vượt qua 60-70%. Bởi vì não kiền trưởng quản lấy nhân loại hô hấp, huyết áp, nhịp tim mấu chốt nhất sinh mạng thể trinh, một khi não kiền bộ vị chảy máu, thường thường sẽ tạo thành những này duy cầm sinh mệnh kỹ năng cơ bản có thể hỗn loạn, tương đương một bộ phận não người làm ra máu lập tức liền sẽ chết. Không còn chút sức lực nào. Triệu đại pháo bất hạnh trở thành bộ phận này người bên trong một cái, mặc dù hắn tại phát bệnh về sau trước tiên bị phát hiện, cũng đã nhận được nhất lưu chuyên gia cứu giúp, nhưng bệnh tình quá mức hung hiểm, những chuyên gia này cuối cùng vẫn là xoay chuyển trời đất. Hứa Thuần Lương tại ICU cổng gặp Cao Tân Hoa ghé vào hành lang cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ dùng sức đánh lấy khói, ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, Cao Thúc. Cao Tân Hoa mím môi, nhẹ gật đầu, muốn nói cái gì lại cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, cho tới bây giờ hắn đều không thể nào tiếp thu được hiện thực. Hắn là già đại đội trưởng mang ra binh, già đại đội trưởng không chỉ có là hắn tốt đại ca, cũng là hắn trong lòng anh hùng, có thể nói không có già đại đội trưởng liền không có hắn Cao Tân Hoa hôm nay. Già đại đội trưởng vô số lần nói qua, hắn lý tưởng nhất kết cục là chiến tử xa trường ra ngựa bọc thây, hòa bình niên đại dạng này nguyện vọng cơ bản không cách nào thực hiện, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến già đại đội trưởng sẽ chết tại nhi tử hôn lễ bên trên. Cao Tân Hoa lần nữa cảm nhận được loại kia quen thuộc đau nhức, khắc cốt minh tâm đau nhức, loại đau này là năm đó hắn trên chiến trường chết đi thân mật chiến hữu lúc mới có thể cảm nhận được cảm thụ. Cao Tân Hoa thật vất vả mới tỉnh táo lại, run rẩy móc ra điện thoại, hắn cho chiến hữu cũ Chiêm Ái Hoa gọi điện thoại. Chiêm Ái Hoa nghe được tin giữ tại đầu bên kia điện thoại liền khóc ra thành tiếng, lão Cao, ngươi không có lửa gạt ta đi. Cao Tân Hoa lặp lại, đại đội trưởng chết rồi. Một trận việc vui biến thành tang sự, ICU phòng bệnh trào ra ngoài đến rất nhiều người, ở trong đó hơn phân nửa đều là Trường Hưng bệnh viện nhân viên y tế, người trong nước giảng cứu cái báo tin vui vội về chịu tang, tang sự là giảng cứu chủ động tới phúng viếng, huống chi chết đi chính là viện trưởng phụ thân. Thư Viễn Hàng cũng tới. Hắn cũng là tiếp vào thông chi tới hội chẩn, chờ đến tới chỗ liền nghe nói người bệnh đã tử vong tin tức, tự nhiên không giúp đỡ được cái gì. Hắn đi tới cùng Hứa Thuần Lương, Cao Tân Hoa lên tiếng chào hỏi. Cao Tân Hoa vành mắt hồng hồng, nhìn thấy Thư Viễn Hàng nhớ tới Đông Nghiễm Sinh năm đó mặc dù không tại bọn hắn đại đội, nhưng là cùng già đại đội trưởng cũng hết sức quen thuộc, có cần phải thông chi hắn một tiếng. Thư Viễn Hàng nhìn thấy Cao Tân Hoa trước mắt trạng thái không tốt. Chủ động đưa ra từ mình đến thông chi phụ thân. Cổng người càng tụ càng nhiều, Triệu Phi Dương biết được phía ngoài tình trạng, cố nén bi thống ra cùng mọi người gặp mặt, hắn khuyên mọi người về trước đi không muốn bởi vì là chính mình sự tình ảnh hưởng đến bình thường chữa bệnh trật tự. Phụ thân đã trải qua qua đời, quay đầu hắn sẽ trước đem phụ thân di thể mang đến nhà tang lễ,
cụ thể phúng viếng thời gian cùng phương thức hắn sẽ mau chóng công bố. Triệu Phi Dương cùng mọi người từng cái nắm tay, biểu thị cảm tạ, hắn đến bây giờ đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nếu như không phải mình kết hôn, có lẽ phụ thân vẫn hảo hảo còn sống. Cái chết của phụ thân bởi vì phi thường minh xác, là bởi vì Bùi Lâm bất nhã ảnh chụp kích thích hắn, Triệu Phi Dương cảm giác mình thật sự là bất hiếu, hắn không có trong đám người tìm tới Bùi Lâm, nàng hẳn không có mặt tới gặp phụ thân cuối cùng một mặt. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa nắm tay về sau, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, nhớ tới lúc ấy hắn đã từng giống to để Hứa Thuần Lương lăn đi, toát ra mấy phần áy náy, nhưng là hắn không có hướng Hứa Thuần Lương xin lỗi. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ khi đó là tình huống đặc biệt, Triệu Phi Dương cũng là dưới tình thế cấp bách mới như thế thô bạo đối đãi mình, cùng Triệu Phi Dương nắm tay nói, nén bi thương thuận tiện. Triệu Phi Dương mím môi, tạ ơn. Người vĩnh viễn không biết tiếp xuống sẽ có cuộc sống ra sao đang chờ ngươi, Triệu Phi Dương từ Xuân Phong đắc ý tân lang quan đến đau mất từ phụ hiếu tử chính là thoáng qua ở giữa sự tình, càng làm cho hắn khó chịu là ở trong đó quá trình. Triệu Phi Dương điện thoại di động vang lên, điện thoại là cảnh sát đánh tới, hôm nay xuất hiện tại trên màn hình lớn ảnh chụp rất nhanh liền giám định ra kết quả, tất cả đều là bị người di hoa tiếp mộc đổi chân dung, nói cách khác PS ra tới tác phẩm, ảnh chụp cùng Bùi Lâm không quan hệ. Cảnh sát gọi cú điện thoại này là để chứng minh Bùi Lâm trong sạch. Triệu Phi Dương biết tình huống thật về sau, chỉ là nhàn nhạt nói câu biết, phụ thân đã qua đời, chân tướng tới quá muộn, phụ thân là ôm hận qua đời, hắn cho rằng Bùi Lâm làm ra có nhục gia phong sự tình tình, lão gia tử chết không nhắm mắt. Cảnh sát giám định kết quả cho thấy Bùi Lâm cũng là một cái người bị hại, có người cố ý xoán cải hôn lễ có ích đến phát ra video, trước mắt chính đang truy tra, nhưng tạo thành ảnh hưởng đã không cách nào vãn hồi. Triệu lão gia tử không có khả năng phục sinh, Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm hôn lễ bị phá hư rối tinh rối mù, danh dự của bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thông đám người thường không muốn tin tưởng chân tướng sự thật, mà càng muốn tin tưởng mình nhìn thấy, liên quan tới Bùi Lâm lời đồn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ còn tiếp tục truyền bá ra. Bùi Lâm rời đi hôn lễ hiện trường về sau liền đi tới cục cảnh sát, một mực chờ đến cuối cùng giám định kết quả, cũng là nàng kiên trì để cảnh sát cho Triệu Phi Dương gọi cú điện thoại này. Bùi Ngọc từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh nàng, nắm chặt Bùi Lâm tay, cảm giác tay của nàng thật lạnh, ân cần nói, Tiểu Lâm, trở về đi, cảnh sát đã xác nhận những hình kia đều là PS. Bùi Lâm lắc đầu, nhìn qua Bùi Ngọc mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái này liền xong rồi. Có người chế tạo hoang ngôn, lợi dụng hư giả ảnh chụp hủy đi hôn lễ của ta, hại chết ta công công, thanh danh của ta sinh hoạt, ta hết thảy đều bị hủy diệt, ta không thể cứ tính như vậy. Bùi Ngọc thở dài nói, ngươi lại có thể làm sao? Không muốn phát sinh sự tình cũng đã phát sinh, hiện tại hết thảy chỉ có thể giao cho cảnh sát, để bọn hắn đi thăm dò đi, cầm ra cái kia phía sau màn kẻ cầm đầu. Bùi Lâm quấn chặt lấy áo lông, bên trong còn mặc áo cưới, tại Bùi Ngọc khuyên bảo, nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này nàng không biết mình ứng nên đi chỗ nào, công công qua đời, ấn lý thuyết nàng ứng nên đi Triệu gia, nhưng Triệu Phi Dương đến bây giờ không cho nàng đánh qua một chiếc điện thoại. Cảnh sát đã giúp nàng giải thích hôm nay ảnh chụp sự tình, ảnh chụp không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng là người bị hại. Bùi Lâm nghĩ đến ba chữ này thời điểm, nội tâm lại run rẩy một chút, mặc dù hôm nay ảnh chụp là ngụy tạo, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng là vô tội, vạn nhất Dương Mộ Phong trong tay những hình kia trôi mất ra đi, chỉ sợ kết quả của nàng sẽ thảm hại hơn. Bùi Lâm tay rơi vào trên bụng, vuốt ve nơi này, cảm nhận được tiểu sinh mệnh tồn tại, nàng lập tức lại trở nên kiên cường. Nàng là Triệu gia con dâu, vô luận Triệu Phi Dương nghĩ như thế nào, đều đã không cải biến được cái này chuyện gì thực. Hứa Thuần Lương trở lại Hồi Xuân Đường, hiện tại Hồi Xuân Đường đã trên cơ bản chuyển không, chiêu bài đều tháo xuống, chỉ là Hứa lão gia tử vẫn ở chỗ này, tính toán đợi biệt thự bên kia thu thập lưu loát lại đi qua. Về phần căn này bề ngoài, đã có không ít người cảm thấy hứng thú, đến đây tuân giá người nối liền không dứt. Hứa Thuần Lương trở về thời điểm, Hứa Trường Thiện có chút ngạc nhiên. Hồi tới sớm như thế. Không phải đi cho người ta làm phù rể đi. Hứa Thuần Lương cười nói, làm xong liền trở lại. Hắn không có đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho ra ra. Hai người lúc nói chuyện Trịnh Bồi An cũng đến. Trịnh Bồi An nhìn thấy Hứa Thuần Lương nói, ngươi về tới thật đúng lúc, ta nghe nói Triệu Viện phụ thân qua đời, thật hay giả. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Trường Thiện cũng tò mò nói, hắn giống như không nhiều lắm niên kỷ a. Hứa Thuần Lương nói, đột phát tính não kiền chảy máu, phát bệnh phi thường tấn mãnh,
nhiều như vậy bác sĩ đều không có cứu lại. Hứa Trường Thiện thở dài nói, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, hảo hảo việc vui biến thành tang sự. Trịnh Bồi An nói, vừa cưới vào cửa một cái liền đi một cái, Bùi Lâm thật đúng là chẳng lành người. Hứa Trường Thiện trừng mắt liếc hắn một cái nói, người đừng nói hưu nói vượt, cái kia nhỏ Bùi cũng nhìn cũng không tệ, đúng, Triệu viện trưởng phụ thân tốt như vậy bưng bưng sẽ phát bệnh. Có phải hay không có cái gì nguyên nhân dẫn đến? Trịnh Bồi An nhìn qua Hứa Thuần Lương, kỳ thật hắn cũng nghe nói, Triệu đại pháo là bị tức chết ai cũng chịu không được tại trước mặt mọi người, còn dâu bị người bộc ra bất nhã chiếu. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói tựa như là không đồng ý hai người bọn hắn kết hôn, kết quả đem mình cho kìm nén. Hắn cũng không nói lời nói thật. Hứa Trường Thiện ngáp một cái, đến ngủ trưa thời gian, để bọn hắn trò chuyện, mình lên lầu đi ngủ. Trịnh Bồi An nhìn qua sư phụ đi xa, cái này mới thấp giọng nói, ta nghe nói là Bùi Lâm bất nhã chiếu bị phát tại trên màn hình lớn. Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát đã tra rõ ràng, cái gọi là bất nhã chiếu căn bản chính là có người dùng PS kỹ thuật di hoa tiếp mộc, căn bản không phải Bùi Lâm. Trịnh Bồi An trợn mắt hốc mồm, thật, cái này ai vậy, cũng quá hèn hạ, lợi dụng loại này giả ảnh chụp phá hư người ta hôn nhân. Hứa Thuần Lương nói, khẳng định là cái đôi này cửu nhân chứ sao. Trịnh Bồi An nói, có thù cũng không mang theo dạng này, quá độc ác đi. Hắn sau khi nói xong, dùng tay đảo Hứa Thuần Lương một chút, thấp giọng nói, người lúc đó không phải ở đây. Người làm sao không xuất thủ cứu người a? Trịnh Bồi An đối Hứa Thuần Lương y thuật đã thành lập được rất mạnh lòng tin, hắn trên miệng không nói, nhưng lòng dạ đã sớm cho rằng Hứa Thuần Lương y thuật hẳn là vượt qua sư phụ của mình Hứa Trường Thiện. Hứa Thuần Lương nói, ngài đều bao lớn, quan tâm sự tình thật đúng là nhiều. Tò mò cùng tuổi tác lớn nhỏ không quan hệ, Trịnh Bồi An hót như khiếu nói. Hứa Thuần Lương nói, ta ngay lúc đó xác thực nghĩ ra tay giúp đỡ, nhưng loại kia tình trạng ngươi cũng biết, bệnh viện chúng ta một bang chuyên gia chủ nhiệm đều tại, Triệu lão gia tử vừa ngã xuống, bọn hắn liền tranh nhau chen lấn xông đi lên, giúp bận làm tim phổi khôi phục, ta chen đều không chen vào được, bản muốn giúp đỡ còn bị Triệu Phi Dương mắng một trận. Trịnh Bồi An biết hắn nói đều là tình hình thực tế, thở dài nói, coi như để ngươi cứu người, ngươi không có bác sĩ giấy chứng nhận tư cách cũng không tiện xuất thủ, vị lão tiên sinh này bạc mệnh a. Trịnh Bồi An cho rằng nếu như Triệu Phi Dương lúc ấy đáp ứng để Hứa Thuần Lương hỗ trợ cứu người, có lẽ có thể đem cha hắn từ quỷ môn quan trên kéo trở về. Đây chính là mệnh, Hứa Thuần Lương chỉ có một thân bản lĩnh, lại không cách nào thi triển, bởi vì người chung quanh đối y thuật của hắn cũng không đồng ý, mà lại hắn không có cơ bản nhất giấy phép hành nghề y. Kỳ thật coi như hắn có giấy phép hành nghề y, Triệu Phi Dương cũng không có khả năng lựa chọn hắn đi đoạt cứu phụ thân của mình. Tại Triệu Phi Dương trong lòng không thể nghi ngờ những kinh nghiệm kia phong phú trình độ xuất chúng chuyên gia càng thêm có thể tin một chút. Chính là bởi vì Triệu Phi Dương lựa chọn, đưa đến phụ thân hắn hy vọng sống sót bị tước đoạt. Trịnh Bồi An nói, nếu để cho ngươi tới cứu chị, ngươi có mấy phần chắc chắn đem hắn cứu trở về. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, không có nếu như, Trịnh Thúc, bệnh viện sự tình tiến triển thế nào. Trịnh Bồi An nói, hết thảy thuận lợi, trùng tu đều đã bắt đầu. Ta ngay tại làm ngừng củi giữ chức. Hứa Thuần Lương nhớ tới hôm qua Cao Tân Hoa kia lời nói, đem Cao Tân Hoa ý tứ y nguyên không thay đổi chuyển đạt cho hắn, Trịnh Bồi sau khi nghe xong cũng cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, bây giờ còn có một cái mấu chốt chính là Hứa Thuần Lương đơn thuốc, có thể nói bọn hắn tòa này hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện phát triển tất cả đều trông cậy vào Hứa gia bí phương. Trịnh Bồi An biết hồi Xuân Đường đi qua tại trị liệu bệnh trí phương diện cũng không phải là quá mức đột xuất, Hứa Thuần Lương khẳng định là muốn xuất ra hắn phương thuốc của mình. Trịnh Bồi An mặc dù đối Hứa Thuần Lương có lòng tin, nhưng là cho tới bây giờ còn không biết Hứa Thuần Lương muốn xuất ra bí phương đến cùng là cái gì, tâm tình tự nhiên trở nên có chút bức thiết. Hứa Thuần Lương để Trịnh Bồi An không cần nóng lòng, hết thảy đều muốn làm từng bước hướng xuống đi. Triệu gia sự tình tại Đông Châu chấn động rất lớn. Phụ trách Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm hôn lễ hôn khánh công ty cùng ngày liền bị điều tra, chuyện này cũng ảnh hưởng đến người chủ trì Mã Tây, lúc đầu không có chuyện hắn khắp nơi xuyên xuyên trận kiếm chút tiền cũng không có gì, nhưng lần này náo động lên hôn lễ bất nhã chiếu, hiện trường còn người chết, Mã Tây cũng khó có thể trốn qua điều tra, danh dự cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Đông Châu đài truyền hình phương diện nghe nói sau chuyện này, lập tức đối Mã Tây tiến hành xử lý. Triệu Phi Dương chuyện này cũng tại trên mạng nhắc lên rất lớn nhiệt độ. Kia mấy chương PS ra bất nhã soi sáng chỗ điên truyền, từ truyền thông mới mặc kệ chân tướng là cái gì,
vì kiếm lấy điểm này lưu lượng bọn hắn không từ bất cứ việc xấu nào, chuyên môn chọn lựa hấp dẫn ánh mắt tiêu đề. Cái gì hôn lễ cùng ngày tân nương bất nhã chiếu lộ ra ánh sáng, tân lang phẫn mà trốn đi, việc vui biến tang sự, tân nương dường chiếu tức chết lão tướng quân, tân hôn ngày đó, tân nương cùng tình nhân cũ siêu lửa video công khai. Trong lúc nhất thời trên mạng huyên náo bay lả tả, Cục Giám sát Internet bộ môn biết chuyện này về sau, lập tức làm ra ứng đối, châm đối với mấy cái này không có chút nào căn cứ lời đồn video tiến hành đại quy mô xóa bỏ loại bỏ thậm chí đối tác giả phong hào xử lý. Đông Châu thì cảnh sát cũng ngay đầu tiên châm đối với chuyện này làm ra làm sáng tỏ, nhưng là vẫn khống chế không nổi lời đồn lan tràn. Bùi Lâm nghĩ sâu tính kỹ về sau, cùng ngày cũng không tiến về Triệu gia, mà là quay trở về nàng chỗ ở của mình, sáng sớm hôm sau nàng đi tới cục công an, hôm nay tới cũng không phải là vì bất nhã ảnh chụp sự tình, mà là ứng phụ trách Dương Mộ Phong một án cảnh sát Lý Nhiễm Trung mời đi theo phối hợp điều tra. Bùi Lâm đến tới đất mới phát hiện tham gia điều tra chẳng những có Lý Nhiễm Trung còn có đi qua phụ trách án này Lục Kỳ. Lục Kỳ cho nàng rót một chén nước lọc, để nàng không cần khẩn trương, hôm nay tìm nàng tới chính là vì hiểu rõ một chút tình huống, nàng căn cứ sự thật trả lời là được. Bùi Lâm uống một hớp, từ hôm qua chuyện xảy ra đến bây giờ, nàng cảm giác mình là cô độc, Triệu Phi Dương đừng nói ân cần thăm hỏi, thậm chí liền một chiếc điện thoại đều không có chủ động đánh tới qua, mặc dù phụ thân hắn qua đời. Nhưng là cái này không trở thành hắn đối với mình lạnh lùng như vậy lý do, cảnh sát đã chứng thực những hình kia tất cả đều là giả tạo, mình cũng là người bị hại, hắn dựa vào cái gì tướng tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến trên người mình. Lý Nhiễm Trung cùng Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, Lục Kỳ hiện tại đã không còn phụ trách Dương Mộ Phong bản án, nhưng là nhất đầu mối mới là hắn cung cấp, cho nên Lý Nhiễm Trung mới đáp ứng để hắn cùng một chỗ tới hiệp trợ tra hỏi. Lục Kỳ nói, Bùi tiểu thư, lần này tìm ngươi qua đây vẫn là muốn biết một chút Dương Mộ Phong bản án tương quan tình huống. Bùi Lâm nói, nên nói ta đều đã nói xong. Lục Kỳ nói, mời ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc ấy có phải hay không để ý đến cái gì. Bùi Lâm nói, Lục cảnh sát, ngài vẫn là trực tiếp hỏi đi. Lục Kỳ nói, vậy thì tốt, căn cứ chúng ta giải, ngươi trước đây ít năm một mực xử lý dược phẩm mở rộng công việc. Ngươi tại Hải Châu hai viện tiêu thụ làm tốt lắm. Ta công việc một mực rất cố gắng, lúc ấy ta tiêu thụ phạm vi chủ yếu tại Giang Hải địa khu, ta tại nhiều nhà bệnh viện tiêu thụ thành tích đều rất tốt. Lục Kỳ nói, người cùng Dương Mộ Phong thật lâu trước đó liền nhận biết. Bùi Lâm nói, nhận biết, ta cơ hồ nhận biết Giang Hải địa khu tất cả tam giáp bệnh viện phòng chủ nhiệm, nhất là tâm nội khoa cùng khối u khoa. Lục Kỳ nói, nhưng là trước ngươi cũng không cáo chi chúng ta. Bùi Lâm nói, thật sao, ta không để ý đến. Lý Nhiễm Trung nói, người biết rõ chúng ta đang điều tra Dương Mộ Phong tương quan tình huống, tại sao muốn đối với chuyện này giúp cho giấu giếm. Bùi Lâm nói, ta cho rằng chuyện này cùng vụ án không quan hệ. Lục Kỳ nói, người cùng Dương Mộ Phong là quan hệ như thế nào? Bùi Lâm lạnh lùng nhìn qua Lục Kỳ, người câu hỏi như vậy rất vô lễ. Lục Kỳ nói, trả lời vấn đề của ta. Phổ thông quan hệ. Lục Kỳ nói, chỉ sợ không phổ thông A trải qua điều tra phát hiện. Ngươi cùng Dương Mộ Phong đã từng tồn tại siêu việt bình thường hữu nghị quan hệ, hắn cũng bởi vì ngươi ly hôn. Ai nói cho ngươi, Dương Mộ Phong sao? Lục Kỳ nói, ta điều tra hắn tại Hải Châu hai viện nhiều tên đồng sự, quan hệ của các ngươi rất nhiều người đều biết. Rất nhiều người là nhiều ít, ngươi có biết hay không trong cái xã hội này có quá nhiều người không nhìn nổi người khác tốt, bọn hắn nóng lòng bàn lộng thị phi, truyền bá lưu ngôn phỉ ngữ, thậm chí không tiếc bôi đen hãm hại người khác, Lục cảnh sát. Các ngươi là cảnh sát à, các ngươi làm một chuyện gì đều là phải để ý chứng cớ, không có chứng cớ sự tình không nên nói lung tung. Lục Kỳ nói, Dương Mộ Phong vợ trước Quách Minh Lệ đã xác nhận điểm này. Nàng cũng chưa chắc có thể tin. Lý Nhiễm Trung nói, chúng ta điều ra một chút ghi chép, hai năm trước ngươi đã từng cùng Dương Mộ Phong cùng một chỗ nhiều lần lữ hành. Bùi Lâm ngầm hít một hơi lạnh, nàng cân nhắc đến, có chút ghi chép không phải nàng có thể biến mất. Chỉ cần cảnh sát tra không khó tra được nàng cùng Dương Mộ Phong mướn phòng ghi chép, nếu như quay chung quanh nàng làm xâm nhập điều tra, còn sẽ phát hiện càng nhiều bí mật của nàng. Lục Kỳ nói, người bây giờ có thể giải thích một chút người cùng Dương Mộ Phong quan hệ sao? Bùi Lâm cắn môi một cái, vành mắt nàng đỏ lên, chỉ chốc lát sau lại cạch rơi xuống nước mắt, nàng khóc lên, khóc đến rất thương tâm, Lục Kỳ đứng dậy cầm một hộp khăn tay cho nàng. Bùi Lâm xuất sắc diễn kỹ phát phung tới tác dụng. Mộ Phong chết được quá thảm rồi, ta thừa nhận, ta vẫn luôn thích hắn,
hắn cũng đáp ứng ly hôn gót ta một lần nữa tổ kiến gia đình, nhưng là về sau ta lui rụt, ta cho rằng chia rẽ gia đình của hắn là không đạo đức, thế là ta chọn rời đi. Nàng xoa xoa nước mắt tiếp tục nói, thế nhưng là ta không quên hắn được, tại hắn ly hôn về sau, ta lại đem hắn đề cử cho Hoa Niên tập đoàn, ta không nghĩ tới phản bội chồng bây giờ, ta chỉ là muốn cho Dương Mộ Phong một chút trợ giúp, thế nhưng là ta không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như vậy hung ác. Lục Kỳ nói, nữ nhân nào? Bùi Lâm chảy đầy nước mắt mặt nâng lên, nhìn qua Lục Kỳ nói, Trần Vi Vi à. Lục Kỳ nói, ai nói cho ngươi Trần Vi Vi là hung thủ? Vậy còn có người nào? Lục Kỳ nói, người biết Trần Vi Vi sao? Bùi Lâm lắc đầu. Lục Kỳ nói, nhưng căn cứ nàng nhân viên cửa hàng phản ứng ngươi đi qua thường xuyên đi nàng sơn móng tay cửa hàng làm sơn móng tay. Bùi Lâm nói, ta đích xác đi qua, nhưng là ta cũng không biết nàng cùng Dương Mộ Phong có cái tầng quan hệ này, lúc ấy ta còn cảm thấy nàng rất đơn thuần thật đáng yêu. Lục Kỳ nói, người mang thai. Câu nói này hỏi Bùi Lâm một trở tay không kịp. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Lục Kỳ vấn đề khoảng cách như thế lớn, sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng. Lục Kỳ nói, ta nghe nói người hôm qua trong hôn lễ phát sinh sự tình. Bùi Lâm mặt lộ vẻ vẻ không vui, cái này cùng hôm nay vấn đề có quan hệ sao? Lục Kỳ nói, ngươi không cần làm cái khác giải đọc, chúng ta hoài nghi chuyện này là có người đang cố ý nhằm vào ngươi, ngươi có cái gì cửu nhân không? Bùi Lâm nói, ta luôn luôn thiện chí giúp người, không có thù gì người. Bất quá chúng ta vợ chồng hai người đều xử lý quản lý công việc, có lẽ có người bởi vì chuyện công tác đối với chúng ta sinh lòng oán hận. Nàng đáp lại rất thông minh, thứ nhất ta không có chủ động kết thù, nhưng là ta không bài trừ có người cừu thị ta, thứ hai chuyện này chưa chắc là nhằm vào ta, có lẽ là trả thù trượng phu ta Triệu Phi Dương đâu. Nàng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói, các ngươi còn có vấn đề khác sao? Ta công công qua đời, ta hy nhìn các ngươi có thể thông cảm tình cảnh của ta. Lục Kỳ trưng cầu một chút Lý Nghiễm chung ý kiến, hai người đồng ý để Bùi Lâm về trước đi. Bùi Lâm rời đi về sau, Lý Nghiễm chung đốt một điếu thuốc, hít một hơi thuốc lá nói, Tiểu Lục, ngươi thấy thế nào? Lục Kỳ nói, ngươi phụ trách bản án, ta không tiện phát biểu ý kiến. Lý Nghiễm chung nở nụ cười, chớ đi theo ta bộ này, vừa rồi trên cơ bản đều là ngươi hỏi. Lục Kỳ nói, không cam tâm a, bản án không có tra xong liền bị đá ra ngoài. Trong lòng đặc biệt khó chịu. Lý Nghiễm Trung nói, nữ nhân này không đơn giản a. Ngươi chỉ là... Lý Nghiễm Trung nói, hôm qua nàng cùng Triệu Phi Dương kết hôn, hôn lễ hiện trường không biết làm sao ra chỗ sơ suất, ngay trước nhiều như vậy quý khách trước mặt, trên màn hình lớn phát hình nàng bất nhã chiếu. Lục Kỳ cũng nghe nói chuyện này hắn cười nói, sự kiện kia không phải đã giải thích nha, tất cả bất nhã chiếu đều là PS, căn bản không phải bản thân nàng. Lý Nghiễm Trung nói, thế nhưng là hậu quả đã tạo thành, phụ thân của chú dễ bởi vì chịu không được kích thích, tại chỗ tử vong. Lục Kỳ nói, bày ra chuyện này người thật sự là quá hèn hạ, này bằng với là gián tiếp giết người. Lý Nghiễm Trung nói, tân lang cái chết của phụ thân vong đơn thuần ngoài ý muốn, đoán chừng bày ra chuyện này người hắn dự tính ban đầu là muốn hủy đi trận này hôn nhân, muốn để Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm thân bại danh liệt. Lục Kỳ nói, người cảm thấy cái này người vạch ra là nhằm vào Triệu Phi Dương vẫn là Bùi Lâm. Lý Nghiễm Trung nói, khó mà nói, chính như nàng vừa rồi trả lời như thế, vợ chồng bọn họ hai đều là người quản lý, một cái là Trường Hưng Bệnh viện viện trưởng, một cái là Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc, chỗ tại dạng này vị trí bên trên, đắc tội với người cũng là không thể tránh được. Lục Kỳ nói, giả định người vạch ra là Bùi Lâm cửu nhân đâu. Lý Nghiễm Trung nói, người thật giống như đối cái này Bùi Lâm không có cảm tình gì, đã không chịu trách nhiệm Dương Mộ Phong vụ án, vẫn còn đang điều tra nàng. Lục Kỳ nói, càng tra càng phát ra hiện nữ nhân này không đơn giản, nàng xuất thân bần hàn, phụ mẫu đều mất, từ một cái nho nhỏ đại lý dược đi cho tới hôm nay vị trí khẳng định bỏ ra thường người không cách nào tưởng tượng cố gắng. Kỳ thật hắn muốn nói là thủ đoạn. Lý Nghiễm Trung nói, còn không phải gả đối người. Lục Kỳ lắc đầu nói, cái này cũng khó mà nói, nàng là cái giỏi về nắm chắc cơ hội nữ nhân, hiện tại đã là gia niên bách hóa đồng sự, Triệu Phi Dương cũng không vào Hoa Niên ban giám đốc. Lý Nghiễm Trung nói, người ta là cặp vợ chồng, ai tiến còn không phải như vậy, nàng coi như trở thành đồng sự cũng là đại biểu Triệu Phi Dương lợi ích. Lục Kỳ nói, phát sinh ngày hôm qua chuyện lớn như vậy, đổi thành những nữ nhân khác đã sớm luống cuống, nhưng là nàng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên gọi điện thoại báo cảnh sát, khăng khăng ảnh chụp không có quan hệ gì với nàng, chẳng những đầu não rõ ràng,
mà lại rất có dũng khí. Lý Nhiễm Trung nói, ngươi có phải hay không hoài nghi nàng cùng Dương Mộ Phong bản án có quan hệ? Không thể nào đi, nàng có không ở tại chỗ chứng cứ, lúc trước các ngươi không phải đã sắp xếp điều tra. Lão Lý, ngươi tốt nhất vẫn là điều tra một chút. Lục Kỳ cầm chén trà của mình chuẩn bị rời đi. Lý Nhiễm Trung nói, đi làm cái gì à? Lục Kỳ nói, đi Triệu Gia hóa vàng mã. Lục Kỳ cùng Triệu Phi Dương cũng không quá sâu giao tình, sở dĩ đi phúng viếng, cũng không là bởi vì bọn họ quan hệ, chủ yếu là hắn muốn biết một chút chuyện này toàn bộ quá trình, cứ như vậy đến nhà có chút mạo muội, hắn liên hệ một chút Hứa Thuần Lương, hẹn Hứa Thuần Lương cùng đi. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe nói Lục Kỳ muốn đi, hơi chút suy nghĩ liền đoán được Lục Kỳ là vì tra án, dù sao hắn cùng Triệu Phi Dương không có nhiều gặp nhau. Lục Kỳ để hắn tại Hồi Xuân Đường chờ lấy, chỉ chốc lát sau liền đi tới cổng. Hứa Thuần Lương lên xe, ta nói ngươi góp cái gì náo nhiệt? Ngươi cùng Triệu Phi Dương có giao tình sao? Lục Kỳ nói, nhận biết, đốt cái làm giấy cũng là nên. Hứa Thuần Lương nói, thật là một cái giảng cứu người a. Lục Kỳ đem hôm nay tìm Bùi Lâm tìm hiểu tình huống sự tình nói cho hắn, Hứa Thuần Lương nói, muốn nói Triệu Phi Dương cũng trách xui xẻo, họa vô đơn chí a. Lục Kỳ nói, bọn hắn đây coi như là kết hôn sao? Hứa Thuần Lương nói, làm sao không tính, chứng đã sớm kéo qua, ngày hôm qua nghi thức chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà lại. Hắn vốn muốn nói Bùi Lâm đã mang thai, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, cảm giác ở lưng sau sách chuyện này không tốt. Lục Kỳ lại truy vấn, mà lại cái gì? Hứa Thuần Lương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có khác sự tình giấu giếm ta. Hứa Thuần Lương nói, giấu giếm ngươi cái gì? Ta không vẫn luôn phối hợp ngươi, đúng, ngươi cũng tra được cái gì rồi. Lục Kỳ nói, thiên cơ bất khả lộ. Dừng a, ai, ta nhớ được ngươi nguyên lai hôn kỳ cùng Triệu Phi Dương một ngày a. Lục Kỳ nói, ta cái này không đẩy về sau một tháng nha, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình, Tô Tình bây giờ đi đâu bên trong? Còn có thể giúp chúng ta chủ trì hôn lễ sao? Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất cùng với nàng cũng không chút liên hệ, công việc quá bận rộn. Lục Kỳ nói, dù sao giao cho ngươi, còn có Mã Tây a. Hứa Thuần Lương nói, hôm qua Triệu Phi Dương hôn lễ chính là Mã Tây chủ trì, ngươi xác định thật muốn dùng hắn. Lục Kỳ nghĩ nghĩ biểu thị thôi được rồi, mặc dù hắn đối Vu Lệ nhân phẩm phi thường tín nhiệm, nhưng là Mã Tây ra loại sự tình này, luôn cảm thấy điểm xấu, chí ít gần đây không muốn tìm dạng này người chủ trì hôn lễ. Triệu gia đã dựng tốt lều chứa linh cữu, bởi vì vì phụ thân chết tại hôn lễ của mình bên trên, Triệu Phi Dương phá lệ áy náy. Hắn quyết định không còn bận tâm cái gì cái gọi là ảnh hưởng, muốn đem phụ thân nở mày nở mặt đưa tiễn, dù sao hắn hiện tại cũng không phải thể chế bên trong người. Triệu gia trước cửa hai bên đường bày đầy vòng hoa. Hứa Thuần Lương đem mình tặng hoa vòng giao cho tại hiện trường hỗ trợ Vu Hướng Đông. Tới cho Triệu Phi Dương hỗ trợ người trên cơ bản đều là Trường Hưng Bệnh viện, Cao Tân Hoa tối hôm qua liền không đi, hắn đang cùng mấy vị chuyên chạy tới chiến hữu nói chuyện phiếm, mấy người toàn đều mặc quân phục. Đông Nghiễm Sinh, Chiêm Ái Hoa, Đông Nghiễm Sinh đều ở đây, Hứa Thuần Lương đi theo bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Chiêm Ái Hoa chuyên từ Nam Giang chạy tới, con của hắn Chiêm Thiên Hàng bởi vì lo lắng thân thể của phụ thân cũng đi theo cùng đi đến. Hứa Thuần Lương cùng Chiêm Ái Hoa nắm tay, Chiêm Thúc, nén bi thương a. Chiêm Ái Hoa nhẹ gật đầu, đậu nành lớn nước mắt xoát xoát chảy xuống, chớ nhìn hắn quá khứ là chiến đấu anh hùng, mình gặp được thiên đại sự tình đều không rơi nước mắt. Nhưng bọn hắn đối giả đại đội trưởng tình cảm quá sâu, đều chịu không được cái này đột nhiên tin dữ. Hứa Thuần Lương lại cùng Đông Nghiễm Sinh lên tiếng chào hỏi, để hắn chú ý thân thể dù sao Đông Nghiễm Sinh thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, thủ linh loại chuyện này cũng không cần tự thân đi làm. Thư Viễn Hàng cũng tới, hắn cũng là ý tứ này, Triệu lão gia tử là trưởng bối của hắn thủ linh loại chuyện này, bọn hắn là được rồi. Cao Tân Hoa cuống họng đều câm, nhìn qua hắn so Triệu Phi Dương còn phải thương tâm. Cao Tân Hoa nói, các người những hài tử này tâm ý chúng ta nhận, nhưng là a, chúng ta nói cái gì đều phải cho già đại đội trưởng thủ một đêm. Chiêm Ái Hoa nói, lúc trước ta thụ thương thời điểm, là già đại đội trưởng tại bệnh viện trông coi ta. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, nói vừa khóc, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hứa Thuần Lương nhìn thấy bọn hắn thương tâm thành cái dạng này cũng cảm thấy không dễ chịu, nếu như hôm qua mình có cơ hội xuất thủ cứu người. Có lẽ có khả năng tướng Triệu đại pháo từ quỷ môn quan kéo trở về, nhưng là dưới tình huống đó, không có người tín nhiệm mình,
không phải hắn không muốn cứu, mà là tình huống thực tế không cho phép. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ cùng đi lều chứa linh cữu cho Triệu lão tướng quân cúi đầu, Triệu Phi Dương nhìn thấy bọn họ chạy tới, chào đón cùng bọn hắn nắm tay. Hiện tại tang sự mới xử lý, rất nhiều hiếu tử cũng không thể dập đầu, huống chi loại này cán bộ gia đình. Hứa Thuần Lương an ủi Triệu Phi Dương hai câu, bởi vì người tới nối liền không dứt, Triệu Phi Dương lập tức lại đi nghênh đón người khác. Lần này tới chính là khu công nghệ cao Cảnh Văn Tuấn, Triệu Phi Dương một mặt bi thương, không đợi đi đến Cảnh bí thư trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ đi xuống. Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút khó chịu, nguyên lai không phải là không thể quỳ a, là hắn không nguyện ý quỳ, cha ngươi chết rồi, hiếu tử ngươi quỳ một chút thế nào. Cái này còn chọn người. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ cho Triệu lão gia tử cúc ba cái cung, hai người lại đi trên sổ sách Hứa Thuần Lương cho 1.000, Lục Kỳ theo 500. Trên sổ sách thời điểm thuận tiện nhìn lướt qua sổ sách, phía trên cơ bản đều là 5.000 làm đơn vị, cho 1.000.000 cũng không phải số ít. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, hôm qua Triệu Phi Dương kết hôn thời điểm, dặn đi dặn lại, vượt qua 500 khối liền không thu, làm sao hôm nay triệt để buông ra rồi. Là bi thương quá độ đầu óc hồ đồ rồi. Lục Kỳ không thấy được Bùi Lâm, đã đăng ký kết hôn liền đã cùng Triệu Phi Dương thành vợ chồng hợp pháp, ấn lý thuyết hẳn là ở chỗ này trông coi, không biết tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua, Triệu Phi Dương bồi tiếp Cảnh Văn Tuấn tiến vào lều chứa linh cữu, Cảnh Văn Tuấn cúi đầu thời điểm, hắn quỳ xuống đến hóa vàng mã. Hứa Thuần Lương thầm than, nhìn dưới người đồ ăn đĩa, đều là tới phúng viếng. Ngươi Triệu Phi Dương còn cho phân ra cái đủ loại khác biệt đến, có phải hay không quá không tử tế, người chết là lớn, vẫn là không chấp nhặt với hắn. Lục Kỳ dùng tay đập hắn một chút, Bùi Lâm rốt cục xuất hiện, Bùi Lâm mặc toàn thân áo đen, mang theo hắc xa tới. Triệu Phi Dương chỉ coi như không có trông thấy nàng, đưa tiễn Cảnh Văn Tuấn trở về thời điểm, Bùi Lâm chủ động đi tới, Phi Dương. Triệu Phi Dương ừ một tiếng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ánh mắt của hắn thậm chí lười nhác nhìn Bùi Lâm một chút, mặc dù hôm qua bất nhã chiếu sự tình cảnh sát đã làm sáng tỏ, nhưng là vì vậy mà sinh ra ảnh hưởng nhưng không có giảm lui dấu hiệu, chẳng biết tại sao, hắn từ đáy lòng sinh ra một loại Bùi Lâm phản bội cảm giác của mình. Bùi Lâm nói, ta không đi. Triệu Phi Dương không nói gì thêm, mà là lại đi nghênh đón đến đây phúng viếng khách quý. Bùi Lâm nhìn qua Triệu Phi Dương bóng lưng, trong nội tâm sinh ra khó tả bi ai. Bị ai tiếp theo diễn hóa thành đối Triệu Phi Dương oán hận, ta cũng là người bị hại. Hại chết người người của phụ thân cũng không phải ta, người dựa vào cái gì đem trách đảm nhiệm quy tội đến trên đầu của ta. Lúc này Đường Kinh Luân cũng tới phúng viếng, kỳ thật hôm nay tới rất nhiều người đều là vừa vặn tham gia xong hôn lễ của bọn hắn, sau đó lại tới tham gia tang lễ. Đường Kinh Luân đi vào Bùi Lâm trước mặt ngữ trọng tâm trường nói, Bùi Lâm, ngàn vạn muốn bảo trọng thân thể a. Bùi Lâm nhẹ gật đầu. Tạ tạ nhị ca. Đường Kinh Luân từ nàng đối với mình xưng hô suy đoán ra nàng trước mắt quẫn cảnh, đừng nhìn Bùi Lâm gả cho Triệu Phi Dương, phụ trách hoa niên lớn khỏe mạnh, còn trở thành gia niên bách hóa đồng sự, nhưng là nàng hết thảy tất cả đều là dựa vào Triệu Phi Dương, nếu như đã mất đi Triệu Phi Dương cũng liền mang ý nghĩa nàng đã mất đi hết thảy, nàng thân thiết như vậy xưng hô mình, mang ý nghĩa nàng đang lấy lòng chính mình. Đường Kinh Luân nói, sự kiện kia huyên náo xôn xao, sinh ra rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Bùi Lâm nói, ta có thể giải quyết tốt. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu, hắn thấy được nữ nhân này trên người tính bền dẻo, khó trách Triệu Phi Dương có thể bị nàng cho bảo hộ. Đường Kinh Luân nhìn về phía cách đó không xa Triệu Phi Dương, trong lòng phát lên mấy phần đồng tình, mặc dù ngày hôm qua chiếu phiến là có người tại Di Hoa tiếp mộc, nhưng cũng không có nghĩa là Bùi Lâm oan uổng. Triệu Phi Dương đối Dương Mộ Phong cùng Bùi Lâm tình cũ hoàn toàn không biết gì cả, lúc trước mình xính nhiệm Dương Mộ Phong. Chính là muốn dùng Dương Mộ Phong đến khống chế Bùi Lâm, chỉ tiếc Dương Mộ Phong mơ mơ hồ hồ chết rồi. Hứa Thuần Lương nguyên bản định lưu lại giúp đỡ chút, nhưng nhìn đến hiện trường nhiều người như vậy, cũng không cần mình, lại thêm Triệu Phi Dương thái độ làm hắn có chút không thoải mái, quyết định rời đi. Hứa Thuần Lương đi ra ngoài thời điểm, Chiêm Thiên Hàng đi theo ra ngoài, Thuần Lương. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, cười nói, Chiêm ca tìm ta có việc. Chiêm Thiên Hàng móc ra một hộp khói cho hắn trên khói, Hứa Thuần Lương biểu thị mình không cần. Chiêm Thiên Hàng nói, tùy tiện phiếm vài câu. Hứa Thuần Lương chỉ trước mặt bồn hoa, hai người đi tới, đứng tại bồn hoa trước, Chiêm Thiên Hàng đốt một điếu thuốc nói, là như thế này, ta nghe nói ngươi bây giờ đảm nhiệm Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, còn phụ trách chiêu thương công việc.
Hứa Thuần Lương nói, có chuyện này, người tin tức vẫn là rất linh thông nha. Đoán chừng hắn 8-9 phần 10 là nghe Đông Nghiễm Sinh nói. Chiêm Thiên Hằng nói, ta có ý hướng đến Đông Châu phát triển, muốn đi các ngươi Nguy Sơn đảo khảo sát một chút. Hứa Thuần Lương nói, lúc nào đi ta đến an bài. Chiêm Thiên Hằng cười nói, vậy liền làm phiền ngươi, đoán chừng phải chờ tới tang lễ về sau, cha ta mấy ngày nay đều lưu tại nơi này, thân thể của hắn không tốt, ta không yên lòng, cũng không dám rời đi. Hứa Thuần Lương nói, vậy thì chờ tang lễ qua đi đi. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, chủ thư ký đến, thư ký Trương Tùng sớm thông chi người chết gia thuộc, Triệu Phi Dương một mực nghênh đến cửa chính, muốn cho chủ thư ký quỳ, bị chủ thư ký kịp thời kéo lên, nói bọn hắn đảng viên làm bộ nên thay đổi phong tục đừng làm những thứ này. Triệu Phi Dương dẫn chủ thư ký đi vào bên trong, chủ thư ký thấy được Hứa Thuần Lương, hướng bên người Trương Tùng nhỏ giọng nói một câu. Trương Tùng không có đi theo vào, mà là hướng Hứa Thuần Lương đi tới, Hứa Thuần Lương chào hỏi một tiếng, Trương ca. Trương Tùng cười cười, Chiêm Thiên Hằng gặp có người đến, chủ động cáo từ về phụ thân bên người đi. Trương Tùng nói, chủ thư ký để ngươi chờ hắn một hồi. Hứa Thuần Lương nói, ở chỗ này. Trương Tùng nói, trong xe các loại đi. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa vặn không có lái xe, ngài quay đầu đem ta mang hộ đến cửa tiểu khu. Trương Tùng nở nụ cười, chỉ bên kia xe, để Hứa Thuần Lương đi trước trong xe ngồi. Chu thư ký rất nhanh liền ra, hắn cùng Triệu Phi Dương không quen, Triệu Phi Dương lại đem Chu thư ký đưa đến bên cạnh xe, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngồi ở bên trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút tử, đi qua liền nghe nói Chu thư ký cùng hắn có chút quan hệ, xem ra là thật. Đừng nhìn Triệu Phi Dương cùng Truyền Quốc Dân quan hệ rất tốt, nhưng là Truyền Quốc Dân rất ít sách lãnh đạo sự tình. Chu thư ký tiến vào ô tô, Hứa Thuần Lương cung kính nói, Chu thư ký, ngài so với lần trước gặp thời điểm tinh thần hơn. Chu thư ký cười nói, có sao, ta gần nhất tăng cường rèn luyện, bản thân cảm giác trạng thái thân thể cũng không tệ lắm. Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất cùng gia gia học được một bộ kéo dài tuổi thọ rèn luyện phương pháp, có cơ hội ta cho ngài phơi bày một ít. Chu thư ký nói, ngươi có thể đi mẫu thân của ta nơi đó trước cho nàng phơi bày một ít, lão thái thái cả ngày rảnh rỗi đến bị khùng. Trương Tùng lập tức nói, Thuần Lương, ngươi đợi chút nữa có sắp xếp sao? Nếu có thời gian chúng ta cùng đi xem nhìn đại nương. Hứa Thuần Lương cái nào dễ nói không có thời gian, lập tức đáp ứng, Chu lão thái đối với hắn tốt, hắn trận này công việc có chút bận bịu, mỗi lần tới đi vội vàng, mà lại cũng không tiện tận lực đi qua. Không muốn người khác nói hắn thông qua cái này loại phương thức nịnh bợ lãnh đạo. Chu thư ký hỏi Nguy Sơn đảo suối nước nóng sự tình, Hứa Thuần Lương đem tình huống bên kia giới thiệu sơ lược một lần, thuận tiện âm một thanh sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn, ai bảo các ngươi trước được tội ta. Chu thư ký nói, cái này sinh thái vòng ném tập đoàn tồn tại vấn đề rất lớn, nhất định phải tra rõ, ai dám ảnh hưởng Đông Châu hình tượng, nện dân chúng bát cơm chúng ta liền muốn nện bát ăn cơm của hắn. Trương Tùng nói, trước mắt Đông Châu hai nhà Hán Nguyên suối nước nóng nghỉ phép trung tâm còn ở vào ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách giai đoạn, là tỉnh du lịch cục trực tiếp thông báo. Chu thư ký nói, thành thị hình tượng kinh doanh không dễ dàng, nhưng là hủy đi liền trong nháy mắt, chúng ta những này đảng viên cán bộ thời khắc đều không thể buông lỏng cảnh giác, Hán Nguyên suối nước nóng vấn đề tồn tại không chỉ một ngày, vì cái gì Đông Châu chủ quản bộ môn không có phát hiện. Tại sao muốn đợi đến chuyện này nháo đến trong tỉnh? Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký, chúng ta những này cơ sở người làm việc gặp phải áp lực rất lớn, lúc trước nếu như không phải ta gánh vác áp lực, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng cũng bị sinh thái vòng ném tập đoàn cho chiếm trước, bọn hắn cảm thấy có chỗ dựa, cường thủ hào đoạt không kiêng nể gì cả. Chu thư ký cả giận nói, người cũng có chỗ dựa, người chỗ dựa là đảng là nhân dân, ai cũng so ra kém người chỗ dựa cường đại. Hứa Thuần Lương nói, có ngài Chu thư ký câu nói này ta an tâm. Kỳ thật ta còn lo lắng sẽ gặp phải bọn hắn trả thù đâu. Bọn hắn dám, ai dám trả thù ngươi, chính là sống mái với ta. Trương Tùng một bên nghe, ngầm thầm bội phục, Hứa Thuần Lương tuổi không lớn lắm, gây sự bản lĩnh cũng không nhỏ, đương nhiên Chu thư ký cũng không phải dễ dàng như vậy bị người xúi dục, xem ra sinh thái vòng ném tập đoàn sự tình đã gây nên lửa giận của hắn. Chu thư ký muốn thông qua chuyện này cho Đông Châu một ít lão nhân một chút cảnh cáo, thừa cơ chỉnh đốn một chút Đông Châu du lịch thị trường. Chu lão thái nhà thời điểm, Hứa Thuần Lương đưa ra xuống xe, Trương Tùng cùng hắn cùng một chỗ xuống xe. Đưa mắt nhìn Chu thư ký tọa giá đi xa, Trương Tùng vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, huynh đệ có thể a, sinh thái vòng ném tập đoàn lần này nghĩ xoay người liền khó khăn,
Hứa Thuần Lương nói, ta người này lớn nhất mau bệnh chính là tinh thần trọng nghĩa siêu cường. Trương Tùng cười ha ha, hai người cùng một chỗ hướng cư xá đi, trên đường Trương Tùng nói cho Hứa Thuần Lương, lão thái thái hai ngày này chính nháo muốn về nhà đâu, chủ yếu là lúc sau Tết cùng con dâu náo loạn khó chịu. Chu thư ký cảm thấy Trương Tùng có thể cùng lão thái thái nói chuyện, cho nên đem thuyết phục lão thái thái nhiệm vụ giao cho Trương Tùng, Trương Tùng biết lão thái thái thích Hứa Thuần Lương, linh cơ khẽ động đem hắn kéo lên. Hai người đến thời điểm, Chu Đức Minh cũng tại, hắn liền sắp khai giảng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, cười nói, người đến rất đúng lúc, nãi nãi ta mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đây, nói gần nhất đau đầu muốn tìm ngươi xem một chút. Hứa Thuần Lương nói, Chu nãi nãi, ngài chỗ nào không thoải mái? Chu lão thái nói, người đừng nghe Đức Minh nói mỏ, ta không có gì không thoải mái, chính là bị tức giận. Trương Tùng cố ý nói, đại nương, là ta nguyên nhân sao? Chu lão thái nói, chớ đoán mò, cùng các ngươi cũng không quan hệ, là chính ta tức giận chính mình, lớn tuổi, vô dụng, trưởng thành nhà vướng víu. Hứa Thuần Lương nói, Chu nãi nãi, ta đoán chừng ngài là tại một chỗ ngẩn đến quá lâu, hẳn là ra đi vòng vòng. Còn không phải sao, cho nên ta mới nghĩ về nhà. Chu Đức Minh nói, nãi nãi, quê quán đều không ai, ngài về kia làm gì? Nếu là thật muốn trở về, chờ ta có thời gian bồi ngài cùng đi. Ngài thấy được hay không? Không được. Chu lão thái hài đồng một dạng nhếch lên miệng, ta càng ngày càng không thích trong thành này cả ngày sương mù mai, trong không khí đều là ô tô đuôi khói hương vị, cái nào có chúng ta quê quán tốt? Hứa Thuần Lương nói, Chu nãi nãi, nếu không dạng này, ngài đi Nguy Sơn đảo đi dạo a, bên kia không khí tốt phong cảnh tốt, vẫn còn ấm suối. Chu lão thái nói, Nguy Sơn đảo. Một bên Trương Tùng nói, tiểu Hứa chỗ làm việc hắn hiện tại đã là Nguy Sơn đảo Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng. Chu lão thái nói, phi hổ đội cái kia Nguy Sơn đảo. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Chu lão thái nói, có xa hay không? Hứa Thuần Lương nói, không xa, cùng ngày vừa đi vừa về không có vấn đề, ngài nếu là nghĩ ở, có thể đi nơi đó an dưỡng một đoạn thời gian, ta đến an bài. Chu lão thái nói, ngày mai được không? Trương Tùng cũng không nghĩ tới xưa nay không thích rời nhà lão thái thái lại có đi Nguy Sơn đảo đi dạo tâm tư, Hứa Thuần Lương đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, được a, ngày mai ta cùng ngài cùng đi, Đức Minh, ngươi cũng đi một chuyến chứ sao? Chu Đức Minh nói, ta đây phải hỏi mẹ ta. Chu lão thái nghe xong liền phát hỏa, người lớn bao nhiêu chút chuyện này còn muốn hỏi nàng. Chu Đức Minh vội vàng nói, tốt, tốt, ngày mai ta bồi ngài đi qua chính là... Trương Tùng cùng Hứa Thuần Lương rời đi về sau, Trương Tùng nói, ngươi ngược lại tốt, một câu để lão thái thái gì giá du lịch, ta phải tranh thủ thời gian an bài cỗ xe đi. Hứa Thuần Lương nói, Trương ca, ngài liền chớ để ý, ta đến an bài, chuyện này đừng nhúc nhích dùng công cộng tài nguyên, quay đầu Chu thư ký lại không cao hứng. Trương Tùng một suy nghĩ đích thật là dạng này. Hứa Thuần Lương đảm nhiệm nhiều việc, tất cả mọi chuyện đều không cần Trương Tùng quan tâm, thậm chí hắn đều không cần đi theo đi qua. Nhất định có thể an bài đến thỏa thỏa nhỏ, để lão thái thái thừa hứng mà đi, tận hứng mà về. Hai người chia tay về sau, Hứa Thuần Lương trước cho Tần Chính Dương lên tiếng chào hỏi, loại chuyện này giấu giếm hắn luôn luôn không tốt. Tần Chính Dương nghe xong lập tức liền kích động, ngựa bên trên biểu thị muốn an bài tốt hết thảy. Hứa Thuần Lương để hắn còn là không muốn tiết lộ phong thanh, nếu như lão thái thái nhìn ra là phía chính phủ an bài liền không tốt, Hứa Thuần Lương dự định để Hiển Hồng nông trường tiếp đãi. Tần Chính Dương cho là hắn cân nhắc tương đối chu đáo, bất quá hắn sẽ phối hợp chuyện này làm cái con đường sửa trị, để Nguy Sơn đảo tại mấy ngày nay trật tự rành mạch. Chu thư ký khi biết mẫu thân muốn đi Nguy Sơn đảo giải sầu về sau cũng không có gì đặc biệt biểu thị, để nhi tử bồi tiếp cùng đi, căn dặn hắn tận lực không muốn bại lộ thân phận của mình, không muốn phiền phức địa phương chính phủ, nên chỗ tiêu tiền nhất định phải mình dùng tiền. Chu thư ký thậm chí không có cho Hứa Thuần Lương chào hỏi. Hắn thấy Hứa Thuần Lương muốn so con của mình thành thục được nhiều, loại chuyện nhỏ này hắn hoàn toàn có thể xử lý tốt. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương mở ra đinh tứ Toyota bá đạo tới đón người, quả nhiên chỉ có Chu Đức Minh bồi tiếp nãi nãi, liền thư ký Trương Tùng đều không có lộ diện. Dạng này tốt nhất, đơn giản tựa như là người một nhà du lịch. Hứa Thuần Lương nâng lão thái thái lên xe thời điểm, Trần Thuần gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở nơi nào, nàng giữa trưa đến Đông Châu. Hy vọng hắn có thể đi đường sắt cao tốc đứng tiếp nàng, Hứa Thuần Lương nói cho biểu muội mình bây giờ liền về hồ núi trên trấn ban, để nàng liên hệ lão Trịnh dù sao Trịnh Bồi An một viên hồng tâm thời khắc chuẩn bị cho nàng đương cha ghẻ.
Chu Đức Minh bằng lái cũng vừa cầm không lâu, đối ô tô chính cảm thấy hứng thú thời điểm, cùng Hứa Thuần Lương trò chuyện phi thường hợp ý. Cân nhắc đến người Chu gia đều không muốn làm đặc thù hóa, Hứa Thuần Lương lần này không có điều động Hiển Hồng nông trường du thuyền, mà là lựa chọn phà, thời gian này phà trên cũng không có nhiều người. Chu lão thái thái thật lâu không có ra cửa, vui vẻ đến như thằng bé con. Chu Đức Minh mang theo máy ảnh cho nãi nãi chụp ảnh, lão thái thái kéo lấy bọn hắn thay nhau chụp ảnh chung. Chờ đến Nguy Sơn đảo bến tàu, Trương Hải Đào mở ra kia chiếc Audi Q7 đã tại trên bến tàu chờ. Hứa Thuần Lương cùng Chu Đức Minh cùng một chỗ vịn lão thái thái lên xe, hiện tại thời gian còn sớm, Hứa Thuần Lương dự định trước mang theo nàng đi Minh Nguyệt Loan nhìn xem, nguyên bản Minh Nguyệt Loan là ngư dân vui căn cứ, về sau trải qua tổng hợp sửa trị, cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, bọn hắn đồng ý tướng thuyền lái rời, Hồ Sơn trấn chính phủ tại bến tàu thủy nhai thống nhất vì bọn họ cung cấp kinh doanh nơi trốn, cho tiền thuê cùng thu thuế chiếu cố. Minh Nguyệt Loan có thể nói là Nguy Sơn đảo phong cảnh chỗ tốt nhất, cỏ sắc bắt đầu hiện thanh, buổi sáng ánh nắng ấm áp lại không chướng mắt, dưới ánh mặt trời, nước hồ từ xa mà đến gần, bầy biện ra xanh đậm, xanh lam, điện thanh, màu xanh sẫm, xanh nhạt năm loại khác biệt nhan sắc, gió nổi lên lúc, bình tĩnh mặt hồ nổi lên kim sắc gợn sóng, tựa như từng đầu kim sắc dây lụa tại sắc thái khác biệt trên mặt hồ lượn vòng nhảy múa, cảnh đẹp ý vui. Chu lão thái thái hít một hơi thật sâu không khí thanh tân, cảm thán nói, không khí nơi này thật sự là tươi mắt a, Đông Châu nội thành không có như thế địa phương tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, Nguy Sơn đảo chính đang kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, không khí nơi này chất lượng là toàn bộ Giang Hải địa khu tốt nhất, chúng ta vị trí gọi Minh Nguyệt Loan, ban đêm nguyệt ra thời điểm, cảnh sắc càng là mỹ lệ. Chu lão thái thái liên tục gật đầu. Chu Đức Minh nói, phía sau núi cao bao nhiêu? Hứa Thuần Lương thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Thạch Lương Sơn, độ cao so với mặt biển hơn 200 mét, không tính là cao. Lúc này một đám thương lộ bay vào tầm mắt của bọn họ, tại nước cạn khu bắt đầu kiếm ăn, Chu Đức Minh thay đổi ống kính tầm xa, quay chụp kia từng cái di nhiên tự đắc chim chóc. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, móc ra điện thoại xem xét, vẫn là chân thuần. Hứa Thuần Lương đi tới một bên nhận điện thoại, còn có chuyện gì à? Ta đi làm đâu? Chân thuần nói, biểu ca, người không ở nhà ai chơi với ta? Ta đi tìm ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, ta có chính chuyện bận rộn, không có thời gian chào hỏi ngươi. Chân thuần nói, ta chơi ta, ngươi làm việc của ngươi. Hứa Thuần Lương cầm cái này tiểu biểu muội thật đúng là không có biện pháp gì. Giữa trưa mang theo khách nhân đi Hiển Hồng nông trường, Tần Chính Dương cũng sớm ngay ở chỗ này cung hậu, hắn cùng Hứa Thuần Lương thống nhất tốt đường kính không đề cập tới thân phận, liền nói là bằng hữu. Ăn cơm trước đó, Trương Hải Đào cũng đem Chân Thuần cho nhận lấy. Chân Thuần vừa tiến đến liền hoảng sợ nói, biểu ca, Nguy Sơn đảo xinh đẹp như vậy a. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng. Hắn đem Chân Thuần giới thiệu cho mọi người nhận biết. Chu lão thái thái nghe nói Chân Thuần là từ Hương Giang tới, lập tức cùng với nàng dùng tiếng Quảng Đông hàn huyên, nguyên lai Chu lão thái thái nguyên quán Trường Sa. Chân Thuần đến một lần đoàn tham quan lại lớn mạnh, Hứa Thuần Lương đem cùng đi ngắm cảnh nhiệm vụ giao cho Trương Hải Đào. Audio điện tử Võ Tấn Bền